Nô thị tu chân y thánh, Trần Phi. Tập 58. Đi đôi với vậy Việt Kinh Lâu Việt Đại Sư hướng Trần Phi khom người một ủi tới đất, tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt lúc này cũng cứng, không khí ngay tức thì đổi được yên lặng như tờ, kim rơi có thể nghe. Việt Kinh Lâu Việt Đại Sư đó là thân phận bực nào địa vị. Đường đường cái này đảo Thương Lam thứ hai lợi hại luyện đan sư, cấp 2 thượng phẩm, đồng thời còn là một vị luyện khí tầng 9 động chủ cường giả. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ, như vậy thân phận có thể nói vô cùng tôn quý nhân vật, nhưng lại hướng những người khác cúi xuống hắn vậy cao quý sống lưng, một khom người tới đất. Đây là khái niệm gì à? Tất cả mọi người tại chỗ hiện vào lúc này đều cơ hồ là không nhẫn nại được mình trong nội tâm run rẩy. Bởi vì là coi như là bọn họ cái này đảo Thương Lam hai vị đảo chủ, Thương Khôn đạo nhân cùng với cá voi xanh cụ già đích thân tới, cũng không khả năng làm Việt Đại Sư bực này thân phận cao quý luyện đan sư làm được giống bây giờ loại trình độ này chứ. Có thể, nhưng mà... chúng ta đảo Thương Lam, thật giống như thật tới một vị kinh khủng nhân vật à. Vậy tự xưng là quyền chân nhất Kim Bảo Hiên lưu gia cấp 2 trung phẩm luyện đan sư ánh mắt kính sợ cùng sáng quắc nhìn Trần Phi hình bóng, không nhịn được thấp giọng cảm thán mở miệng nói. Hắn cùng Việt Kinh Lâu cùng là thân phận cao quý luyện đan sư, hơn nữa lẫn nhau thêm chênh lệch vậy không nhiều lắm, cho nên mới có thể hiểu cùng thể sẽ có được, Việt Kinh Lâu hiện vào lúc này trong lòng là có bao nhiêu rung động theo sau hối. Có thể như vậy tùy tiện luyện ra một lò 6 viên 6 văn vân mạch đan tồn tại, giống như là chuyện thường ngày vậy, hắn đan đạo cảnh giới thật chẳng qua là cấp 2 thượng phẩm sao. Xin nhờ, chớ có nói đùa, vị đại nhân kia đừng nói là cấp 2 thượng phẩm luyện đan sư. Sợ rằng liền cấp 3 thượng phẩm đều không ngừng. Mà đại nhân vật như vậy, đừng nói là ở bọn họ đảo Thương Lam, coi như là toàn bộ Ưng Giản Hạp khu vực, thậm chí đi thành U Lang cái loại đó hào cường lâm lập tranh bá đất đai, vậy tuyệt đối tất nhiên là tất cả lớn thế lực cao cấp điên cuồng tranh đoạt mục tiêu. Lại còn chưa tiếc chi phí cái loại đó. Bởi vì là người như vậy, vậy đan đạo nội tình cùng tiềm lực thật sự là quá khủng bố cùng kinh người. 6 văn vân mạch đan cũng có thể dễ dàng như vậy luyện ra, vậy 7 văn, cho dù luyện chế độ khó sẽ có một cái biến chất, có thể cho hắn đầy đủ thời gian, chẳng lẽ có cái gì không thể nào sao? Trẻ tuổi như vậy luyện đan sư kinh khủng nhất địa phương, chính là hắn so với người khác có nhiều hơn càng nhiều hơn thời gian à. Cái này cùng tu luyện kỳ tài là giống nhau. Buồn cười vậy Việt Kinh Lâu ban đầu lại còn nghi ngờ hạng nhân vật này cầm vậy tuyết linh dịch đi, sẽ không có dùng, thậm chí phí của trời. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ người Việt Kinh Lâu mới có thể để cho người buồn cười người kia chứ? Thật là sống nên à? Nếu thua, vậy thì vội vàng đem tuyết linh dịch lấy ra. Mà nhưng vào lúc này, Trần Phi lạnh lùng nói. Nếu không phải bởi vì là lấy tuyết linh dịch này làm tài liệu chính liêu mà luyện chế được thối máu tử vân đan là hắn hiện nay hết sức thứ cần, hắn đã sớm không muốn ở nhóm người này nhìn làm cho người chán ghét người trước mặt tiếp tục ở lại. Bởi vì là cái này thật sẽ làm trong lòng của hắn rất không thoải mái, rất khó chịu. À, là tuyết linh dịch, tuyết linh dịch. Lâm Diệp, mau đưa tuyết linh dịch đưa cho vị đại nhân này, mau à. Vậy Việt Kinh Lâu lúc này mới nhớ tới mâu thuẫn tranh chấp ngọn nguồn là bởi vì là hắn ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ thế hiếp người, cưỡng ép cướp đi Trần Phi đã mua đi tuyết linh dịch, nghe vậy không khỏi lập tức biến sắc đứng lên, run rẩy hướng trưởng quỹ kia Lâm Diệp hét. Hiển nhiên. Đến bây giờ, hắn nào còn dám cướp Trần Phi đồ mong muốn, hắn có cái đó tư cách sao? Là ta lập tức đi lấy, đại nhân xin ngài chờ một chút một chút. Vậy xong Vũ Lâu trưởng quỹ Lâm Diệp nghe vậy lúc này vậy rõ ràng trong lòng có chút luống cuống, sắc mặt vội vội vàng vàng chiến sừng sững nói. Phải biết, trước nhưng mà hắn một tay trở mặt, quyết định đem cái này đã có thể nói là đồng ý mua bán lại cho điên phá hủy, mà bây giờ đâu? Mà bây giờ sự thật chứng minh, hắn cùng Việt Đại Sư đều giống như làm sai một kiện ngất trời việc lớn à. Đại nhân! Mà nhưng vào lúc này, một đạo hơi có vẻ già nua cao giọng bỗng vang lên, từ xa đến gần, chợt liền gặp vậy Kim Bảo Hiên lưu ra cấp 2 trung phẩm luyện đan sư quyền chân nhất đẩy ra liền đám người, bước nhanh mặt đầy chen đầy nụ cười đi tới Trần Phi phụ cận tới, hai tay nắm cơ hồ là 75 độ đại lễ hướng Trần Phi trùng trùng cúi đầu một cái. Rồi sau đó mới gặp hắn híp mắt cười nói, đại nhân, cái này xong Vũ Lâu như vậy có mắt không biết Thái Sơn, xúc phạm cùng ngươi. Tuyết linh dịch này, ta cảm thấy không muốn cũng được. Quyền chân nhất, ngươi có ý gì? Nghe vậy thấy vậy vậy Việt Kinh Lâu sắc mặt lập tức liền biến, hơn nữa,
vẫn là đổi được vô cùng làm khó xem cái loại đó. Không chỉ là hắn, liền vậy đã đi bộ trưởng quỹ Lâm Diệp vậy sắc mặt ngay tức thì trắng bệch. Bởi vì là, hắn rất rõ ràng, nếu như Trần Phi thật đồng ý đối phương nói mà nói, vậy bọn họ xong Vũ Lâu còn có Việt Kinh Lâu Việt Đại Sư lần này liền là thật đem Trần Phi hung hăng đắc tội. Không muốn cũng được. Nghe vậy Trần Phi nghiêng đầu đi quét vậy tới người quyền chân nhất một cái, mặt không chút thay đổi nói, ta bây giờ rất cần một chai nhỏ tuyết linh dịch. Nghe vậy, vậy Việt Kinh Lâu cả người lại không nhịn được chợt run lên. Hắn hồi nào nghe không ra đối phương vị đại nhân này lời nói trong nồng nặc lạnh lùng, cùng bất mãn. Bây giờ chuyện này, đã bắt đầu hướng xấu nhất phương hướng phát hiện. Đáng chết, tại sao phải đột nhiên biến thành như vậy à? Một chai nhỏ tuyết linh dịch mà thôi, ta Kim Bảo Hiên lưu ra có. Vậy quyền chân nhất nghe được Trần Phi nói đột nhiên trong mắt chớp mắt, chợt cung cung kính kính nói, đại nhân, ta trước ta tự giới thiệu mình một chút, kẻ hèn quyền chân nhất, là cái này đảo Thương Lam lên Kim Bảo Hiên lưu gia luyện đan sư cung phụng. Lấy ta ở Kim Bảo Hiên lưu gia thân phận, hoàn toàn có thể hướng ngài rất nhiều hạ cam kết như vậy, ngài muốn cái gì luyện đan vật liệu, chỉ cần chúng ta Kim Bảo Hiên lưu gia có thể giúp ngài lấy được, liền hết thảy không có bất kỳ vấn đề. Hơn nữa toàn bộ miễn phí. Rào rào. Vậy quyền chân nhất lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ đều là không nhịn được một mảnh ồ lên. Bởi vì là hắn hành động này động, thật là căn bản là không muốn để cho xong Vũ Lâu Lâm ra cùng với Việt Đại Sư có cho vị kia thần bí tôn quý luyện đan sư đại nhân nói xin lỗi, giải trừ hiểu lầm cùng mâu thuẫn cơ hội à. Không phải, đại nhân ngài nghe ta nói, đừng nghe hắn liền nói bừa, chúng ta xong Vũ Lâu. Nghe vậy thấy vậy vậy xong Vũ Lâu trưởng quỹ Lâm Diệp lập tức sắc mặt đại biến đứng lên, hốt hoảng nói. Trần huynh, không Trần đại sư, chuyện này là chúng ta xong Vũ Lâu làm không đúng, bất quá, ngài có thể hay không cho chúng ta một lần bồi lễ nói xin lỗi cơ hội. Vậy Lâm Mặc Tâm vậy đứng ra hốt hoảng nói. Liền hắn cũng đã nhìn ra, nếu là Trần Phi lần này thật đi theo vậy Kim Bảo Hiên quyền chân nhất đại sư đi, vậy bọn họ xong Vũ Lâu Lâm ra, coi như xảy ra đại sự. Đắc tội một vị có thể một lò luyện ra 6 viên 6 văn vân mạch đan cái loại đó cấp bậc tôn quý luyện đan sư, đây là khái niệm gì? Sợ rằng cũng không cần Trần Phi tự mình ra tay trả thù, chỉ cần những cái kia muốn lấy lòng Trần Phi thế lực hoặc tán tu cường giả liên hiệp chung một chỗ, vậy bọn họ xong Vũ Lâu Lâm ra cũng sợ rằng không gánh nổi đi. Càng nghĩ như vậy, vậy Lâm Mặc Tâm trong lòng liền càng hốt hoảng. Thậm chí cũng liền trên trán phát sao, cùng với cổ hai bên hai vai quần áo. Cũng sắp một hồi này thời gian bị cuồn cuộn tràn ra mồ hôi hột đều phải toàn bộ ướt sạch sẽ. Mà liền liền vậy Việt Kinh Lâu Việt Đại Sư nghe vậy thấy vậy, tất cả đều là như vậy, trên mặt thần sắc lập tức liền biến, trong ánh mắt kia xen lẫn vô cùng hối hận, cùng với đối với vậy quyền chân nhất bỏ đá xuống giếng căm hận. Nguyên bản loại chuyện này, nếu như hắn bây giờ có thể tranh thủ cho kịp thời cơ, đuổi ở sự việc cũng còn không phát sinh bao lâu liền vội vàng tiêu trừ. Đem vị đại nhân kia trong lòng vướng mắc cho tiêu trừ, chuyện này thật ra thì cũng không có bao lớn. Nhưng bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ vậy quyền chân nhất nhưng muốn lôi ở hắn Việt Kinh Lâu phạm sai lầm buổi trống cùng khe hở, lợi dụng vị đại nhân kia trong lòng nổi nóng cùng bực bội, trực tiếp đem người cho lừa gạt đi. Đây không phải là trực tiếp muốn đẩy hắn Việt Kinh Lâu xuống vách đá sao? Nếu là Trần Phi người đều đi, vậy giữa bọn họ hiểu lầm, còn có mâu thuẫn. Muốn đổi như thế nào tiêu trừ à? Sẽ ở đó bọn họ bên trong lòng ba người mặt ngay tức thì bởi vì là vậy quyền chân nhất bỏ đá xuống giếng cử động, mới bắt đầu đổi được vô cùng tim đập rộn lên, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu vậy rốt cục thì làm ra quyết định, lên tiếng. Đã như vậy, vậy thì mời phía trước dẫn đường đi. Chỉ gặp hắn nhìn vậy mặt đầy chất đầy kính sợ nụ cười quyền chân nhất nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra, vậy làm vậy Việt Kinh Lâu, Lâm Mặc Tâm các loại. Thậm chí mọi người tại đây, cũng sắc mặt ngay tức thì lập tức thay đổi. Xem ra xong Vũ Lâu cùng với Việt Kinh Lâu Việt Đại Sư mới vừa rồi cử động, là thật đem vị này đan đạo cảnh giới nghịch thiên thần bí trẻ tuổi luyện đan sư cho đắc tội sâu. Liền muốn phải nói xin lỗi bồi tội cơ hội cũng không muốn cho bọn họ, cái này. Dạ, đại nhân, mời cùng ta tới. Nghe vậy vậy quyền chân nhất lập tức thần sắc vui mừng, cung cung kính kính chạy đến phía trước đi cho Trần Phi dẫn đường đứng lên. Không phải, tiền bối ngài xin nghe ta giải thích. Đại nhân không muốn à, xin cho chúng ta một lần nói xin lỗi bồi tội cơ hội được không? Trần Đại Sư, vậy Việt Kinh Lâu, trưởng quỹ Lâm Diệp, Lâm Mặc Tâm,
cơ hồ là cùng trong chốc lát sắc mặt kinh biến cùng hốt hoảng đưa tay muốn ngăn trở. Có thể chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu nhưng thật giống như liền cảnh cũng lười để ý bọn họ, trực tiếp là theo vậy quyền chân nhất đi ra Song Vũ lâu tầng một ngoài cửa lớn. Bất quá đang đi ra cửa sau đó, Trần Phi nhưng thật giống như đột nhiên vang lên liền cái gì, hướng vậy bên cạnh quyền chân nhất nhàn nhạt nói, ta còn có đồ bị bọn họ ụp lên cái này, phiền toái ngươi chờ lát nữa tìm một người giúp ta tới lấy một chút. Tôn kính đại nhân. Nghe vậy vậy quyền chân nhất lập tức không chút do dự nói, rồi sau đó vậy hướng vậy đi theo phía sau người làm thần tình nghiêm túc mở miệng nói, nghe được đại nhân nói chưa? Đi đem đại nhân ở lại Song Vũ lâu đồ tất cả đều lấy ra mang về, thiếu một kiện, ta cầm ngươi là hỏi. Hắn mặc dù không biết Trần Phi kết quả thất lạc những thứ gì ở Song Vũ lâu, có thể, bọn họ bây giờ nhưng là quang hai tay, trong tay không vô một vật đi ra. Cũng chính là, Trần Phi liền vậy 6 viên 6 văn vân mạch đan cũng không có lấy đi. Bây giờ vậy 6 viên 6 văn vân mạch đan cũng còn trôi lơ lửng ở Việt Kinh lâu trước mặt. Mà cái loại đó hoàn toàn có tư cách gọi là chí bảo đan dược cao cấp, sao có thể không cầm đi, tạm biệt làm vậy Song Vũ lâu người Lâm gia chiếm tiện nghi. Còn như bọn họ nếu là không nguyện ý cho nói, quyền chân nhất căn bản đều không cân nhắc cái này. Bởi vì phải là một vị một lò có thể luyện chế ra 6 viên 6 văn vân mạch đan tôn quý luyện đan sư đồ, bọn họ Song Vũ lâu Lâm gia cũng dám đoạt, đó mới là thật cướp thật tốt. Tự tìm đường chết. Diệu ngày trên không. Đảo Thương Lam lên nhiệt độ vô cùng là nóng bức, nhưng mà ở Song Vũ lâu trưởng quỹ Lâm Diệp, Lâm gia đệ nhất thiên tài Lâm Mặc Tâm chính là nổi tiếng toàn bộ đảo Thương Lam, thậm chí còn Ưng Giản Hạp cánh Bắc khu vực Việt Kinh lâu Việt đại sư lúc này cũng hoàn toàn không cảm giác được vậy nóng bức, mà là không khỏi cả người trên dưới đều có chút thả lạnh, trong lòng nóng này, hốt hoảng, trầm trầm. Mà vậy luyện đan thất ngoài cửa mọi người thấy tình cảnh này cũng là theo bản năng ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi. Sau đó tất cả không hẹn mà cùng rút tay rút chân từ cửa kia hướng bên ngoài càng bên ngoài rời đi. Song Vũ lâu Lâm gia, Việt Kinh lâu Việt đại sư lần này trêu chọc tới phiền toái lớn như vậy, bọn họ cũng không dám lại ở thời điểm này đi xúc đối phương rủi ro. Đó không phải là muốn chết sao? Lại xem vậy Việt Kinh lâu, trưởng quỹ Lâm Diệp các người, lúc này nhìn vậy đã người đi lầu chống luyện đan thất ngoài cửa lớn tất cả giống như là người ngu vậy ngốc tại chỗ, trên mặt, trong mắt hiện đầy thật sâu hối hận. Cùng với sợ hãi. Mà khi đó cũng không có bị Trần Phi mang đi, như cũ trôi lơ lửng ở Việt Kinh lâu trước mặt vậy 6 viên 6 văn vân mạch đan, cũng càng giống như là kinh khủng à quỷ vậy, thật sâu kích thích hắn nội tâm của nàng. Như nếu đổi lại là ở ngày thường, trong bọn họ bất kỳ một người nếu có thể đạt được như vậy có thể nói là kỳ chân đan dược cực phẩm, lúc này đã sớm một chút nhảy lên, mừng rỡ như điên. Nhưng bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ trong bọn họ bất kỳ một người nào ở thấy vậy 6 viên 6 văn vân mạch đan, trong lòng không những không có bất kỳ mừng rỡ như điên ý nghĩa, ngược lại, một loại tên là sợ hãi tâm trạng lúc này là đang khi bọn họ trong lòng như ma loại vậy điên cuồng mọc rễ nảy mầm. Lính trong mắt bọn họ thấy vậy 6 viên 6 văn vân mạch đan lúc này thật là giống như là thấy bò cạp như vậy, đáng sợ. Bọn họ trước rốt cuộc làm cái gì? Bọn họ lại có thể cùng một vị một lò có thể luyện chế ra 6 viên 6 văn vân mạch đan mạnh mẽ luyện đan sư, kết hiểu lầm cùng thủ oán. Cái này hắn sao bọn họ trước đến tột cùng là ở phát kia người sai vặt điên, làm gì nghiệt à? Lần này xong rồi, thật xong rồi. Việt đại sư, Lâm trưởng quỹ, bỗng ở giữa, một đạo có chút thận trọng tiếng người ở nơi này rõ ràng đã người đi lầu chống luyện đan bên trong phòng vang lên. Vậy thanh âm chói tai trực tiếp là làm bọn họ ba người cũng ngay tức thì bị sợ hết hồn. Điều kiện phản xạ vậy cả người kịch liệt run lên. Sau đó liền gặp vậy Việt Kinh Lâu, trưởng quỹ Lâm Diệp, Lâm Mặc Tâm theo bản năng hướng vậy thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp một vị người mặc vào kim bảo hiên lưu gia đồng phục người trung niên, đang vùi đầu đi vào. Cút, các người hắn mà còn chạy tới làm gì? Có phải hay không còn ngại mới vừa rồi bỏ đá xuống giếng không đủ? Mà ở thấy người tới thân phận, trưởng quỹ kia Lâm Diệp nhất thời có chút nổ mao, giận dữ hét. Không phải, Lâm trưởng quỹ, là quyền đại sư không đúng, là vị đại sư kia muốn ta trở về. Vậy tới người cả người giật mình một cái, chiến chiến nguy nguy nói. Cái gì, vị đại sư kia để cho ngươi trở về? Hắn để cho ngươi trở lại làm gì? Nói mau, nghe vậy vậy Việt Kinh Lâu nhất thời cặp mắt sáng lên, trực tiếp đem trưởng quỹ kia Lâm Diệp vỗ đi sang một bên. Đi nhanh đến vậy người tới trước mặt, tâm trạng có chút kích động nói. Vậy, vị đại sư kia nói,
hắn có ít thứ còn thất lạc ở cái này, thất lạc ở các người Song Vũ lâu, muốn ta tới đây lấy một chút. Vậy tới người nghe vậy lập tức liền vội vàng nói. Cái gì, liền chỉ là như vậy sao? Nghe vậy vậy Việt Kinh lâu cùng với trưởng quỹ Lâm Diệp lập tức giống như là xương đánh quả cà, không có tức giận bong bóng, một chút cả người đều ở đây sắc mặt tái nhợt cùng tối mờ. Bọn họ vốn đang ôm một đường hy vọng, cảm giác vị trẻ tuổi kia chưa đến nỗi liền bởi vì làm cho này kiện, chuyện nhỏ cứ như vậy đại động can qua, nếu không buông. Nhưng mà, ở trong mắt bọn họ chuyện này có lẽ rất nhỏ, không phải là một cuộc hiểu lầm sao. Cũng không phải là bọn họ bị cướp, bọn họ cũng chỉ là không biết Trần Phi thân phận mà thôi. Có thể đây đối với bị cướp vậy một phương, đối với Trần Phi mà nói, lại coi là cái gì. Nguyên bản đều đã tuyên bố xong thành đổi chắc bị người gắng gượng đem đồ vật cướp đi, trưởng quỹ kia Lâm Diệp còn trực tiếp là bởi vì là Việt Kinh lâu xuất hiện, mà mặt dày vô sỉ hoàn toàn đổi một bộ mặt mũi, lật đổi chắc, đối với Trần Phi lại uống lại mắng, coi hắn là có thể tùy ý xoa nắn con kiến hôi. Cái này cùng trực tiếp làm nhục người, ở Trần Phi trên mặt hung hăng đạp một cước, thậm chí đạp mấy đá, có cái gì khác biệt. Chỉ có vậy Lâm Mặc Tâm lúc này còn hơi có chút lý trí. Liếc mắt một cái một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng Việt Kinh lâu cùng với Lâm Diệp, trực tiếp phất tay đem vậy trôi lơ lửng ở giữa không trung sáu viên sáu văn vân mạch đan thu, bỏ vào 100 năm ôn ngọc chế thành chai nhỏ trong, đem đưa cho đối phương. Trần Đại Sư luyện chế sáu viên sáu văn vân mạch đan đều ở đây cái này, còn như những thứ khác những thứ đó nói. Cùng để ta đi, hắn đem vị kia Kim Bảo Hiên người của Lưu gia dẫn hướng phía ngoài một tầng lầu phòng khách. Một lát sau, người nọ liền cầm tất cả mọi thứ cùng linh thạch, rời đi. Mặc Tâm, chúng ta nên làm gì bây giờ? Vậy, vị kia Trần Đại Sư không phải bạn ngươi sao? Chuyện này ngươi có thể phải cho ra lực, đi giúp chúng ta năn nỉ một chút à? Ít nhất cũng phải cấp chúng ta một cái tha tội nói xin lỗi cơ hội chứ. Đến khi vậy Kim Bảo Hiên người của Lưu gia rời đi sau đó, trưởng quỹ Lâm Diệp lúc này mới nhớ tới, vậy Trần Phi Trần Đại Sư, giống như là Lâm Mặc Tâm mang tới. Vội vàng lo lắng nói. Ai, Diệp Thúc, ta cũng là ngày hôm nay lần đầu tiên cùng hắn biết, nguyên bản còn nói muốn nhận nghiêm túc thật, thật tốt kết giao một cái, có thể nào biết, lại có thể không giải thích được nhô ra cái chuyện này. Nghe vậy vậy Lâm Mặc Tâm cũng có chút bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ nói. Nếu như hắn thật cùng Trần Phi biết, hơn nữa quan hệ không tệ nói, vậy bọn họ bây giờ vậy chưa đến nỗi bị động như thế. Có thể hết lần này tới lần khác chuyện phát triển phương hướng chính là như vậy gay gâu. Việt Kinh lâu Việt Đại Sư muốn một vị phổ thông người tuổi trẻ trong tay luyện đan vật liệu, vậy quả thật không vấn đề gì, hợp tình hợp lý. Nhưng vấn đề là, như Việt Đại Sư là muốn một vị một lò đan có thể luyện chế ra 6 viên 6 văn vân mạch đan mạnh mẽ luyện đan sư luyện đan tài liệu, vậy vấn đề này nhưng chính là thật lớn. Hơn nữa còn là thật rất lớn rất lớn. Huống chi hắn Diệp Thúc trước bản mặt kia còn như vậy. Như vậy xấu xí cùng không chịu nổi. Cái này cùng một cái luyện khí một tầng tu sĩ dám ở một vị trúc cơ chân nhân cảnh cường giả trước mặt nhảy một cái tám trượng cao, tùy ý yêu ngũ hát lục vậy. Đó là cái gì hình ảnh cùng khái niệm? Chỉ là tùy tiện suy nghĩ một chút, hắn Lâm Mặc Tâm liền cảm giác có chút da đầu tê dại. Cái này cùng một vị luyện khí một tầng tu sĩ dám can đảm ở một vị trúc cơ chân nhân cảnh cường giả trước mặt nhảy một cái tám trượng cao. Mặc Tâm. Ngày hôm nay chuyện này là chúng ta làm không đúng, không nên làm ra như vậy mạnh cướp chuyện. Bất quá người cuối cùng là cùng vị đại nhân kia có chút quan hệ, cho nên, người xem chúng ta bây giờ rốt cuộc nên làm cái gì mới phải. Vậy Việt Kinh lâu Việt Đại Sư lúc này vậy rõ ràng hình như là có chút mất đi đúng mực, vừa nghe đến trưởng quỹ kia Lâm Nghiệp mà nói, gặp Lâm Mặc Tâm cùng Trần Phi biết, cuối cùng hướng Lâm Mặc Tâm một mặt cấp bách cùng bất an thỉnh giáo. Nghe vậy, Lâm Mặc Tâm lại là một kim cười khổ. Loại chuyện này, người hỏi hắn hắn nếu là đi hỏi ai đây à? Bất quá sau đó, vẫn là gặp hắn do dự mở miệng nói, nếu là theo ta thuyết gặp mà nói, vẫn là tốt nhất thông báo tộc trưởng đại nhân, để cho hắn cùng Việt Đại Sư ngài, vẫn là Diệp Thúc tự mình ra mặt chứ. Dẫu sao Trần Đại Sư cái này tiện tay một lò đan, có thể đạt tới 6 viên thành đan tính, cùng với 6 văn như vậy kinh khủng phẩm chất. Chân thực không thể tâm tồn may mắn cùng lạnh nhạt à? Thông báo tộc trưởng đại nhân ra mặt, nghe vậy vậy Lâm Diệp không khỏi sắc mặt nhỏ trắng nhợt, đây nếu là để cho tộc trưởng lớn người biết, hắn lại có thể tham dự, xông ra lớn như vậy họa, không phải lột hắn một lớp da mới là lạ. Không sai,
vị đại nhân kia có thể như vậy tùy tùy tiện tiện liền luyện chế ra một lò 6 viên 6 văn vân mạch đan, sợ rằng hắn chân chính luyện đan cảnh giới, có thể so với cái này cấp 2 hạ phẩm đan dược lật một tầng lầu, lật một cái cảnh giới lớn cũng không quá phận. Chuyện này tuyệt đối không thể tâm tồn may mắn cùng lạnh nhạt, nếu không, phiền toái liền lớn. Bất quá vậy Việt Kinh Lâu nghe vậy nhưng là lập tức không chút do dự gật đầu nói. Bởi vì lúc này trong lòng của hắn rất hoảng, làm một tên cấp 2 thượng phẩm luyện đan sư, hắn dĩ nhiên rất rõ ràng có thể tùy ý như vậy luyện ra một lò 6 đan 6 văn vân mạch đan, đây là khái niệm gì? Sợ rằng vị đại nhân kia hắn chân chính luyện đan cảnh giới đừng nói là so với cái này cấp 2 thượng phẩm vân mạch đan lật một tầng lầu, lật một cái cảnh giới lớn. Coi như là so với kia cấp 2 thượng phẩm vân mạch đan lật 2 tầng lầu, lật tới đến gần 2 cái đại cảnh giới đều là cực độ có thể. Bởi vì là hắn từng ở thành U Lang bái sư học nghệ lúc này từng chính tai nghe được sư phụ hắn, cũng chính là một vị thứ thiệt cấp 4 hạ phẩm luyện đan sư mở cửa nói đan lúc chính miệng nói qua, coi như là hắn, đường đường cấp 4 hạ phẩm luyện đan sư, cũng chưa từng luyện chế ra qua bất kỳ đan dược phẩm cấp 6 văn đan dược. Cao nhất cũng chính là 5 văn mà thôi. Hơn nữa vậy vẫn chỉ là một lò cấp 2 hạ phẩm đan dược mà thôi. Nghĩ đến đây vừa nghĩ tới mình lỗ mãng, liều lĩnh đắc tội, lại có thể là vị so hắn cũng sư phụ lợi hại hơn, cấp 4 trung phẩm thậm chí đẳng cấp cao hơn luyện đan sư sau đó, trên mặt hắn thần sắc không khỏi hơn nữa tái nhợt, đầu đầy mồ hôi. Không được, ta muốn trở về một chuyến thành U Lang. Sau đó liền gặp hắn cắn răng kiên định nói. Tuy nói hắn chẳng qua là sư phụ hắn môn hạ địa vị không thế nào trọng yếu đệ tử bình thường, có thể, một vị một lò đan có thể luyện chế ra 6 viên 6 văn vân mạch đan thần bí mạnh mẽ luyện đan sư, hẳn, khẳng định đủ để có thể làm sư phụ hắn tự mình rời núi liền chứ. Hắn là nghĩ như vậy. Cái gì, Việt đại sư ngài muốn trở về một chuyến thành U Lang? Lâm Mặc Tâm cùng với trưởng quỹ Lâm Diệp hai người nghe vậy đều là một kinh hãi. Không nghĩ tới chuyện này ở Việt Đại Sư trong suy nghĩ thì đã nghiêm nghị đến loại trình độ này, muốn trước trở về một chuyến thành U Lang, mới có biện pháp giải quyết sao. Cùng lúc đó, Trần Phi đã cùng vậy quyền chân nhất đi tới nguy nga lộng lẫy Kim Bảo Hiên lưu ra 2 tầng lầu cao cấp khách quý ở giữa bên trong. Mà vậy Kim Bảo Hiên người cũng đã đem đan dược kia cùng với Hắc Vân Phủ, Linh Thạch, hết thảy mang theo trở lại. Đại Sư, đây là ngài thất lạc ở Song Vũ Lâu Đồ. Đều ở đây cái này, ngài mời xem qua một chút. Vậy quyền chân nhất nhận lấy vật phẩm chứa đựng đến Trần Phi trước mặt, cung kính nói. Trần Phi liếc mắt một cái đan dược kia bình, Hắc Vân Phủ cùng với 300 khối hạ phẩm linh thạch, sau đó vung tay lên, đem vậy sau hai người cũng thu vào, nhàn nhạt nói cái này khác biệt ta lấy đi, ngoài ra cho ta giấy và bút, ta viết một bộ đan phương, lấy tốc độ nhanh nhất cho ta chuẩn bị, còn muốn một kiện luyện đan thất, ta muốn luyện đan. Cái này mấy viên thuốc liền cho các người làm là thù lao đi. T. Chẳng qua là một câu nói này, liền làm vậy quyền chân nhất lập tức hô hấp dồn dập, đỏ mặt thở hổn hển thở mạnh, cặp mắt hiện ra mừng như điên cùng vẻ kích động. Cái này một chai 6 viên 6 văn vân mạch đan, cư, lại còn nói muốn bắt cho bọn họ làm là thù lao. Quyền chân nhất là một vị cấp 2 trung phẩm luyện đan sư. Cho nên hắn dĩ nhiên rất rõ ràng một viên 6 văn vân mạch đan ý vị như thế nào. Ý nghĩa như vậy đan dược cực phẩm công hiệu ít nhất phải so phổ thông một văn đan dược mạnh ra 5 lần, thậm chí 10 lần. Ý nghĩa người như vậy nếu là có thể cầm đi lớn phòng đấu giá, ít nhất có thể bán ra 50 lần với, gấp 500 lần với, thậm chí thích hợp thời cơ hạ 5.000 lần với phổ thông một văn vân mạch đan giá trên trời. Bởi vì là đến như vậy phẩm chất xuống đan dược. Mọi người căn bản thật cũng sẽ không lại đi chú ý nó bị người đơn độc uống vào hiệu quả sẽ là như thế nào, mà là sẽ cân nhắc và coi trọng như vậy hiếm có, đan dược cực phẩm ẩn bên trong ý nghĩa tượng trưng, sẽ là làm sao giống nhau. Cái này thật ra thì hãy cùng trên trái đất giống vậy một bộ quần áo, một bức họa, một chai nước hoa, như chẳng qua là sản xuất dây chuyền không ngày không đêm sản xuất ra chất lượng kém sản phẩm, một cái mới học hội họa người nơi vẽ ra cái gọi là thành phẩm bức tranh. Rượu pha chế liền tinh dầu, thật ra thì hãy cùng nước sôi không khác biệt chất lượng kém nước hoa. Như vậy đồ, ai hơn đáng tiền, giữa giá cả chênh lệch nhiều ít lần, đây không phải là rất rõ ràng, liếc qua thấy ngay sao. Hơn nữa chuyện trọng yếu nhất còn nữa, một viên thuốc viên phẩm chất cao là có thể bị luyện đan sư lấy ra nghiên cứu. Tựa như cùng cái này một viên 6 văn vân mạch đan, nếu là có thể bị một vị đẳng cấp cao luyện đan sư đạt được.
tỉ như cấp 3 trung phẩm, thượng phẩm, thậm chí cấp 4. Như vậy tồn tại, lợi hại như vậy mạnh mẽ luyện đan sư hoàn toàn có thể thông qua đối với viên này 6 văn vân mạch đan nghiên cứu, từ đó đạt tới mình cũng có thể luyện chế ra như vậy thuốc viên phẩm chất cao trình độ. Dĩ nhiên, như vậy nghiên cứu có lẽ cũng không thể đủ để cho bọn họ vậy giống vậy luyện chế ra một viên 6 văn thành phẩm đan. Nhưng vấn đề là, coi như không phải 6 văn, có thể có 5 văn, thậm chí 4 văn, cái này cũng đã là rất làm người ta điên cuồng chuyện, không phải sao? Phải biết một vị từng có luyện chế ra ngân văn đan dược trải qua luyện đan sư, cùng một vị không có luyện chế ra ngân văn đan dược trải qua luyện đan sư, đó hoàn toàn liền là hai chuyện khác nhau. Cái này giữa hai người phân lượng cùng danh tiếng vậy hoàn toàn là khác xa lắc xa lơ, một cái trên trời một chỗ lên. Cho nên khi phát hiện ở đó quyền chân nhất lại có thể nghe được nói, Trần Phi phải đem cái này 6 viên 6 văn vân mạch đan đưa cho bọn họ, hắn mới có thể chân thực có chút không nhịn được tâm trạng mất khống chế. Bởi vì làm cái này thực tế đối với hắn mà nói có thể không chỉ là ý nghĩa tài sản, trọng yếu nhất chính là có thể dẫn hắn đi thông vậy càng thêm rộng rãi, hơn nữa bát ngát đại lộ à. Đây đối với một người khổ khổ ở cấp 2 trung phẩm luyện đan sư cảnh giới vùng vẫy 20-30 năm dài hắn mà nói, làm sao có thể ngăn cản được vậy cám dỗ. Nhưng mặc dù lời là nói như vậy, có thể làm trong lòng của hắn vậy vui mừng như điên mất khống chế tâm trạng dần dần rốt cuộc có chút sau khi bình tĩnh. Hắn nhưng nhìn tay kia trong đại biểu tài sản cùng tương lai 6 văn vân mạch đan đan dược bình trần chờ rất lâu, cuối cùng mới cắn răng đem trong tay đan dược bình lại đưa ra ngoài, chật vật nói. Đại nhân, ngài phần này thù lao chân thực quá quý trọng, chân thực không cần phải. Có thể là ngài như vậy vĩ đại luyện đan sư phục vụ, là ta quyền chân nhất, cũng là ta Kim Bảo Hiên vinh hạnh. Hắn lại có thể hướng Trần Phi như vậy mở miệng, lại là thật đem to lớn kia sức dụ dỗ cho lui về. Nghe vậy thấy vậy, liền Trần Phi đều có chút ánh mắt khác thường nhìn lướt qua vậy đối phương, tựa hồ không nghĩ tới tên này lại có thể ngăn cản 6 viên 6 văn vân mạch đan cám dỗ, đổ thật là có chút làm hắn cảm thấy bất ngờ. Bất quá sau đó liền gặp hắn cúi đầu suy nghĩ một chút, đem vậy trang bị vân mạch đan ôn ngọc đan dược bình nhận lấy, mở nắp ra, trực tiếp là đem bên trong 6 viên 6 văn vân mạch đan chia làm liền 3 phần, nói, 6 viên đan dược ta lấy 4 viên trở về, ngươi cầm 1 viên đi thôi. Sẽ giúp ta cầm 1 viên đi đấu giá, như vậy cũng có thể chứ. Đại nhân xin ngài yên tâm, chúng ta Kim Bảo Hiên nhất định sẽ đem tin tức này truyền khắp toàn bộ Ưng Giản Hạp khu vực, nhất định sẽ đem ngài viên này đan dược cực phẩm đấu giá ra thiên giới. Nghe vậy vậy quyền chân nhất lập tức cả người chấn động một cái, trước mắt mừng như điên nói. 6 viên 6 văn vân mạch đan hắn không dám nhận lấy, bởi vì là vậy chân thực quá sự quan trọng đại, nếu là thật đường đột thu ở trong tay. Sợ rằng cùng khoai lang phỏng tay, lựu đạn định giờ tuyệt không có gì khác biệt. Nhưng nếu là chỉ có 1 viên 6 văn vân mạch đan mà nói, như vậy tính chất liền không quá giống nhau, mặc dù nói vẫn có nguy hiểm, nhưng là lại hoàn toàn đáng hắn quyền chân nhất đi bốc lên. Tin tức truyền khắp toàn bộ Ưng Giản Hạp khu vực cũng không cần, linh thạch loại vật này đối với ta mà nói cũng không phải là rất thiếu, ta chỉ là muốn dùng viên này vân mạch đan làm điểm những chuyện khác. Có thể nghe nói, Trần Phi nhưng lắc đầu nói. Những chuyện khác, nghe vậy vậy quyền chân nhất ngẩn người, chợt liền gặp hắn lập tức cung kính hỏi, đại nhân, xin ngài phân phó. Cái này Ưng Giản Hạp thậm chí chung quanh khu vực trúc cơ chân nhân cảnh cường giả, các người Kim Bảo Hiên chắc có nghe thấy cùng bị án chứ. Các người liền cầm viên này 6 văn vân mạch đan đến cửa ai cái đi tìm bọn họ, mời bọn họ tới đây, ngoài ra, những cái kia trúc cơ chân nhân cảnh cường giả thân phận chỉ có thể là tán tu, tận lực tìm chút đồn đánh giá danh vọng tương đối khá đi. Còn có chính là chuyện này tin tức, nhất định không nên tiết lộ ra ngoài. Trần Phi mở miệng nói. Tán tu thân phận trúc cơ chân nhân cảnh cường giả. Nghe vậy vậy quyền chân nhất con người hơi co rúm một cái, không khỏi sâu thở một hơi, rồi sau đó một mặt nghiêm túc cùng trịnh trọng gật đầu một cái, nói, dạ, đại nhân, ta biết nên làm gì bây giờ. Ngài yên tâm, ta sẽ lập tức lên đường, tự mình cầm viên này 6 văn vân mạch đan đến cửa từng cái đi mời. Bảo đảm không biết đem tin tức này tiết lộ ra ngoài. Hắn mặc dù không biết Trần Phi rốt cuộc là muốn làm gì, nhưng mà, có thể dính dấp đến trúc cơ chân nhân cảnh cái loại đó siêu cấp khủng bố tồn tại sự việc, hắn sự kiện trình độ trọng yếu còn cần nghi ngờ sao. Cho nên loại chuyện này hắn chân thực không dám thả người thủ hạ đi làm, chỉ dám tự mình từng cái đến cửa đi viếng thăm. Lấy hắn cấp 2 trung phẩm luyện đan sư thân phận,
ngược lại là miễn cưỡng có như vậy một ít có thể viếng thăm vậy chờ tồn tại tư cách. Nếu không, sợ những người khác đã qua, chỉ sợ là sẽ liền cửa cũng không vào được, cũng sẽ bị oanh đi, thậm chí giết chết. Cần thời gian bao lâu? Nghe vậy Trần Phi gật đầu một cái, lại hỏi. Cái này thì cần xem đại nhân ngài muốn mời được vậy nhóm cường giả số lượng là bao nhiêu. Theo ta biết, theo chúng ta cái này ưng giản hạp, ta có thể tìm được, tiếp xúc được trúc cơ chân nhân cảnh tán tu cường giả nhiều nhất cũng chỉ có 3 cái, hơn nữa vậy 3 vị trong. Thật ra thì có 2 vị đồn đánh giá đều là gần đây không tốt lắm. Mà nếu là cần đến ưng giản hạp chung quanh phạm vi thế lực đi mời nói, ít nhất, vậy phải cần nửa năm thời gian đi. Vậy quyền chân nhất cao mày nói. Chỉ là nghe được cái này nửa năm thời gian, có lẽ sẽ cảm thấy rất lâu, nhưng vấn đề là, cái này cũng vẫn là lấy hắn chuẩn bị lấy tốc độ nhanh nhất tới tính toán, mới mạo hiểm bật thốt lên con số. Nếu không lấy tu chân giới bát ngát, chỉ là một cái ưng giản hạp khu vực, diện tích thật ra thì đều đã rất là dọa người, huống chi lần này còn muốn liên quan đến khóa giới, đi những thứ khác thế lực khu vực. Nửa năm, có thể, thật ra thì vậy không cần phải như vậy đuổi. Bởi vì là ta trước dự tính thời gian đại khái cũng là nửa năm chừng. Vậy chúng ta liền lấy nửa năm thời gian làm hạn định đi. Người đi mời những người đó số lượng cũng không phải là điểm chính là xem bọn họ có cái gì không cần, hoặc là cần gấp, cần cầu đến ta loại này luyện đan sư trên đầu. Nói đến đây Trần Phi hơi dừng một chút, rồi sau đó nhìn vậy quyền chân nhất chậm rãi mở miệng nói, ta như thế nói ngươi hẳn rõ ràng là ý gì chứ. Một. Ta cần tìm cái loại đó đồn đánh giá tương đối khá, tận lực đừng là âm hiểm xảo trá, bội tín nghĩa khí, hai mặt ba đao. Hai, ta cần cái loại đó có cái gì khẩn cấp cần tìm được luyện đan sư làm việc người, nói như vậy, có thể hiểu ý của ta không? Hiển nhiên, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu bây giờ đã tại bắt đầu là hắn xưng bá ưng giản hạp nghiệp lớn làm chuẩn bị. Trước mắt tới xem, hắn cũng không có nhiều ít thời gian chống được mình chân chính cường đại ngày hôm đó. Có thể hắn bây giờ lại nhất định phải mau sớm đem ưng giản hạp cái này cả tòa khu vực nắm ở trong tay, có thể làm sao? Dĩ nhiên cũng chỉ có thể mượn ngoại lực. Hắn luyện đan kỹ thuật tuyệt đối đủ để làm chính là trúc cơ chân nhân cảnh tầng thứ tu sĩ xem thế là đủ rồi, cúi đầu thần phục. Trên thực tế, nếu không phải bởi vì là nguyên đan chân quân cảnh vậy chờ tồn tại là đang cùng hắn bây giờ tầng thứ cùng cảnh giới tu vi thực lực chênh lệch được quá xa. Hắn cũng muốn trực tiếp tìm tới cái loại đó hoàn toàn có thể ở ngoại vực đi ngang bá chủ tồn tại. Hãy cùng đã từng ban đầu, hắn leo lên cao chí nam, hoàng đào như vậy thành phố Bắc Sơn nhà giàu nhất, hiện đảm nhiệm thị trưởng bực này cao chi, bắp đùi như nhau. Bất quá, cái này dù sao cũng là tại tu chân giới, không phải ban đầu trên trái đất, tình huống hơi có chút không quá giống nhau, cho nên vẫn là đừng quá mạo hiểm cùng tìm chỗ chết đi. Nếu không... Thật xảy ra vấn đề gì hắn sợ rằng liền cứu vãn chỗ trống, cũng chút nào cũng không có. Ta trúc cơ chân nhân cảnh nhưng không giống nhau, dẫu sao lui 10.000 bước nói, cũng đừng quên hắn thức trong biển còn đợi một cái có thể ngắn ngủi cho hắn mượn lực lượng trận kinh không à. Dạ, đại nhân, ta hiểu ý. Nghe vậy vậy quyền chân nhất con mắt bên trong chớp động kinh hãi thần sắc, nhìn về Trần Phi ánh mắt vậy lại lần nữa sững sờ, rồi sau đó thay đổi là kính sợ. Cuối cùng mới thở một hơi thật dài, nói. Trần Phi hiện nay đều đã nói như vậy thấu triệt cùng rõ ràng, hắn nếu là lại không hiểu, vậy thì thật là ngu xuẩn cùng đứa ngốc. Chẳng qua là, cái này đại nhân hắn lại là đang đánh trúc cơ chân nhân cảnh vậy chờ bá chủ cấp bậc tồn tại chú ý, chẳng lẽ, hắn cũng đã là một vị luyện đan sư cấp 4 liền sao? Phải biết nếu là không có luyện đan sư cấp 4 cảnh giới cùng thực lực, cũng không có tư cách. Giống như bây giờ đánh trúc cơ chân nhân cảnh cường giả chú ý à? Có thể luyện đan sư cấp 4, đó là bực nào cao quý cùng cường đại luyện đan sư à? Như vậy tồn tại cho dù là ở đó thành U Lang, vậy tuyệt đối tất nhiên là các thế lực lớn tranh đoạt mục tiêu, thân phận tôn quý, tầng thứ cấp bậc, có thể, nhưng bây giờ. Nhưng bây giờ bực này tồn tại lại có thể thật là xuất hiện ở hắn quyền chân nhất trước mặt sao? Đây quả thực cho hắn cảm giác giống như nằm mơ. Không chân thật, mặt đầy thẫn thờ vẻ. Cho dù là trước kia thật ra thì trong lòng có suy đoán cùng dự đoán, cũng là như vậy. Dẫu sao liền chỉ là luyện đan sư cấp 4 mấy chữ này, đối với hắn bực này hoang hương vùng đất hoang cấp thấp cấp 2 trung phẩm luyện đan sư mà nói, cũng đã là phân lượng chống đỡ phá thiên. Loại cảm giác đó thật là khó mà dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Chuyện này thật tốt giúp ta làm, đến khi thành sau đó, ta giúp ngươi đột phá thành là luyện đan sư cấp 3.
Mà nhưng vào lúc này, Trần Phi còn nói ra một câu đủ để làm hắn tim nhảy ra lồng ngực nói. Ánh mắt kia cùng gương mặt ngay tức thì cũng cứng còng, cùng thử ra. Giúp hắn đột phá thành là luyện đan sư cấp 3. Cái này hắn ma không phải nói đùa. Đại nhân, ngài muốn vật liệu đều đã chuẩn bị xong. Mà đang ở vậy quyền chân nhất đang là Trần Phi lời nói kia mà cả người cũng đổi được cứng ngắc, vẻ mặt đờ đẫn. Vậy trước vâng mệnh đi chuẩn bị thối máu tử vân đan luyện đan tài liệu Kim Bảo Hiên người cũng đã vừa vặn trở về, đem tất cả luyện đan vật liệu đặt vào Trần Phi trước mặt, cung kính nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ừ, chính là những thứ này, phẩm chất vậy coi như là khá lắm rồi. Trần Phi lập tức đem sự chú ý đặt ở những cái kia luyện đan trong tài liệu mặt, cẩn thận quan sát sau một lúc, mới gật đầu một cái, hài lòng nói. Rồi sau đó liền gặp hắn vẫy tay trực tiếp đem những cái kia luyện đan vật liệu cho thu lấy đứng lên, hướng vậy còn ở đờ đẫn quyền chân nhất nhàn nhạt nói ta đã nói cho cùng, dĩ nhiên tin hay không, toàn ở ngươi. Ngoài ra giúp ta an bài một tòa luyện đan thất đi, ta muốn mở lò luyện đan. Nghe vậy quyền chân nhất cái này mới đột nhiên cả người giật mình một cái, nhìn về Trần Phi sắc mặt vô cùng run rẩy cùng ngưng nhiên thật sâu cúi đầu một cái, nói, đại nhân xin ngài yên tâm. Chuyện này ta quyền chân nhất cho dù là đánh bạc đi tánh mạng, vậy tuyệt đối sẽ cho ngài làm được thật xinh đẹp, không ra bất kỳ một chút nào sơ suất. Rất hiển nhiên, hắn bây giờ cả người cũng đã hoàn toàn ở vào cao độ kích động trong trạng thái. Phải biết có thể giúp hắn quyền chân nhất đột phá thành là luyện đan sư cấp 3, đó là cái gì khái niệm à? Cái này thì hoàn toàn tương đương với trên trái đất huyện trưởng cùng thị trưởng khác biệt. Đơn giản là thiên đại. Mà nếu là hắn quyền chân nhất thật có thể thành là một người luyện đan sư cấp 3 nói. Suy nghĩ một chút bọn họ Kim Bảo Hiên lưu ra vị kia duy nhất luyện đan sư cấp 3 lão tổ thì biết, vị kia bây giờ có thể ở Thanh Long Câu bên kia cũng phối hợp được gió nổi nước lên à. Mà Thanh Long Câu vậy là địa phương nào? Đây chính là bọn họ Ưng Giản Hạp khu vực nhất không chịu ba thế lực lớn quản chế cùng nắm trong tay, khổng lồ nhất, lợi hại nhất tán tu tụ tập đất. Vậy Thanh Long Câu câu chủ Nguyễn Thanh Long lại là một vị thứ thiệt, chân chân chính chính trúc cơ chân nhân cảnh sơ kỳ cường giả đỉnh phong. Liền vậy ba thế lực lớn cũng không dám ở trước mặt hắn tùy tiện cản rỡ. Mà bọn họ Đảo Thương Lam cùng Thanh Long Câu so với, đó nhất định chính là tiểu vu kiến đại vu, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Dẫu sao hiện nay vậy Thanh Long Câu có danh tiếng trúc cơ chân nhân cảnh cường giả, ít nhất có ba cái. Bực này quy mô, chỉ sợ cũng chỉ có vậy Thanh Long Câu câu chủ, Nguyễn Thanh Long mới chấn được trận. Đại nhân ngài mời cùng ta tới, ta mang ngài đi chúng ta Kim Bảo Hiên tốt nhất luyện đan thất. Sau đó liền gặp vậy quyền chân nhất trong lòng vô cùng dâng trào cùng kích động đem Trần Phi dẫn đến bọn họ Kim Bảo Hiên tốt nhất luyện đan thất. Vậy luyện đan bên trong phòng lò luyện đan, bất ngờ cuối cùng một tòa trung phẩm pháp khí cao cấp. Ẩn chứa trong đó ngọn lửa so hắn Tam Dương chân hỏa cũng còn lợi hại hơn. Đại nhân, đây là chúng ta Kim Bảo Hiên lão tổ lưu kỳ thiếp thân lò luyện đan, bất quá lại không có bị hắn mang đi Thanh Long Câu, cái này mấy năm gần đây đều là chỉ có ta mới có thể sử dụng cái lò luyện đan này. Đến khi Trần Phi trong mắt hơi lộ ra vẻ kinh ngạc sau đó, vậy quyền chân nhất lập tức mở miệng nói. Đồ cũng không tệ lắm, được rồi, các người đi ra ngoài đi. Nghe vậy Trần Phi gật đầu một cái, phất tay nói. Chúc đại nhân ngài lại luyện bảo đan. Vậy ta liền đi ra ngoài trước, cáo từ. Nghe vậy quyền chân nhất rõ ràng trần chờ một chút, nhưng cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn, vậy rất thông minh cũng không nói gì, xoay người rời đi. Hắn nhưng thật ra là muốn xem có thể hay không đủ lưu lại, một lần nữa học hỏi Trần Phi luyện đan, tốt từ trong đạt được gợi ý cùng dẫn dắt. Bất quá, Trần Phi cái này lò thối máu tử vân đan nhưng cũng không có thể làm cho hắn từ bên cạnh xem ma. Thật sự là có chút sợ quá kinh thế hãi tục à. Sau đó, cả tòa luyện đan bên trong phòng liền chỉ còn lại có Trần Phi một người, ngạch, không đúng, còn có thức hải bên trong trận kinh không? Tiền bối, người có biện pháp gì hay không có thể đem cái này luyện đan bên trong phòng tình huống hoàn toàn ngăn cách, không để cho bên ngoài người có bất kỳ phương pháp biết? Sau đó, liền gặp Trần Phi chậm rãi mở miệng hỏi. Hoàn toàn đem chỗ tòa này luyện đan bên trong phòng tình huống ngăn cách. Loại chuyện này chưa hoàn toàn phương pháp, bất quá. Ta dạy ngươi bố trí một loại trận pháp đi, liền bên ngoài những người đó nhất định là không có cách nào xuyên thấu thủ đoạn này. Nghe vậy thức hải bên trong trận kinh không hơi ngẩn ra,
rồi sau đó dạy Trần Phi bày ra một tòa trận pháp. Chợt, cái này luyện đan bên trong phòng tình huống cũng đã là hoàn toàn bị ngăn cách. Ngươi chuẩn bị luyện cái gì đan? Đến khi Trần Phi xài ít nhất 2 giờ, mới đưa trận pháp kia dập đầu đụng đụng bố trí xong sau đó, trận kinh không lại lại mở miệng hỏi. Phảng phất là chân thực có chút không nhịn được trong lòng nghi ngờ cùng tò mò. Không có biện pháp, thật sự là bởi vì là Trần Phi ngày hôm nay cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ và rung động thực ra quá nhiều. Một lò 6 viên 6 văn cấp 2 thượng phẩm đan dược, cho dù hắn trận kinh không hiểu luyện đan, vậy rõ ràng đó là có kinh người dường nào, kinh khủng dường nào, là bực nào khái niệm. Không phải đã nói rồi sao? Ta cái này một lò đan, tên là Thối Máu Tử Vân Đan, cấp bậc là cấp 3 trung phẩm. Trần Phi nói, ta không phải nói cái này. Có thể nghe nói trận kinh không nhưng lắc đầu một cái, nói ta là nói, lần này, ngươi muốn chuẩn bị luyện chế ra cái gì phẩm chất đan dược. Lời nói ở giữa, vậy trận kinh không tâm trạng cho người cảm giác vô cùng là khác thường, thật giống như rất sợ từ Trần Phi trong miệng mặt, đụng tới một cái kim, chữ cái gì tựa như được. À, tiền bối ngươi nói cái này à, cho ngươi mình dùng, đương nhiên là tốt nhất, nếu không ta cũng không sẽ thỉnh giáo ngươi dạy ta bày như vậy trận pháp. Nghe vậy, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu khóe miệng buộc vòng quanh một nụ cười nhàn nhạt, ý vị thâm trường nói. Cái gì, chẳng lẽ ngươi thật có thể? Thức hải bên trong trận kinh không nghe vậy trực tiếp là thân thể, ánh mắt cuồng chấn, cả người ngay tức thì có chút khó tin đứng lên. Vèo, bình bịch bịch, có thể nhưng vào lúc này chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng đã chưa cho hắn chấn động, cơ hội nói chuyện. Trực tiếp là động khởi tay tới. Chỉ gặp hắn vung tay lên. Tất cả Thối Máu Tử Vân Đan luyện đan vật liệu liền giống như là treo ở giữa không trung nhỏ xíu cầu vồng, ngân hà vậy, tản ra đủ mọi màu sắc hào quang, hiện lên mùi thơm lạ lùng, bị vậy Trần Phi trực tiếp là lấy một loại kỳ quái thủ đoạn tất cả đều ném bay giữa không trung. Uống. Sau đó liền nghe gặp Trần Phi một tiếng khẽ quát, vậy bên trong thân thể hắn linh khí liền giống như là linh xảo quang rắn vậy, nhốn nháo bay ra ngoài, không có vào vậy treo ở giữa không trung cầu vồng ngân hà. Cùng lúc đó vậy ngay phía dưới trung phẩm pháp khí cao cấp lò luyện đan cũng là vo ve như vậy, một tiếng nổ, một đại đoàn dị chủng ngọn lửa tựa như là phun ra nham thạch nóng chảy cột lửa vậy. Trực tiếp là xông lên chân trời, đem vậy tất cả Thối Máu Tử Vân Đan luyện đan vật liệu hoàn toàn chìm ngập ở trong đó. Mà hắn linh khí liền giống như là một mảnh mảnh sắc bén đao nhỏ, cái phễu các loại công dụng công cụ vậy, ở đó viêm trụ cùng vật liệu trong biển qua lại. Thức hải bên trong trận kinh không cặp mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm ngoại giới cái này có thể nói kinh người một màn này. Ánh mắt run run, khó tin. Như vậy sáng lạng thủ đoạn luyện đan, hắn cho dù là đã từng ở đó chút luyện đan sư cấp 5 trên mình, vậy đều giống như hoàn toàn không gặp qua. Mà hắn đã gặp qua, bằng trực giác, nhưng lại là cùng Trần Phi cái này bây giờ loại này sáng lạng thủ đoạn cùng tình cảnh so với, thật sự là chênh lệch quá nhiều, tê. Cái này, cùng, chờ một chút. Cái này tổng không biết. Bằng vào trực giác, hắn trong lòng bây giờ mặt lại đều có chút hiện ra một loại hoàn toàn gần như hoang đường điên cuồng phỏng đoán. Có thể hắn cũng vẫn chưa hoàn toàn đem cái loại đó hoang đường ý niệm đè xuống, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại bắt đầu ra tay, trận kia chiến đấu, tình cảnh kia, bất ngờ lại là một loại khác căn bản đều không nói được tên chữ, nhưng lại một cái là có thể nhìn ra, tuyệt đối là phi phàm vật thần bí cao siêu luyện đan kỹ thuật thủ đoạn. Sau đó mấy canh giờ bên trong, vậy luyện đan bên trong phòng phát sinh hết thảy, nếu là bị truyền đi, chỉ sợ cũng coi như là những cái kia cái gì cấp 3 luyện đan sư cấp 4, thậm chí luyện đan sư cấp 5 gặp được, cũng có thể trực tiếp là bị sợ ngất đi. Mà chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu ở cái này trong quá trình, vậy mấy lần đạt tới kiệt lực, thậm chí thiếu chút nữa ngất đi trạng thái. Bởi vì là hắn bây giờ tu vi, so với hắn muốn luyện được vậy chờ đan dược mà nói, thật sự là có chút quá thấp. Cho nên trạng thái chi nhiều hơn thu lại khó tránh khỏi. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, đến cuối cùng, hắn vẫn là gắng gượng ngừng lại. Một là bởi vì là hắn trong tay vậy 4 viên 6 văn vân mạch đan vừa vặn phái lên công dụng, thứ hai là bởi vì là hắn thân thể nhận được ảo mộng tầng 4 lôi kiếp tẩy rửa, nội tình sẽ năng lực khôi phục hết sức khủng bố. Như vậy, đại khái 2-3 tiếng sau đó, một viên quả nhãn vậy lớn nhỏ, tản ra thấu lòng người tỳ đan thơm. Tím màu xanh lá cây ở bề ngoài lộ ra tầng một nhàn nhạt nội liếm kim quang đan dược, chính là rốt cuộc xuất hiện ở chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trong tay. Yêu kiều đứng. Hô, cuối cùng là làm xong,
thật may không ở thời khắc mấu chốt này tụt dây xích, mặc dù còn có chút không thể nào, bất quá viên này thối máu tử vân đan vẫn là đủ ta hiện đang dùng. Nhìn trong tay viên kia tản ra nhàn nhạt nội liếm kim quang đan dược, Trần Phi mệt đến trực tiếp sụi lơ trên đất, híp mắt cười nói. Lẩm bẩm, uy, người cái này cái đan, là cái gì phẩm chất? Cùng lúc đó, thức hải bên trong vậy mặc một đạo nuốt nước miếng đều giống như vô cùng là khó khăn thanh âm. Nhưng là vậy Trần Kinh không một mặt xôn xao, ánh mắt rung động cùng khó tin lẩm bẩm lên tiếng nói. Bên trong, nội liếm kim quang, cái này hắn ma không phải là. May là Trần Kinh không bực này đa mưu túc trí, tính tình trầm ổn người, lúc này cũng thiếu chút nữa không nhịn được trong lòng thô tục. Cái này, loại này đan, loại này luyện đan kỹ thuật, đặt ở Trần Phi như vậy một cái số tuổi thật sự chỉ có 20-30 tuổi người tuổi trẻ trên mình, có phải hay không quá ảo mộng, quá phóng đại. Coi như là hắn năm đó ở bên trong vực dung chuyển trời đất lúc này vậy không có thấy, thậm chí nghe cũng chưa nghe nói qua bực này kinh khủng sự việc à. Ma, thằng nhóc này sẽ không phải là cái gì khủng bố tu vi đan đạo đại năng chuyển thế chứ. Ở bọn họ tu chân giới, quả thật có như vậy nghe nói cùng tin đồn, nghịch thiên cường giả không cam lòng mai táng đất vàng, liều chết 10 phần chết chắc vổ ra sống đến thứ hai đời, chuyển thế sống lại. Thật giống như trước đúng là có chuyện như vậy phát sinh. Nói như vậy đứng lên, thằng nhóc kia trong cơ thể giọt kia khủng bố kim huyết lai lịch, vậy giống như có thể giải thích thông. Chẳng qua là, cái này thật có thể sao? Trần Kinh không bị mình lần này suy luận hù dọa, kinh ngạc thật lâu đều cảm giác nói không nói gì tới, đầu óc một mảnh hồ dán cùng hỗn độn. Hắn mặc dù đoán sai rồi, bất quá nhưng cũng cùng chân tướng sự thật không nhiều lắm mới vào. Chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu mặc dù không phải là cái gì có khủng bố tu vi đan đạo đại năng xoay người, nhưng là, hắn quả thật có vị kia tu chân giới cao nhân chọn đời mạnh nhất duy nhất truyền thừa à. Cho nên thật ra thì vậy thật cha không được quá nhiều. Đây là một viên tám văn kim đan, mà nhưng vào lúc này, chúng ta mệt đến thiếu chút nữa tê liệt Trần Phi Trần Đại Thiếu rốt cục thì có chút tỉnh lại sức lực, mở miệng nói. Giọng nói kia lộ vẻ rất bình tĩnh, rất bình thường, thậm chí hơi có mấy phần đương nhiên mùi vị. Có vị kia tu chân giới cao nhân chọn đời mạnh nhất đan đạo kỹ thuật truyền thừa hắn, có thể luyện chế ra tám văn đan dược, tuyệt đối là rất bình thường, đương nhiên sự việc. Cái này không thể nghi ngờ. Trên thực tế, nếu không phải hắn mới vừa rồi luyện đan thời điểm hơi có chút sai lầm, không có nắm trong tay tốt, như vậy, bây giờ viên này thối máu tử vân đan phẩm chất cũng thậm chí không phải là tám văn, mà là, trong truyền thuyết kim văn đan dược cực điểm chín văn. Trần Kinh không dĩ nhiên cũng không biết những thứ này, bất quá, làm hắn nghe được Trần Phi trong miệng nhàn nhạt nói ra vậy mấy chữ, cả người rốt cục thì không nhịn được hoàn toàn chấn động, kinh hãi thanh sau đó bật thốt lên, nói tám văn. Ngươi nói cái này cái đan, là tám văn kim đan. Cho dù là ở đứng ở hắn góc độ, bây giờ vậy hoàn toàn là bị có dũng khí hù được, hoài nghi đời người, ảo giác. Bởi vì là tám văn kim đan, đó là cái gì khái niệm à? Tám văn kim đan, chỉ là cái này bốn chữ đại biểu cùng ẩn chứa ý nghĩa liền hoàn toàn đủ để làm bất kỳ một vị luyện đan sư, thậm chí tất cả tu sĩ đều điên cuồng. Bởi vì là, đây chính là trong truyền thuyết phẩm chất thuốc trong cao cấp nhất, nhất nghịch thiên cường hãn phẩm chất, đứng sau vậy chín văn kim đan. Cùng với vậy cổ sử trong điển tịch căn bản cũng không biết là bịa đặt, vẫn là không tồn tại 10 văn không rãnh hoàn mỹ đan. Mà như vậy đan dược, như vậy phẩm chất cùng tầng thứ, liền đã hoàn toàn, tất nhiên quyết định nó hiếm có cùng kỳ chân. Thậm chí coi như Trần Kinh không trước kia ở bên trong vực vậy đoạn dung chuyển trời đất còn trẻ mưa gió chính giữa, như vậy đan dược, 8 văn. Tất cả đều là hắn cơ hồ tiếp xúc không tới tầng thứ. Như vậy thực tế, liền tự nhiên càng nhô lên hiện ra bực này bảo đan quý trọng, cùng tính đáng sợ. Loại vật này nếu như hiện đang lưu truyền đi ra ngoài, bị người ngoài biết rõ, sợ rằng nói là sẽ tung lên ngất trời sóng lớn, đất rung núi chuyển cũng tuyệt không quá đáng. Còn nhớ được hắn đã từng có nghe nói qua, có hai vị luyện đan sư cấp 5 vì tranh đoạt một quả từ trong cổ mộ quật ra 7 văn kim đan, vậy điên cùng hỗn loạn trình độ. Ít nhất là làm một thành chi vực đều bị đậy lại tầng một nồng đậm máu xa. Máu tươi nhiễm đỏ đất đai, vậy chúc cơ chân nhân cảnh trung hậu kỳ đều có mất mạng, mà bây giờ đâu? Mà bây giờ Trần Phi trong tay viên đan dược kia lại có thể so với kia 7 văn kim đan còn khủng bố. 8 văn. Bởi vì là trong lòng cái loại đó chân thực khó mà che giấu rung động, Trần Kinh không thật lâu không nói, đổi được trầm mặc.
mà chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng càng là dứt khoát, trực tiếp đem vậy 8 văn thối máu Tử Vân Đan đưa vào trong miệng, cưỡng ép chống lên tới ngồi xếp bằng. Sau đó chính là có ít nhất 7-8 ngày thời gian từ vậy luyện đan bên trong phòng lặng lẽ chạy đi. 7-8 ngày sau đó, vậy luyện đan bên trong phòng, Trần Phi yên tĩnh ngồi xếp bằng, bỗng ở giữa, hắn cặp kia hạng mục đột nhiên ở giữa mở ra, có dũng khí mãnh liệt đến nóng bức khí cùng với mũi nhọn bộc phát ra, sau đó vèo 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 thanh âm nổ vang, từng chuôi uy thế kinh người tam dương chân hỏa kiếm khí nhanh bắn ra. Vèo, vèo, vèo. Ông! Đi đôi với vậy tam dương chân hỏa kiếm khí cướp ra, hãy theo sau không ngừng ở trước mặt hắn giữa không trung quanh quẩn, nóng bỏng diễm quang nhiễm đỏ hết thảy, tản mát ra nhàn nhạt tiếng vo ve, ngưng luyện ra cường hãn thật thể, lăng không trung đứng, tản ra kinh khủng uy năng. Loại này lực lượng, đây chính là ta luyện khí tầng 7 cảnh giới sao? Trần Phi cặp kia hạng mục dần dần khôi phục trấn tĩnh, hơi cảm thụ đổi, khóe miệng chính là không nhịn được có thán phục nụ cười nổi lên. Dựa vào viên kia 8 văn thối máu Tử Vân Đan, ở sau khi ăn vào, hắn trực tiếp là không huyền niệm chút nào, hát vang tiến mạnh bước vào luyện khí tầng 7 cảnh giới. Mà hắn trạng thái bây giờ, dựa theo suy đoán của hắn, chỉ sợ cũng coi như là gặp lại vậy luyện khí tầng 8 đỉnh cấp Lưu Kim Thiềm Thứ Vương, chỉ cần buông tay chân ra toàn lực đánh một trận, người sau hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Còn như những thứ khác những cái kia cái gọi là luyện khí tầng 8 cường giả, sợ rằng lại là không thể nào ở trong tay hắn chống nổi mấy chiêu chứ. Nói thẳng thừng chút, hoàn toàn chính là liền chống lại tư cách cũng không có. Lực lượng bây giờ của hắn, hoàn toàn đủ để nghiền ép luyện khí tầng 9 trở xuống người bất kỳ. Coi như là những cái kia cái gọi là luyện khí tầng 9 động chủ cấp cường giả, hắn thật ra thì có lẽ cũng có thể có sức liều mạng. Dẫu sao, hắn nội tình cùng lá bài tẩy thật sự là quá mạnh hơn nhiều lắm. Quả nhiên không hổ là 8 văn kim đan, dược liệu có thể nói khủng bố, nếu không, lấy người vậy trải qua tầng 4 linh khí tẩy rửa thân thể tố chất, ta cảm giác, ít nhất cần vượt xa qua cùng cảnh giới tu sĩ 10 lần trở lên nội tình tích lũy, cùng với đột phá độ khó, mới có thể sẽ thành công tấn thăng. Ta nguyên bản cũng còn lấy là không nhanh như vậy, ai biết. Ở đó thức hải bên trong, Trận Kinh không thở dài nói. Hiển nhiên, cho dù là cũng đã qua 7-8 ngày. Trong lòng của hắn cái loại đó rung động cùng xúc động, đều tựa hồ vẫn không thể nào hoàn toàn che giấu đi. Không hổ là trong truyền thuyết 8 văn kim đan, thuốc này hiệu quả chân thực không khỏi có chút quá kinh khủng. Nghe vậy, Trần Phi cũng là tràn đầy đồng cảm gật đầu một cái. Người trong nhà rõ ràng chuyện nhà mình mà, hắn rất biết mình thời điểm đột phá cảnh giới, cần năng lượng cùng với trình độ khó khăn là có khổng lồ cỡ nào. Ít nhất là cùng cấp tu sĩ cần 10 lần, không? Thậm chí 30 lần, 50 lần đều có thể. Như vậy con số không thể nghi ngờ làm người ta kinh hãi, ngã nhào ra tóc nhám. Có thể đổi một loại ý tưởng tới suy tư, cái này nhưng chưa chắc không phải một thiên đại bảo tàng. Bởi vì làm cho này cùng khó khăn tu luyện độ khó, đã quyết định hắn nội tình cùng thực lực có thể so với cùng cảnh giới tu sĩ cường hãn quá nhiều quá nhiều. Mà đây, cũng không phải là các tu sĩ mơ tưởng cầu mong sao. Quả thật. Cái này 8 văn thối máu Tử Vân Đan công hiệu không cần nghi ngờ, nhưng mà, ta bây giờ bực này tốc độ tu luyện vẫn là có chút hơi không theo kịp à. Để lại cho ta thời gian thật giống như đã không nhiều lắm. Nghe vậy Trần Phi khẽ gật đầu, nhưng sau đó, nhưng lại gặp hắn có chút bất mãn đủ nhíu mày, lẩm bẩm nói. Tuy nói hắn bây giờ tốc độ tu luyện ở người bất kỳ trong mắt, đều đã tuyệt đối được gọi là kinh khủng, nhưng vấn đề là, thời gian nhưng mà không đám người. Hắn nếu như muốn mau sớm đem cái này ưng giản hạp vững vàng nắm ở trong tay mình, trở về một chuyến trái đất, bây giờ tốc độ này, sẽ chả là hơi có chút quá chậm, không theo kịp à. Nghe vậy Trần Kinh không một hồi trầm mặc, bởi vì là Trần Phi trong lòng vậy mục tiêu nhưng mà hắn nửa đề nghị nửa lắc lư, mới để cho hắn quyết định quyết định. Mà bây giờ Trần Phi bực này tốc độ tu luyện thật coi là chậm sao. Bất quá hơi có chút không theo kịp nhưng là thật. Ngươi nếu là muốn mau sớm hoàn thành vậy mục tiêu, vậy cũng chỉ có thể hơn nữa cố gắng. Hơn nữa, bây giờ có người năng lực luyện đan ở nơi này chống, không hẳn là không thể lấy cân nhắc một chút những thứ khác một ít đường tắt. Hãy cùng ngươi trước muốn vậy nhỏ luyện đan sư đi làm chuyện như nhau. Một lát sau, vậy Trần Kinh không mới chậm rãi mở miệng nói. Trần Phi lập tức gật đầu một cái. Thế đạo này, có tiền có thể khiến cho quỷ thôi ma. Đạo lý giống nhau. Ở nơi này tu chân giới vậy khẳng định có thể đi thông.
Ngay tại Trần Phi trong lòng ý niệm thật nhanh chuyển động, thức hải bên trong trận kinh không lại đột nhiên ánh mắt khác thường ngẩng đầu một cái, một lát sau, mới gặp hắn lại chậm rãi lay động đầu, cười nói, bên trong thân thể ngươi cũng lại còn lưu lại 2-3 thành đan dược dược liệu, nếu là đem toàn bộ hấp thu, ngươi có lẽ có thể đột phá đến luyện khí tầng 7 đỉnh cấp. Ta bên trong thân thể còn lưu lại một ít đan dược dược liệu. Nghe vậy Trần Phi hơi ngẩn ra, đem linh thức nhanh chóng tỏa ra tiến vào bên trong thân thể dò xét, chỉ là 2-3 hô hấp thời gian, liền gặp hắn hưng phấn cười lên, nói, không nghĩ tới cái này 8 văn thối máu tử vân đan dược liệu lại có thể dày đặc đến loại trình độ này, đều đã chống đỡ ta đột phá đến luyện khí tầng 7, lại còn thừa lại. Phải làm sao, bây giờ tiếp tục bế quan đột phá đến luyện khí tầng 7 đỉnh cấp? Trận kinh không hỏi, đột phá đến luyện khí tầng 7 đỉnh cấp, thôi, còn lại điểm này dược liệu sợ rằng không được, hơn nữa, thật nếu là cưỡng ép làm như vậy, rút ra miêu rút dài, không khỏi cũng có chút quá không có lợi lắm. Có thể Trần Phi lại có thể lắc đầu một cái, nói như vậy nói. Tiếng nói rơi xuống, liền gặp hắn cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lóe lên, cả người bắp thịt chợt bành trống. Chỉ gặp vậy bên trong thân thể. Bỗng nhiên có chói mắt giống như thực chất vậy tím ánh sáng màu xanh lá cây từng điểm từ vậy bên trong thân thể các ngõ ngách ngưng tụ ra, nội liếm trước nhàn nhạt kim mang, đó là 8 văn thối máu tử vân đan tham dự dược liệu, chân chính trong truyền thuyết kim văn đan dược thực chất biểu hiện. Ông, tím màu xanh thuốc quang gào thét ra, ở tiếp xúc tới Trần Phi trong cơ thể máu thịt, xương cốt, gân mạch lúc đó. Dường như tiếp một chút tử toàn đều hóa thành cuồn cuộn lực lượng, lấy một loại gần như với quán đính vậy phương thức. Trực tiếp là tràn vào Trần Phi trong thân thể. Ngươi là muốn. Mà ở Trần Phi làm ra như vậy động tác lúc này vậy trận kinh không liền chợt một chút rõ ràng liền hắn ý đồ. Thằng nhóc này lại là muốn đem còn sót lại dược liệu quán chú tiến vào hắn trong thân thể, tốt có thể làm thân xác vậy cường hãn một ít. Không phải đâu, đan dược này lại còn có rèn luyện thân thể công hiệu, muốn thật là như vậy, bực này đan dược dược liệu, liền không khỏi là quá cường hãn cùng quá biến thái một ít đi. Mọi người đều biết, thân xác cùng linh khí tu luyện nhưng mà hoàn toàn tách ra. Một viên thuốc có thể trợ giúp tu sĩ linh lực cảnh giới đột phá, nhưng không có nghĩa là loại đan dược này cũng có thể đồng thời có rèn luyện thân thể công hiệu à. Thậm chí trên thực tế, bất kỳ một loại có thể đồng thời có rèn luyện thân xác, cùng đột phá linh khí cảnh giới tu vi đan dược, đều là vô cùng hiếm có cùng nghịch thiên, có thể nói tuyệt thế. Theo vậy bên trong thân thể còn sót lại dược liệu dần dần tràn vào máu thịt. Xương cốt, gân mạch. Chính giữa, vậy Trần Phi bên trong thân thể vốn cũng đã có chút yếu ớt tím ánh sáng màu xanh lá cây, lúc này lại là ở lấy một loại kinh người tốc độ đổ nát, ảm đạm xuống. Mà Trần Phi thân thể, lại bắt đầu tản ra bảo quang, giống như nội liếm tinh thạch vậy. Hắn cả người máu thịt, đều là ở đó nồng nặc dược liệu rèn luyện dưới, mơ hồ trở nên có chút dịch thấu trong suốt đứng lên. Đến cuối cùng, máu hắn thịt. Thậm chí đều bắt đầu có loại nhàn nhạt mùi thơm lạ lùng xuất hiện. Đó là bởi vì là bên trong thân thể hắn tạp chất lúc này đã bị tiêu trừ, không ô nhiễm vô cấu, mới có thể như vậy thần kỳ. Như vậy hồi lâu sau, vậy Trần Phi bên trong thân thể tím ánh sáng màu xanh lá cây rốt cục thì hoàn toàn tiêu tán không còn chút nào. Mà thay vào đó, nhưng là chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu thân xác, dần dần hiện ra một cổ trước đó chưa từng có bá đạo khí thế. Khí huyết cuồn cuộn như rồng. Bì mô cứng rắn như thép dòng. Mà vào lúc này, Trần Phi rốt cục thì lại mở mắt. Ánh mắt kia cũng đã lại cùng trước kia có chút không quá giống nhau, rất là mũi nhọn lộ ra. Hô! Nhưng sau đó, liền gặp chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu nhẹ nhàng thở ra một ngụm chọc khí, ánh mắt nhắm lại sau đó lại mở ra, đem vậy mũi nhọn lộ ra khí chất lại toàn bộ nội liếm đến mí mắt dưới. Đi theo hắn cảm ứng tự thân. Chính là phát hiện hắn thân thể đã lại so với trước đó cường hãn quá nhiều, từng cổ một cường hãn kinh người, thậm chí cũng không kém gì huyền thạch kính vậy chờ trung phẩm pháp khí cường độ huyết khí, lúc này đều là ở hắn trong thân thể giống như nước lũ vậy không ngừng vận chuyển. Thân xác cường độ có thể so với trung phẩm pháp khí. Có như vậy cảm ứng, Trần Phi sao có thể còn biết không biết hắn bây giờ cường độ thân thể, lại đã là thật đạt tới có thể so với phổ thông trung phẩm pháp khí trình độ. Cái này nếu như truyền đi, luyện khí tầng 7 thì tu sĩ thân cường độ có thể so với trung phẩm pháp khí, đây quả thực đủ để đem người hù ngu hù ngây ngô. Cầm trực tiếp toàn bộ rơi xuống đất. Người đến tột cùng là tu luyện loại công pháp nào? Quang là dựa vào đan dược rèn luyện,
sao có thể đem ngươi thân xác cường độ đẩy kéo dài đến như bây giờ vậy trình độ. Mà vậy Trận Kinh Không hiển nhiên là liếc nhìn nhất thấu triệt đồ. Tạo ngay bây giờ kinh khủng này cảnh tượng hẳn tuyệt không phải đan dược kia dược hiệu công lao, mà là Trần Phi tu luyện công pháp ít nhất chiếm cứ 7-8 phần. Vậy cũng chỉ là cửa kiếm thể xong tu luyện khí cảnh công pháp. Tốt lắm, có thể làm sự việc đều đã làm, bây giờ hay là nên đi ra ngoài. Trần Phi đứng lên đánh sợ tay, một vừa cười nói, vừa hướng luyện đan sư kia đi ra bên ngoài. Vậy cũng chỉ là, cửa kiếm thể xong tu luyện khí cảnh công pháp. Giọng điệu này là còn muốn nói một câu mà thôi sao? Nghe vậy, nếu như thức hải bên trong Trận Kinh Không lúc này đều có chút tinh thần hỗn loạn, lắc đầu tự lẩm bẩm. Trước kia, hắn đúng là có chút bỏ quên Trần Phi tu luyện công pháp, mà bây giờ nhìn lại, lấy hắn phán đoán, Trần Phi tu luyện công pháp ít nhất so hắn ban đầu luyện khí cảnh công pháp cường hãn gấp mấy lần. Nhưng vấn đề là, hắn ban đầu tu luyện khí cảnh công pháp coi như không phải bên trong tông môn cường đại nhất, có thể đó cũng là ít nhất xếp hạng trước ba à. Đáng chết, thằng nhóc này đến tột cùng là từ đâu tìm tới nhiều như vậy, liền hắn Trận Kinh Không cũng xem không hiểu đồ. Chẳng qua là cũng có trước Trần Phi luyện chế ra viên kia 8 văn thối máu tử vân đan ở phía trước, hắn bây giờ coi như là còn muốn rung động, nhưng thực thật giống như đều đã chết lặng. Lại xem vậy luyện đan thất ngoài cửa lớn, lúc này đang có một nhóm khí tức cường đại bóng người yên lặng đứng ở nơi đó. Mà bọn họ lúc này tất cả mọi người đều ánh mắt vững vàng phong tỏa ở đó đóng chặt phủ đầy bụi luyện đan thất trên cửa, trên khuôn mặt có phải hay không theo bản năng hiện ra vẻ kính sợ. Mà ở đó một nhóm khí tức cường đại bóng người chính giữa, người cầm đầu nhất là dụ cho người nhìn chăm chú. Chỉ gặp hắn người mặc rộng lớn áo bào cho, hai tay áo vô cùng là rộng lớn, bàn tay che giấu ở trong đó, khuôn mặt lãnh thúc, mũi ưng, cặp mắt phơi bày một loại màu tím nhàn nhạt, sắc bén được giống như lưỡi đao vậy, cho người khó hiểu to lớn áp lực. Mà lúc này nếu là có biết hoặc quen thuộc người hắn ở chỗ này, thấy hắn lại có thể sẽ cung kính như thế canh giữ ở một tòa luyện đan thất ngoài cửa lớn. Giống như là ở là người ở bên trong làm canh giữ, nhất định sẽ thất kinh, thậm chí kinh hãi khi đến ba giờ trên mặt đất. Bởi vì làm cho này người mặc rộng lớn áo choàng mũi ưng chàng trai thân phận có thể chân thực quá không bình thường, chính là cái này Đảo Thương Lam một trong ba đại gia tộc Kim Bảo Hiên Lưu gia hiện đảm nhiệm đại tộc trưởng, luyện khí tầng 9 động chủ cấp cường giả, vị kia Lưu gia lão tổ Lưu Kỳ ruột thịt đệ đệ, người ta gọi là Lưu Chính Lưu Nhị gia. Là một rất cường thế người. Có thể chính là như vậy một vị cường thế đến đã ở nơi này Đảo Thương Lam lên nổi danh nhân vật, bây giờ nhưng vậy mà sẽ như vậy, ngoan ngoãn, yên lặng thủ đang luyện đan thất ngoài cửa lớn, bộ dáng kia, thở mạnh cũng không dám nhiều hơn mấy cái. Như vậy cảnh tượng quả thật có chút làm người ta khó có thể tưởng tượng à. Bất quá, nếu là mọi người biết lúc này ở tòa kia luyện đan thất bên trong vị kia thân phận, sợ rằng cũng sẽ không đối với Lưu Chính Lưu Nhị gia, lúc này như vậy cử động khác thường mà cảm thấy giật mình. Bởi vì lúc này ở đó tòa luyện đan thất người ở bên trong, nhưng mà một vị một lò đan có thể luyện chế ra 6 viên 6 văn vân mạch đan thần bí mạnh mẽ luyện đan sư. Hắn Lưu Chính thành tựu là một người cấp 3 hạ phẩm luyện đan sư em trai ruột, dĩ nhiên rõ ràng kinh khủng này thủ đoạn, ý vị như thế nào. Cho nên coi như là hắn, lấy hắn cái loại đó đã sớm thâm căn cố đế cường thế tính tình, vậy vẫn là không dám ở đối phương cái loại đó siêu cấp nhân vật lớn trước mặt tùy tiện càn rỡ. Ầm ầm long. Mà nhưng vào lúc này, vậy đóng chặt phủ đầy bụi luyện đan thất cửa đột nhiên phát ra ầm ầm điếc tai thanh âm. Giống như là bị người từ bên trong đẩy ra. Nhất thời, vậy Lưu Chính Lưu Nhị gia hô hấp cũng đổi được hơn nữa dồn dập. Ánh mắt chăm chú nhìn vậy dần dần mở ra cửa. Làm vậy luyện đan thất cửa từ từ mở ra, một đạo trẻ tuổi bóng người chính là chậm rãi từ vậy trong đi ra. Mà đi đôi với vậy đạo trẻ tuổi bóng người xuất hiện, toàn bộ luyện đan bên ngoài phòng cũng vào lúc này đồng loạt lâm vào yên tĩnh không tiếng động chính giữa. Cơ hồ tất cả mọi người, đều là hơi nhắm mắt, nhìn về vậy đạo trẻ tuổi bóng người ánh mắt, có một loại khó tin kinh dị, cùng nhàn nhạt vẻ kính sợ. Bởi vì là bọn họ những thứ này có thể có tư cách đứng ở nơi này hiện trường người, trong lòng cũng rất rõ ràng, vậy bây giờ lúc này đang từ vậy luyện đan thất trong đi ra trẻ tuổi bóng người, liền chính là vậy trước một lò đan dược ước chừng luyện ra 6 viên 6 văn vân mạch đan thần bí mạnh mẽ luyện đan sư. Đồng thời, cũng là bọn họ Kim Bảo Hiên Lưu gia bây giờ muốn kết giao cùng lấy lòng đối tượng. Chỉ, chẳng qua là, thật chính là hắn sao? Nhìn như cũng chỉ có 2-30 tuổi người tuổi trẻ, nhưng lại có thể có bực này đổi tai năng lực luyện đan,
luyện chế ra 6 văn vân mạch đan, có thể nói cực phẩm. Mà đây dạng kinh khủng đan đạo năng lực, đừng nói là ở bọn họ cái này đảo Thương Lam, coi như là toàn bộ Ưng Giản Hiệp, thậm chí còn thành U Lang cái loại đó chân chính nhà giàu có san sát, cường giả tụ tập sân khấu lớn, cũng đều tuyệt đối là vô cùng khoa trương, cùng làm người ta đỏ con mắt cùng ghen tị. Bất quá dĩ nhiên, đối với có bực này khủng bố, đổi tai năng lực thần bí mạnh mẽ luyện đan sư, nhiều người hơn vẫn là chỉ có thể trong lòng ôm nồng đậm lòng kính sợ, không dám tùy tiện trêu chọc cùng xúc phạm. Bởi vì là đây có thể là công nhận, ở nơi này tu chân giới chính giữa nhất không tốt trêu chọc đoàn thể một trong, liền có luyện đan sư, cái này ba chữ đại danh. Lực uy hiếp thật sự là quá mạnh mẽ. Bởi vì là ở nơi này tu chân giới chính giữa, nhất bị người cuồng nhiệt theo đuổi vật phẩm chính giữa, thì có như nhau tuyệt đối là không phải các luyện đan sư luyện chế các loại nghịch thiên mạnh mẽ, công hiệu kỳ lạ các loại đan dược mạc trúc. Cho nên, thử lại muốn một chút, nếu là thật có người dám không biết trời cao đất rộng, đường đột, tùy tiện đi trêu chọc đắc tội một ít thần bí, cường đại luyện đan sư nói, như vậy cùng trực tiếp là thọc tổ ong vò vẽ có cái gì khác biệt. Người như vậy, đan đạo cảnh giới cao siêu luyện đan sư, bản thân chính là tương tự với tổ ong vò vẽ tồn tại, chỉ cần ngươi một thọt, hắn lập tức là có thể tìm tới vô số mạnh mẽ, bạn. Thậm chí coi như là vị này mạnh mẽ luyện đan sư có thể bởi vì là tính cách cô độc, mà căn bản cũng không có nhiều ít bạn, nhưng là, vậy vẫn là có rất nhiều cường giả đặc biệt tình nguyện bán như vậy một vị luyện đan sư nhân tình. Mà những người đó xuất hiện dĩ nhiên vậy đưa tới chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu chú ý. Chỉ gặp ánh mắt hắn mới vừa hướng những người đó nhìn sang, một đạo kéo dài cao giọng bắt đầu từ vị kia người mặc áo bào cho mũi ưng Lưu Chính trong miệng truyền ra. Tại Hạ Kim Bảo Hiên Lưu gia đại tộc trưởng Lưu Chính, ở chỗ này gặp qua Trần Đại Sư. Chỉ gặp hắn chào đón, rất cung kính hướng Trần Phi giơ tay lên nói. Nguyên lai là Lưu tộc trưởng, rất vui gặp. Ta kêu Trần Phi, cảm nhận được trên người đối phương vậy hùng hậu luyện khí tầng 9 cường hãn hơi thở. Trần Phi hơi sững sờ, chợt cười nói. Rất vui gặp. Vậy Lưu Chính lập tức thi lấy đáp lễ, mà phía sau bàng lên nổi lên nhiệt tình nụ cười. Mời, Trần Đại Sư, không biết tại hạ có thể mời ngài cùng nhau cùng đi ăn tối đâu. Ta ở chúng ta Lưu gia đã chuẩn bị xong. Có thể hắn lời nói này cũng vẫn chưa nói hết, Trần Phi cũng đã mặt lộ vẻ xin lỗi vẻ lên tiếng đem lời nói cắt đứt. Chỉ gặp hắn lắc đầu một cái, hơi có mấy phần ngại quá, nói, xin lỗi, Lưu tộc trưởng. Ta bên này gần đây chân thực có chút bận rộn, trong tay còn có một số việc, cho nên. Nghe được cái này Trần Phi rõ ràng cự tuyệt, vậy Lưu Chính mặc dù hơi ngẩn ra, bất quá cái này thật giống như cũng không có ra hắn dự liệu. Sau đó liền gặp cặp mắt hơi nhìn chằm chằm Trần Phi trên mặt, một lát sau, liền khóe miệng dương lên cười tủm tỉm nụ cười, nói, đã như vậy, vậy ta bên này cũng sẽ không miễn cưỡng Trần Đại Sư Ngài. Ngày sau Đại Sư Ngài nếu là có cần gì người giúp địa phương. Có thể cứ tới tìm chúng ta Kim Bảo Hiên Lưu gia, có thể giúp ta, chúng ta nhất định sẽ không từ chối. Mời. Vừa nói, vậy Lưu Chính liền không chút do dự là Trần Phi nhường đường đường tới. Chút nào không bất kỳ chết quấn khó khăn đánh cùng rông dài ý nghĩa, cái này ngược lại càng làm Trần Phi có chút ngượng ngùng. Nhắc tới, mình dùng không liền đối phương luyện đan thất nhiều ngày như vậy, bây giờ vừa ra tới, phủi mông một cái liền nói phải đi. Thật giống như quả thật có chút có như vậy điểm không quá thích hợp. Nghĩ đến đây, Trần Phi nâng lên hai tròng mắt nhìn đối phương, hơi dừng lại chốc lát, liền cười nói, Lưu tộc trưởng, lần này quả thật có chút chuyện, đi gấp, chân thực ngại quá. Bất quá, lần sau gặp mặt ta đưa một mình ngươi quà nhỏ đi. Quà nhỏ, nghe vậy vậy Lưu Chính ngay tức thì trước mắt sáng lên, một vị có thể luyện chế ra 6 văn vân mạch đan luyện đan sư đưa quà nhỏ. Dùng đầu ngón chân muốn, cũng chắc chắn biết tuyệt đối là bất phàm. Thưa Trần Đại Sư Ngài những lời này, vậy ta liền ở nơi này đảo Thương Lam lên đánh sụp nghênh đón. Sau đó liền gặp khóe miệng nhỏ câu cười tủm tỉm nói. Nửa năm sau tạm biệt đi, quyền chân nhất hẳn đã động thân chứ. Trần Phi cười đáp lại, sau đó sắc mặt hơi chăm chú hỏi. Cái này quyền chân nhất, hiện nay ngược lại thành hắn trong kế hoạch rất trọng yếu một vòng, không cho khinh thường à. Đúng vậy, Trần Đại Sư xin ngài yên tâm, sớm ở mấy ngày trước, quyền Đại Sư cũng đã lên đường đi Thanh Long Câu bên kia. Ở chúng ta Ưng Giản Hạp, nổi danh trúc cơ chân nhân cảnh cường giả, ít nhất có một nửa là ẩn cư ở đó Thanh Long Câu, cho nên quyền Đại Sư đem bên kia ổn định là đúng rồi hắn chạm thứ nhất. Cái này Lưu Chính hiển nhiên đã từ quyền chân nhất trong miệng biết được liền Trần Phi kế hoạch.
vẻ mặt nghiêm túc nói. Thanh Long Câu sao? Nghe vậy Trần Phi hơi con mắt lóe lên líu díu liền một tiếng. Hiển nhiên đây cũng không phải là hắn một lần hai lần nghe được vậy địa danh, toàn bộ Ưng Giản Hạp lớn nhất tán tu khu vực tụ tập sao. Có cơ hội, cũng có thể đi xem. Vậy đã như vậy, ta liền cáo từ trước. Sau đó liền gặp hắn cười từ vậy Lưu Chính bên người sát bên người mà qua, hướng bậy bên ngoài khu vực đi tới. Nhìn Trần Phi dần dần biến mất bối cảnh, vậy Lưu Chính Lưu Nhị Gia trên mặt nhiệt tình cùng nụ cười dần dần thu liếm, cau mày, đôi mắt lóe lên lăng liệt hào quang. Vậy làm người sợ hãi quyết đoán liền lại là xuất hiện. A Vân, có thể cảm giác được sao? Hắn thật là luyện đan sư. Hơi trầm ngâm sau một hồi, vậy Lưu Chính Lưu Nhị Gia đột nhiên hướng sau lưng tối sầm sắc tóc chỉa người trung niên hỏi. Ừ, ta ở trên người hắn cảm nhận được còn chưa tản đi đan thơm, loại trình độ đó. Giận ta nói thẳng, sợ rằng liền đại trưởng lão cũng không luyện chế được. Màu đen kia tóc chỉa người trung niên nghe vậy có chút buồn bực khó chịu mở miệng, cúi đầu nói. Đại ca cũng luyện không ra, ý ngươi là nói, hắn mấy ngày nay luyện chế đan dược, là ở cấp 3 hạ phẩm trên. Nghe vậy vậy Lưu Chính Lưu Nhị Gia tròng mắt híp lại, cả người hơi có chút chấn động một cái nói. Ta không chỉ một lần gặp đại trưởng lão luyện đan, hơn nữa, cấp 3 hạ phẩm đan dược đan thơm không phải như vậy. Màu đen kia tóc chỉa người trung niên dùng giọng khẳng định nói, lại nặng hơn nặng gật đầu một cái. Nghe nói như vậy, vậy Lưu đang Lưu Nhị Gia trực tiếp là trầm mặc, một lát sau, mới gặp hắn hơi có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, trong lòng khẽ thở dài một cái. Bọn họ cái này quê nghèo vùng đất hoang thật đúng là tới một cái kinh khủng nhân vật à. Bất quá thật may, không phải kẻ địch. Tộc trưởng đại nhân, đào chủ phủ đệ phái người tới. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có người từ bên ngoài đi vào bẩm báo. Đào chủ phủ đệ người, cái này người đều đi mới biết phái người tới, thật là lớn dáng điệu à, bất quá đáng tiếc, người ta có thể không nhất định sẽ ăn người cái này một bộ. Biết, để cho bọn họ vào đi. Vậy Lưu Chính Lưu Nhị Gia hơi ngẩn ra, chợt khóe miệng giễu cợt nói. Một vị có thể luyện chế ra 6 văn vân mạch đan thần bí mạnh mẽ luyện đan sư, đó là thân phận bực nào tôn quý. Lại có thể chẳng qua là phái mấy cái thuộc hạ mời, thật đem mình làm là cái gì. Ha ha. Từ Kim Bảo Hiên Lưu ra đi sau khi đi ra, Trần Phi hơi đem mình bên ngoài cùng màu da cũng thay đổi một ít. Nếu như cùng hắn không quen thuộc, hoặc chỉ gặp qua hắn một hai lần người, nhất định là không nhận ra hắn bây giờ dáng vẻ. Bây giờ chuẩn bị đi đâu, mà làm xong liền hết thảy các thứ này sau đó, thức hải bên trong trận kinh không hỏi. Hắn cũng không biết Trần Phi bây giờ là tính thế nào. Theo lý thuyết, có hắn như vậy khoa trương năng lực luyện đan, bây giờ phải làm nhất không phải là tìm một cửa tiệm, mua một nhóm lớn có thể dùng đến luyện đan vật liệu, sau đó sẽ tránh đi một cái rất hiếm vết người rừng sâu núi thẳm bên trong, một bên ke thuốc, vừa tu luyện, một bên lặng lẽ đợi nửa năm sau vậy quyền chân nhất dẫn người trở lại chứ. Nhưng bây giờ, Trần Phi nhưng thật giống như cũng không có như vậy dự định à. Bây giờ chuẩn bị đi làm gì? Đương nhiên là đi báo. Trần Phi cái cuối cùng thù chứ cũng còn chưa nói lối ra, liền gặp mắt thần đột nhiên híp một cái, rồi sau đó ánh mắt trực câu câu xuyên qua bóng người kia nhốn nháo đường phố, giống như là cảm thấy quen thuộc nào đó hơi thở, tìm kiếm, cuối cùng, rơi xuống một nhóm đang hoành hành bá đạo đi tới người trên đường phố ảnh trên mình. Có câu nói thật tốt à, thật đúng là nhắc Tào Tháo liền đến. Ta đang suy nghĩ muốn lên cửa đi tìm bọn họ đâu, lại không nghĩ rằng, bây giờ lại có thể cho ta ngoan ngoãn đưa tới cửa. Nhìn vậy đang ở trên đường hoành hành bóng người, Trần Phi híp mắt cười. Nguyên lai những người đó không phải người khác, lại chính là ngày đó cùng hắn từng có sống chết mâu thuẫn, hơn nữa hay là muốn liền mạng hắn Kim Thiềm Động Động chủ Lưu Kim Thiềm Thứ Vương đoàn người. Vốn là bây giờ Trần Phi chính là muốn lên cửa cầu tìm bọn họ trả thù. Lại không nghĩ rằng, hắn bây giờ cũng còn không ra đảo, đối phương liền lại hình như là, ý trời như vậy, vậy ngoan ngoãn đưa tới cửa. Đây quả thực không động thủ cũng có lỗi với ông trời giả ý tốt. Nghĩ đến đây, từ trong cơ thể hắn thì có cổ ngày đó hắn mới vừa vượt qua linh khí tẩy rửa lôi kiếp hơi thở, phảng phất là lơ đãng vậy yếu ớt lưu lộ ra, rồi sau đó lại bị nhanh chóng thật nhanh giấu. Mấy hơi thở sau đó, giống nhau tình huống lại lặp lại diễn ra. Cùng lúc đó, vậy hoành hành bá đạo đi tới trên đường đoàn người, người cầm đầu, vậy Lưu Kim Thiềm Thứ Vương đột nhiên hình như là cảm giác được một cổ cái gì quen thuộc hơi thở, chợt khẽ nhíu mày, vậy u sâm sâm,
hiện lên lục quang trong con ngươi trực câu câu bắn ra một đạo hàn mang, cũng là trực câu câu xuyên qua bóng người nhốn nháo đường phố, một lát sau, rơi xuống Trần Phi trên mình. Hơi thở này, nguyên lai là hắn à, đều đã vài ngày như vậy, lại có thể cũng còn không đem cảnh giới củng cố lại sao? Ha ha, lần này thật đúng là đi mòn gót giày thì không tìm được, đắc lai toàn bất phí công phu. Nhóc xác rưởi, lấy làm tướng bên ngoài thay đổi, ta Lưu Kim Thiềm Thử Vương cũng không nhận ra ngươi sao? Chợt liền gặp vậy Lưu Kim Thiềm Thử Vương âm u cười, cả người trên dưới toát ra lạnh như băng sát khí, xương lạnh thấu xương, vô cùng là kinh người. Làm vậy chung quanh cho dù là cách nhau có chút đường xa người, cũng ngay tức thì sắc mặt biến liền đứng lên, mịn mồ hôi lạnh sau đó liền từ cái trán kia, cổ ở giữa thấm ra. Động chủ, người đây là, ở hắn bên người, vậy Kim Thiềm động phó động chủ một trong, có yêu thú cấp 2 trung kỳ thực lực Tang Vinh một mặt kinh ngạc hỏi. Không hiểu Lưu Kim Thiềm Thứ Vương tại sao lại đột nhiên hiển lộ ra như thế rõ ràng sát khí. Cùng lúc đó, ở sau lưng hắn còn có 8 cái thân mặc màu đen thiết y vẻ mặt lạnh lùng chàng trai, hai vai trên cổ chĩa vào lớn con cóc đầu, cả người tràn đầy chảy mủ vướng mắc, da ố vàng hoặc là biến thành màu đen, trong con ngươi hiện lên u sâm lục quang, làm da đầu tê dại, rợn cả tóc gáy. Cái này 8 cái thân mặc màu đen thiết y vẻ mặt lạnh lùng chàng trai chính là cái này ưng giản hạp cánh bắc khu vực tiếng tăm lừng lẫy Kim Thiềm động 8 đại thiết vệ. Người người đều là yêu thú cấp 2 sơ kỳ đỉnh cấp cao thủ, hợp chung một chỗ liền tầm thường luyện khí tầng 8 cường giả đều không phải là bọn họ đối thủ. Mà lúc trước vì tìm kiếm Trần Phi tung tích, để ngừa bất ngờ, Lưu Kim Thiềm Thứ Vương liền bọn họ cũng phái đi ra, sau đó chân thực không tìm được người, liền dứt khoát đem bọn họ cũng dẫn tới cái này đảo Thương Lam đi lên. Lại không nghĩ rằng đi mòn gót giày thì không tìm được, đắc lai toàn bất phí công phu. Bọn họ lại có thể ở nơi này thật trời xui đất khiến, lại đụng phải Trần Phi. Chẳng qua là lần này, ai là con mồi, ai lại mới là thợ săn, sợ rằng cũng không biết à. T, là Kim Thiềm động Lưu Kim Thiềm Thử Vương, hắn đây là đang nổi điên làm gì? Im miệng, đây chính là cái giết người không nháy mắt chủ nhân, người muốn chết à. Đi mau. Chớ bị cái gì không giải thích được sự việc cho làm liên lụy. Liền Kim Thiềm động phó động chủ Tang Vinh còn có 8 đại thiết vệ đều ở đây, ngoan ngoãn, bọn họ đây là chạy tới đảo Thương Lam làm gì. Hai bên đường phố, ở Lưu Kim Thiềm Thứ Vương như vậy một vị thực lực kinh khủng yêu thú cấp 2 trung kỳ cường giả đỉnh phong uy áp hạ, cơ hồ tất cả người đi đường đều rất mau sắc mặt tái nhợt đứng lên, sau đó thần sắc nhà kho hoảng hốt bước nhanh rời đi, sợ bị dính dấp đến cái gì không ngông tai ương trong. Phải biết cái này Kim Thiềm động Lưu Kim Thiềm Thứ Vương hung danh, có thể so cái gì sông Ô Nha Ngô Quân mạnh hơn nhiều lắm. Người sau chẳng qua là luyện khí tầng 8, trước người nhưng là yêu thú cấp 2 trung kỳ đỉnh cấp, tương đương với luyện khí tầng 8 đỉnh cấp, lợi hại quá nhiều quá nhiều. Người xem thằng nhóc kia, cảm thụ một chút hắn khí tức trên người. Nghe vậy Lưu Kim Thiềm Thứ Vương lập tức là chỉ trước trong đám người một, nhà kho hoảng hốt, người rời đi ảnh, khóe miệng câu cười nhạt, nói. Hắn, ồ, loại cảm giác đó hơi thở là vân, động chủ, chẳng lẽ là trước thằng nhóc kia? Tang Vinh lập tức hướng Lưu Kim Thiềm Thứ Vương ngón tay nơi chỉ phương hướng nhìn, một lát sau, liền gặp mắt thần đột nhiên động một cái, rồi sau đó chăm chú nhìn người nọ rời đi bối cảnh, hiện lên lục quang trong mắt lướt ra ngoài một vẻ kinh dị. Sau đó, hắn trong mắt vậy kinh dị liền đã hoàn toàn là biến thành lạnh lẽo và tàn nhẫn. Sau đó liền gặp hắn tuét miệng. Lạnh như băng cười nói, không nghĩ tới thằng nhóc kia lại có thể trốn cái này đảo Thương Lam đi lên, ha ha. Hiển nhiên, hắn bây giờ cũng đã nhận ra chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu thân phận thật sự. Trước bọn họ ở Kim Thiềm Động lãnh địa phụ cận lục soát lâu như vậy cũng không tìm được, nguyên lai, là trốn cái này đảo Thương Lam đi lên à. Ta đang nói ở nơi này đảo Thương Lam lên muốn tìm lý do gì mới có thể giết chết thằng nhóc kia, bây giờ ngược lại tốt, không nghĩ tới thằng nhóc kia lại như thế lên đường. Mình muốn từ trên đảo này rời đi. Xem ra hắn là lấy là ta còn không có nhận ra hắn. Ha ha, Lưu Kim Thiềm Thứ Vương nhìn Trần Phi rời đi phương hướng, hiện lên xanh hai tròng mắt hiện lên lạnh lẽo sáng bóng, sát ý lạnh như băng cuộn sạch đi ra, vô cùng kinh người. Hắn Lưu Kim Thiềm Thứ Vương mặc dù lớn gan, có thể dẫu sao chẳng qua là đầu cấp 2 trung kỳ đỉnh cấp yêu thú, không dám cùng cái này đảo Thương Lam hai lớn luyện khí tầng 9 đỉnh cấp cảnh giới đảo chủ chìa khóa mở ốc cổ tay. Cho nên Trần Phi hành động bây giờ, rời đảo đi, tránh hợp ý hắn. Mấy giờ sau đó,
Trần Phi đi thuyền rời đi đảo Thương Lam phạm vi. Vậy Lưu Kim Thiềm Thứ Vương, Tang Vinh cùng với Kim Thiềm Động tám đại thiết vệ vậy là theo chân rời đi đảo Thương Lam phạm vi. Từ vậy đảo Thương Lam hòn đảo khu vực rời đi sau đó, Trần Phi như là bóng người, nhà kho hoảng hốt, một đầu cắm vào xa xa cổ mộc rậm rạp, rắn côn trùng chuột kiến dày đặc rừng sâu núi thẳm trong. Đây mới thật sự là tu chân giới thế giới, mênh mông vô ngần, không biết cất giấu nhiều ít nguy hiểm cùng cạm bẫy, thậm chí hơi sơ ý một chút, cũng có thể quấy rối đến một cái đang tính tu nhân vật lợi hại, chọc tới không ngông tai ương. Bất quá thật may, lấy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu hiện nay thực lực, ở nơi này đảo Thương Lam chung quanh vùng lân cận 2-3 trong phạm vi trăm dặm, ngược lại không cần phải có như vậy cân nhắc. Ở cảnh giới tu vi thành công đột phá đến luyện khí tầng 7, thân xác cường độ đạt tới có thể so với trung phẩm pháp khí trình độ sau đó, luyện khí tầng 9 hoặc yêu thú cấp 2 hậu kỳ trở xuống có thể làm sao hắn, còn thật không nhiều. Trần Phi một đường ở đó rậm rạp hàng cây núi sâu cổ lâm trong bay nhanh, cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi nhưng lóe lên nhàn nhạt đùa cợt ánh sáng lạnh lẽo. Bây giờ con mồi đều đã mắc câu, thiếu chút nữa, cũng chỉ là tìm một người thích hợp địa phương đem bọn họ toàn bộ giải quyết. Bất quá hắn cũng không gấp. Dẫu sao bây giờ lúc này mới rời đi đảo Thương Lam hòn đảo phạm vi không tới trăm dặm, rất có thể sẽ có đến từ bốn phương tám hướng người hoặc các tộc lui tới đi qua, nếu như chờ lát nữa cách đại chiến, bị bọn họ thấy, ngược lại cũng có chút phiền toái. Vì vậy hắn lại càng hướng vậy núi sâu cổ lâm ở giữa rất hiếm vết người đất xuất phát trước, làm sau lưng vậy một đôi hiện lên lục quang lạnh như băng ánh mắt, lại là lộ vẻ được lạnh như băng và tránh hợp bọn họ ý nghĩa. Đếm ngoài 10 dặm. Vậy Lưu Kim Thiềm Thứ Vương, Kim Thiềm Động Phó Động Chủ Tang Vinh cùng với tám đại thiết vệ ánh mắt tựa như là chờ đợi săn thú sói đói, không, bọn họ chính là ác lang. Người người ở trong mắt lóe lên lạnh như băng, tàn nhẫn sát ý, giống như là muốn đem đang chạy trốn Trần Phi cả người chết được nghiền. Nhưng lúc này, bọn họ nhưng cũng đồng loạt cả người hơi thở thu liễm. Bởi vì là, hiển nhiên bọn họ cũng không muốn ở nơi này tiếp giáp đảo Thương Lam địa phương đại khai sát giới. Sau đó bị qua đường người cảm giác và phát hiện, truyền đi, mặt mũi không ánh sáng. Dẫu sao bọn họ nhiều người như vậy, đường đường Kim Thiềm Động Động Chủ, Phó Động Chủ cùng với tám đại thiết vệ bây giờ nhưng lại như thế chăng nhìn thân phận, chuẩn bị hướng vậy một người vây công ra tay, bản thân này thì không phải là chuyện vẻ vang gì. Huống chi nếu như bị người truyền đi, truyền tới bọn họ Kim Thiềm Động thế lực đối nghịch trong tai, há chẳng phải là càng sẽ bị cười đến rụng răng. Tức miệng mắng to bọn họ hèn hạ vô sỉ, không mặt mũi không ra. Chính là bởi vì như vậy, bọn họ mới không có vội vã ra tay, mà là lựa chọn xa xa hết ở Trần Phi sau lưng, lại sẽ rời đi liền mười mấy dặm phạm vi, tổng cộng lại ít nhất rời đi đảo Thương Lam hòn đảo phạm vi hơn 100 dặm bên ngoài, bọn họ mới dần dần làm thành hình nửa vòng tròn, giống như dương ra miệng to như chậu máu hung thú hướng Trần Phi thổ lộ trước lạnh như băng răng nanh đi. Bỏ mặc nói thế nào? Trần Phi ngày đó kinh khủng kia tốc độ, vậy Lưu Kim Thiềm Thứ Vương nhưng mà chính mắt thấy, cho nên hắn bây giờ rất rõ ràng, quả quyết không thể bứt dây động rừng, nếu không thằng nhóc kia nếu là có phát giác lần thứ hai chạy trốn, có thể gặp phiền toái. Mà dưới tình huống này, bọn họ nhiều người như vậy lựa chọn vây công, không thể nghi ngờ là an ổn nhất, nhất thỏa đáng phương thức. Không có một trong. Hơn nữa trên thực tế, vậy chỉ một cái mới vừa vượt qua linh khí tẩy rửa luyện khí tầng 6 đỉnh cấp mà thôi. Cho dù là có chút nội tình cùng thực lực, có thể vậy thì như thế nào, thì có thể như thế nào chứ? Bọn họ bên này nhưng mà có chừng một yêu thú cấp 1-2 trung kỳ đỉnh cấp, cộng thêm một yêu thú cấp 1-2 trung kỳ cùng với 8 yêu thú cấp 1-2 sơ kỳ đỉnh cấp. Bực này đội hình cùng thực lực, chỉ sợ cũng coi như là luyện khí tầng 9 động chủ cấp cường giả tới, cũng không khả năng đòi liền cái gì tốt chứ. Nghĩ đến đây. Vậy Lưu Kim Thiềm Thứ Vương cùng với Tang Vinh còn có vậy tám đại thiết vệ trong lòng liền tràn đầy tàn nhẫn cùng lạnh như băng, phảng phất là đã gặp được Trần Phi bị bọn họ tự tay xé nát dáng vẻ. Trần Phi tiềm lực cùng thiên phú, còn cùng giữa bọn họ sống chết mâu thuẫn, đã là làm bọn họ cảm nhận được nồng đậm uy hiếp. Chưa trừ đi không được. Mà bây giờ đâu, như vậy một cái cơ hội thật giống như đã tới, ha ha, ha ha ha. Vậy Lưu Kim Thiềm Thứ Vương, Tang Vinh. Tám đại thiết vệ ánh mắt chỗ sâu, có nồng nặc sát ý tràn ra tới. Rất là tàn nhẫn. Nhưng loại chuyện này đối với chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu mà nói đâu. Nếu không phải hắn trước chủ động hơi thi thủ đoạn, thả ra linh khí tẩy rửa lôi kiếp hơi thở,
đối phương loại hóa sắc này làm sao có thể nhận ra hắn thay hình đổi dạng sau dáng vẻ. Cho nên nói hết thảy các thứ này, cho nên rốt cuộc đều là hắn cố ý à. Đối phương muốn diệt trừ hắn, chấm dứt hậu hoạn, có thể hắn chưa chắc không muốn diệt hết đối phương, báo thù rửa hận. Vèo. Ha ha, tới sao? Bỗng nhiên ở giữa, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu đột nhiên nhắm mắt, cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi trực tiếp là lướt ra ngoài lạnh như băng hàn mang. Lạnh như băng sát khí sau đó chậm rãi từ hắn bên trong thân thể giải tán đi ra, giống như lưỡi đao vậy sắc bén, lại thích tựa như sông ngầm nước xoáy vậy làm người sợ hãi, lộ vẻ được vô cùng khiếp người. Hắn từ trước đến giờ đều không phải là một cái tánh tốt người, huống chi lần trước hắn còn bị đối phương truy đuổi được giống như là chó chết chủ vậy, áo não chạy như điên chạy thoát thân, như vậy sự việc đối với hắn tới nói thật coi là rất lớn sỉ nhục. Mà bây giờ, cuối cùng là có thể oan có đầu nợ có chủ. Tử Viêm Cung à, nhắc tới chúng ta đều giống như còn có những thứ khác nợ không coi là, bất quá, lợi tức liền trước hay là bắt đầu từ hôm nay thu đi, kim thiềm động sao? Ha ha! Sau đó liền gặp chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu hơi nhắm mắt, vậy hơi ha ha tiếng cười lạnh, rắt nhỏ không thể ngửi nổi khí sơ xác tiêu điều, ở bên miệng hắn lên, chậm rãi truyền ra. Vèo! Một khắc sau, liền gặp chặt chẽ nhám đếm không hết ngón cái xây lớn nhỏ diễm quang, từ Trần Phi cả người trong lỗ chân lông hơi phiêu tán đi ra, theo gió nhẹ lưu truyền, tán rơi trên mặt đất vậy khô đằng cùng lá vàng ở giữa, ở đó chọc trời cổ mộc rậm rạp hàng cây hạ lộ vẻ được vô cùng là không bắt mắt. Nhưng đã từ từ xây dựng ra liền từng đạo thần bí quý tích, tựa như là trận pháp căn cơ. Nếu là chuẩn bị trả thù, đương nhiên có chuẩn bị vô hại. Lệ. Sẽ ở đó ngón cái xây lớn nhỏ diễm quang tán lạc ở trên vùng đất bày trận ngay tức thì, chỉ gặp vậy dày đặc nóng bỏng cực kỳ tam dương chân hỏa kiếm khí chợt từ Trần Phi trong cơ thể tựa như là núi lửa vậy kinh khủng cuộn sạch ra, phun ra lan. Ngay tức thì làm vậy rậm rạp hàng cây đều ở đây cái này ngay tức thì che đậy lại tầng một khiếp người màu đỏ. Vậy vô cùng cường hãn, nóng bỏng bén tam dương chân hỏa kiếm khí uy áp, tựa như là kinh khủng gió bão vậy, khuếch trương tản ra, một đạo lạnh như băng cực kỳ quát lạnh thanh cũng là ở sau đó thật giống như lôi đình bạo liệt vang lên. Giấu đầu lòi đuôi đồ, cút ra đây đi. Tê, chó má. Vừa nghe đến cái này lạnh lùng chợt quát thanh âm. Vậy hơn 10 dặm ra Lưu Kim Thiềm Thứ Vương, Tang Vinh cùng với 8 đại thiết vệ lập tức là ra mặt hung hăng vừa kéo, lại lần nữa nhìn về Trần Phi nơi này ánh mắt, cũng là ngay tức thì thật giống như tràn đầy vô cùng lửa giận, cắn răng nghiến lợi, giống như hình như là muốn đem người sau ngàn đao lăng trì. Dù sao lấy bọn họ ở nơi này ưng giản hạp phương Bắc khu vực thân phận, lại có bao nhiêu người, lúc nào dám như vậy đối với bọn họ không tôn kính. Dám như vậy cùng bọn họ nói chuyện. Cái này nhóc xác rưởi, chó má nhất định chính là muốn tìm cái chết à. Oanh! Vèo, vèo, vèo. Sau đó chớp mắt ở giữa, liền gặp bọn họ lại cũng không che giấu mình sát khí cùng thân hình, từng cái khí thế hung mãnh giống như săn ăn giống như ác lang, ùn ùn kéo đến, sâu sông lên tới, vậy uy thế cuồng mãnh trình độ thật là làm người ta không nhịn được nghẹt thở. Vèo vèo vèo, tốc độ bọn họ thật nhanh vây công phơi bày hình nửa vòng tròn hướng Trần Phi đến gần. Vậy hiện lên lục quang u sâm trong con ngươi còn hiện lên vô cùng lạnh lẽo khí lạnh, ánh mắt tựa như là lợi kiếm vậy phong tỏa ở Trần Phi trên mình. Chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu ngay tức thì con ngươi hơi nheo lại, bởi vì là hắn chỉ cần ngẩng đầu một cái là có thể nhìn thấy, từng đạo ngất trời mạnh mẽ yêu khí, tựa như là sóng lớn vậy hướng hắn tấn công tới. Bình tâm mà nói, tình hình như vậy quả thật có chút không bình thường. Chỉ sợ cũng coi là chân chánh luyện khí tầng 9 động chủ cấp cường giả đổi vị trí gặp gỡ, cũng được nháy mắt tức thì tâm thần hơi thất thủ một chút, cảm thấy hốt hoảng. Bất quá, quang, chẳng qua là, như vậy thì muốn hắn Trần Phi số mệnh, sợ rằng còn chưa đủ. Hống, Trần Phi trong miệng mặt phát ra khiếp người tiếng gầm nhỏ, trong cơ thể khí huyết thịnh vượng, hừng hực cháy, loại trình độ đó trực tiếp là có thể làm người ta run rẩy. Hắn bây giờ cảnh giới tu vi mặc dù chỉ có luyện khí tầng 7, có thể chân thật sức chiến đấu cũng đã tuyệt đối có thể vượt qua tầm thường luyện khí tầng 8 đỉnh cấp cao thủ, thậm chí mạnh hơn, vận dụng đè đáy dương thủ đoạn nói, coi như là luyện khí tầng 9 cường giả cũng có thể làm tâm thần dao động. Cho nên bây giờ nếu là đối phương muốn giết hắn, muốn nhổ cỏ tận gốc, vậy hắn tự nhiên cũng chỉ có thể tương kế tự kế, giả trang heo ăn hổ mở ra sấm sét một kích, đem những người này không còn một mống hết thảy giết chết. Báo thù rửa hận. Càng nghĩ như vậy,
quanh quẩn ở hắn cả người khí thế liền càng lăng liệt. Vây quanh ở bên người hắn 36 đạo tam dương chân hỏa kiếm khí giống như là hồi phục vậy, cho thấy kinh người sắc bén cùng với hơi nóng cuồn cuộn, như sông lớn nhập biển, lao nhanh gầm thét, tựa như mặt trời đỏ rủ xuống không trung, đụng đất. T, đây là chuyện gì xảy ra? Hình như là có nhân vật lợi hại phải ở bên ngoài ra tay. Đáng chết, vì sao hết lần này tới lần khác chọn ở chúng ta nơi này? Đây nếu là bị liên lụy đến trong đó, coi như nguy rồi. Xuyệt, biết còn không nhanh lên im miệng, mau đàng hoàng trốn đi, ta cũng không muốn bị bên ngoài những người đó làm con kiến, tiện tay dọn dẹp sạch. Lăng liệt sát khí, khủng bố ngất trời yêu khí làm bốn phía này bầu không khí đều tựa như là ngay tức thì chợt giảm xuống, đổi được đọng lại. Vốn là ở khu vực này sinh hoạt hoặc người tu luyện, đang cảm thụ đến cái này đáng sợ đột biến sau đó, người người ngay tức thì bị sắc mặt bị sợ trắng bệch, lập tức đóng chặt liền sơn môn, khởi động cấm chế, sợ bị vã lây người vô tội. Mà vào lúc này, hai bên khoảng cách rốt cục thì càng ngày càng gần. Giữa không trung kinh khủng kia sát khí đụng tựa như là ngưng tụ thành thực chất, đụng vào nhau, tạo thành làm người ra đầu tê dại cơn lốc. Bành 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 bành. Một lát sau, rốt cục thì có một đạo đạo yêu khí ngất trời bóng người tựa như là hỏa tiễn vậy, trùng trùng hạ xuống rơi xuống ở Trần Phi trước người sau lưng, chừng bốn phương đại khái ngoài mấy thước địa phương, nhấc lên một mảng lớn bụi khói, yêu khí cao tung lên. Vậy bụi khói tản đi sau đó, Trần Phi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía vậy đang phía trước đã hiển lộ ra bóng người Lưu Kim Thiềm Thử Vương, hơi tuét miệng cười. Lúc này vậy người sau trong lòng chính là đột nhiên một cái lộp bộp, hiện lên xanh u sâm con ngươi chợt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi trên mặt. Nhóc xác rưởi, ngươi đang cười cái gì? Lời này âm, mang theo nồng nặc sát cơ lạnh như băng, có thể trong đó nhưng còn có một ít kinh nghi bất định. Dưới mắt bực này cảnh tượng, thằng nhóc kia chẳng lẽ không nên bị hù dọa can đảm câu liệt sao? Nhưng bây giờ, hắn kết quả đang cười cái gì? Cười cái gì, cái này không rất rõ ràng sao, có người ngàn dặm xa xôi chạy đi tìm cái chết. Cái này chẳng lẽ còn không buồn cười. Nghe vậy Trần Phi đưa mắt nhìn về phía Lưu Kim Thiềm Thử Vương, lạnh lùng cười nói. Hắn trước cố ý chạy xa như vậy, không liền vì để cho đối phương ngàn dặm xa xôi chạy đi tìm cái chết. Nghe được Trần Phi như vậy giễu cợt cùng cuồng vọng nói, vậy Lưu Kim Thiềm Thử Vương ra mặt nhất thời hung hăng vừa kéo, tựa như là phải đem người sau ngàn đao lăng chỉ vậy, dẫu sao hắn hiện ở ngoài sáng rõ ràng là tới giết người, nhưng bây giờ... Nhưng bây giờ cái này nhóc rác rưởi chẳng lẽ lấy là hắn mới là thợ săn sao? Thật hắn ma buồn cười. Mà đương thời, Trần Phi vậy bình thản giễu cợt cùng cuồng vọng lời nói thanh truyền ra sau đó, vậy tựa như là sấm vậy, ở đó Lưu Kim Thiềm Thử Vương bên người, Tang Vinh các người trong lòng nhấc lên lạnh như băng sóng lớn. Bọn họ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, tràn đầy giá rét cùng băng xương. Hiển nhiên bọn họ không ai nghĩ tới, đối mặt bọn họ nhiều người như vậy vây trận. Vậy nhóc xác rưởi lại có thể như cũ không có bất kỳ nhượng bộ, kinh sợ, ngược lại là thái độ bất ngờ cường thế cùng lăng liệt. Phải biết, bọn họ bây giờ nhưng mà đường đường động chủ Lưu Kim Thiềm Thử Vương, cùng với phó động chủ Tang Vinh còn có tám đại hung danh hiển hách Kim Thiềm Động thiết vệ cũng tự mình toàn bộ đến. Thằng nhóc kia coi như là vừa mới trải qua linh khí tẩy rửa, có thể ngất trời, nhưng thật nếu là đấu, còn không phải là chỉ có bị bọn họ nghiền ép một đường. Chẳng lẽ hắn thật đúng là trông cậy vào mình có thể ngất trời sao? Là lấy là chính hắn là thứ gì à? Ở nơi này tâm thần nổi nóng ở giữa, vậy Kim Thiềm Động phó động chủ Tang Vinh trực tiếp là đứng dậy, hiện lên xanh con ngươi dày đặc phong tỏa ở Trần Phi trên mình, nói, ngày đó để cho ngươi trốn thoát, liền thật lấy là mình coi là cái gì nhân vật cùng nhân vật. Trần Phi nghe vậy, chẳng qua là cười một tiếng, ánh mắt nhìn vậy Lưu Kim Thiềm Thử Vương không đếm xỉa tới nói. Thật là thứ gì cũng có thể tùy tiện đứng ra nói hai câu à? Thân phận gì, cũng dám tùy tiện chen miệng đối thoại giữa ta và ngươi. Nghe được Trần Phi cái này gây xích mích cách ở giữa mà nói, vậy Tang Vinh chợt sắc mặt giận dữ, đôi mắt ửng đỏ, tựa như muốn phun lửa đi ra, cái này nhóc xác rưởi lại dám nói mình không tư cách nói với hắn nói. Sẽ ở đó Tang Vinh giận dữ đang lúc, vậy Lưu Kim Thiềm Thử Vương cũng là nhìn Trần Phi hai tròng mắt lạnh lẽo diễn cảm hiển lộ ra. Trong ánh mắt tựa như chảy xuôi rét lạnh ánh sáng, tràn đầy kinh người sát ý, không chút nào là Trần Phi gây xích mích cách ở giữa lời nói sở động. Đối phương tâm tư gì, hắn bực này người chẳng lẽ còn không đoán ra được sao? Tang Vinh, ngươi không phải mới vừa tới tay một kiện trung phẩm pháp khí sao?
đi thử một chút hắn cân hai. Sau đó liền gặp hắn mặt không cảm giác mở miệng, muốn vậy Tang Vinh trước đi thử một chút Trần Phi cân hai. Tuy nói hắn tự nhận là cũng không có bị Trần Phi thủ đoạn nhỏ làm cho mê hoặc, nhưng bây giờ, vậy nhóc rác rưởi chân thực quá mức tự tin tư thái, cùng với trước cái loại đó cuồng ngông, nhưng vẫn là có chút làm hắn ngay tức thì đổi được do dự đứng lên. Bởi vì là hắn chân thực không nghĩ ra, Trần Phi đến tột cùng là có cái gì tư cách như vậy cuồng ngông. Bây giờ loại này hoàn toàn là phải chết cục diện, còn dám như vậy càn rỡ, không phải tự tìm cái chết, là người điên, vậy thì tất nhiên là lưu lại lá bài tẩy. Mà hắn Lưu Kim Thiềm Thứ Vương có thể thành là yêu thú cấp 2 trung kỳ đỉnh cấp cao thủ, có thể leo lên Tử Viêm Cung dưới quyền 13 động phủ động chủ như vậy vị trí, trong xương cốt dĩ nhiên là không thiếu được cẩn thận. Cho nên, vô luận hắn trong lòng bây giờ mặt càng nghiêng về cái gì, cần thiết cẩn thận cùng dò xét tất nhiên là không thể thiếu. Không thành vấn đề, động chủ đại nhân. Nghe vậy vậy Tang Vinh ánh mắt ngay tức thì tinh mang chớp mắt, chợt nhìn Trần Phi cười lạnh nói, tiểu tạp chủng, người bây giờ có thể nghe được. Có gì ngôn gì hãy mau giao phó, nếu không, ta sợ người chờ lát nữa liền cơ hội nói chuyện cũng không có. Hừ, bọn họ yêu tộc thực lực vốn sẽ phải hơi mạnh hơn cùng cấp loài người tu sĩ, chứ nói chi là hắn bây giờ nhưng mà đã súng bắn chim đổi đại pháo. Ở đó đảo Thương Lam lên thành công vào tay một kiện trung phẩm pháp khí. Hiện nay hắn, coi như là đơn độc đối mặt loài người kia luyện khí tầng 8 cường giả đỉnh phong đều không sợ. Chính là tự mình cực độ bành trướng lúc này làm sao sẽ đem Trần Phi còn con này luyện khí tầng 6 đỉnh cấp nhóc rác rưởi coi vào đâu. Thật đúng là tự tin à, bất quá, muốn thật động tới tay, người chết sợ rằng sẽ là ngươi. Ngươi cần phải biết, Trần Phi lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Đối mặt với vậy Kim Thiềm động phó động chủ Tang Vinh lạnh lẽo sát ý, Trần Phi hoàn toàn không có chút nào lùi bước, ngược lại là mũi châm đối với mạch mang, giống như hắn căn bản cũng không nhận làm cho này bây giờ là 10 phần chết chắc tuyệt cảnh vậy. Nghĩ đến đây, vậy Lưu Kim Thiềm Thứ Vương trong lòng liền càng có một loại không rõ, cảm giác bất an ở trong lòng dâng lên. Có thể việc đã đến nước này, không đánh vỡ nam tường hắn lại làm sao có thể lựa chọn đi đường quay đầu. Cho nên, hắn bây giờ cũng chỉ có thể một con đường đi tới hắc, yên tĩnh nhìn tiếp. Chỉ cần đến lúc đó để cho hắn thăm dò Trần Phi lai lịch, vậy hắn tự nhiên sẽ để cho cái này nhóc rác rưởi biết, đuổi ở hắn Lưu Kim Thiềm Thứ Vương trước mặt như vậy phô trương, giả thần giả quỷ, kết quả sẽ là bực nào thê thảm. Ta sẽ chết, ha ha, ha ha ha. Oanh! Nghe được Trần Phi châm này nhọn đối với mạch mang, cuồng ngông tới cực điểm nói. Vậy nội tâm đang đứng ở cực độ bành trướng trạng thái Tang Vinh cũng là giận dữ ngược lại cười, trong tiếng cười mang nồng nặc sát ý, thấm vào xương người, thấu xương băng hàn. Ngươi yên tâm, ta ngày hôm nay tuyệt đối sẽ đem ngươi xương từng cây một dịch xuống, để cho ngươi rõ ràng nói bậy nói bạ sẽ trả ra như thế nào giá thê thảm. Vậy Tang Vinh diễn cảm chấn nộ vừa nói, cả người yêu khí thành là từng đạo vết nứt, rối loạn trước không khí, vô cùng kinh người. Ở cái này trong quá trình một khối lớn chừng bàn tay búa sắt còn đã đột nhiên phát hiện thân ở trong tay hắn, bề ngoài lưu chuyển rét lạnh kim loại sáng bóng, hơi thở hết sức đáng sợ. Cái này búa sắt chính là hắn mới vừa ở đảo Thương Lam lên lấy được trung phẩm pháp khí, chỉ là trung phẩm pháp khí vậy bốn chữ, thì đã đủ rồi chứng minh sự lợi hại của nó, cùng mạnh mẽ. Có thể ở như vậy uy thế kinh người phong tỏa hạ, Trần Phi nhưng lại để ý tới cũng không để ý vậy Tang Vinh một cái. Mà là đem ánh mắt mình nhìn về Lưu Kim Thiềm Thứ Vương, cùng với sau lưng hắn tám đại thiết vệ, cười nói, liền hắn một cái. Các người không dự định cùng tiến lên sao? Nghe vậy vậy Lưu Kim Thiềm Thứ Vương trong mắt trực tiếp là chợt co rúm một cái, vậy Kim Thiềm động tám đại thiết vệ cũng là ra mặt co quắp, cái này nhóc rác rưởi, kết quả là chân tránh có cái gì sức, vẫn là chết đến ập lên đầu cuồng ngông không bên à. Tuy nói bọn họ quả thật từng thấy tận mắt đối phương vượt qua linh khí tẩy rửa. Nhưng vấn đề là, vậy nhóc rác rưởi cảnh giới tu vi nhưng thủy chung chỉ có luyện khí tầng 6 đỉnh cấp à. Vậy chờ đống cặn bã, có ích lợi gì? Hiện nay bọn họ nếu là thật vừa động thủ một cái, bọn họ tin tưởng, cái này nhóc rác rưởi, khẳng định tất nhiên là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Như vậy dễ hiểu đạo lý, tại sao hắn chính là không nghĩ ra, không hiểu đâu. Trong lòng càng như vậy suy nghĩ. Vậy Lưu Kim Thiềm Thứ Vương cùng yêu liền càng không có biện pháp quản lý rõ ràng Trần Phi bây giờ cái này giống như là, nổi điên, cử động. Mà nhưng vào lúc này vậy Kim Thiềm động phó động chủ Tang Vinh cũng đã là bị Trần Phi cái này cực độ khinh thị cử động cho khí được kêu la như sấm,
trong lòng hiện ra vô biên lửa giận, sát ý nồng nặc trực tiếp là hướng Trần Phi phong tỏa. Nhóc rác rưởi, ta làm thịt ngươi. Vậy Tang Vinh cuồng nộ nói, cả người yêu khí trực tiếp là kinh khủng vọt lên, làm trong tay hắn vậy trung phẩm pháp khí búa sắt cũng là ở nơi này ngay tức thì cho thấy thân phận thật sự, thân thể đầy đủ, nhộn nhạo kim loại vậy sáng bóng, mạnh mẽ kinh người, hướng Trần Phi đầu đập xuống. Vậy cường đại uy thế chi hung mãnh, cho dù là Lưu Kim Thiềm Thử Vương cũng hơi làm ánh mắt run lên. Nếu như hắn không dùng tới trung phẩm pháp khí điện thoại, cái này Tang Vinh trạng thái bây giờ, sợ rằng đối với hắn đều có chút uy hiếp. Phải không, có bản lãnh ngươi không ngại thử một chút xem. Nghe vậy thấy vậy, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu bên trong thân thể như có mênh mông huyết khí ở gào thét, năm ngón tay chậm rãi nắm chặt, sau đó liền một quyền đánh ra. Phịch! Một quyền này là do cuồn cuộn tam dương chân hỏa ngọn lửa cháy mạnh bọc, dung chuyển đi ra ngoài, hàm chứa làm người ta khó tin uy mãnh thế, trực tiếp là đập nổ dọc đường đi qua không khí, người sau phát ra nhọn đè ép tiếng huýt sáo. Cảnh tượng kia đơn giản là giống như rơi xuống đất hủy diệt như sao rơi, hung hăng hướng về phía vậy tập kích bất ngờ mà đến to lớn búa sắt đụng vào. Ha ha, thằng nhóc này là tìm chết, lại dám lấy thân xác ngạnh hám trung phẩm pháp khí, hắn lấy là hắn là ai? T, cái này, điều này sao có thể? Mà ở thấy Trần Phi như vậy hoang đường, tìm chết cử động, vậy Kim Thiềm Động tám đại thiết vệ ở giữa một yêu trực tiếp là không nhịn được cười lạnh, vô cùng giễu cợt. Mọi người đều biết, bọn họ yêu tộc thân xác muốn hơn xa với cùng cấp loài người. Có thể coi là bọn họ, thậm chí bọn họ Kim Thiềm Động động chủ Lưu Kim Thiềm Thử Vương, cũng sợ rằng không dám ở hiện giờ tầng thứ này hạ, cùng vậy trung phẩm pháp khí cứng đối cứng. Có thể hắn lời nói này cùng ý niệm cũng còn không có ở trong miệng, trong lòng bật thốt lên nói xong, trước mắt tiếp theo phát sinh một màn nhưng trực tiếp là làm hắn ngay tức thì bạo xúc, khó tin kinh hô lên. Oanh! Bởi vì là chỉ gặp Trần Phi quyền kia đầu trùng trùng đụng nện ở vậy đón đầu cuộn sạch oanh xuống búa sắt phía trên, vậy mảnh không gian, trực tiếp là đột nhiên ở giữa làm hơi chậm lại, rồi sau đó thì có một cổ kinh khủng đợt khí ẩm ẩm hướng bốn phương tung lái. Đáng động vang trời. Mà ở tầng kia tầng khủng bố đợt khí trong, vậy Tang Vinh trong tay trung phẩm pháp khí cấp bậc búa sắt, lại là bị đánh bay ra ngoài. Như vậy cảnh tượng trực tiếp là làm Lưu Kim Thiềm Thử Vương cùng trái tim người mãnh liệt nhảy lên. Mặt đầy tất cả đều là không tưởng tượng nổi vẻ. Đến khi vậy đợt khí tản đi, bọn họ tim đập tốc độ còn lại là cuồng liệt, bởi vì là bọn họ lại có thể thấy, Trần Phi đang hoàn hảo không hao tổn đứng ở đụng nhau đất ngay chính giữa, liền vạt áo cũng không có loạn, gắng gượng bằng vào thân xác liền lại có thể đem vậy trung phẩm pháp khí búa sắt đánh bay. Cái này, điều này sao có thể? Sau đó liền có một đạo sợ hãi hoảng sợ tiếng hô cao dương đứng lên. Nhưng là vậy Tang Vinh mặt đầy rung động cùng vẻ kinh hãi, giống như nằm mơ, căn bản cũng không có biện pháp tin tưởng trước mắt một màn này là thật. Tổng, luôn không khả năng vậy nhóc rác rưởi chỉ là thân xác cũng đã đủ để sánh bằng trung phẩm pháp khí chứ. Hắn ma, hắn thật chẳng lẽ là một khoác da người quái vật sao? Nói hết rồi, động thủ trước phải suy nghĩ kỹ, có một số việc một khi bắn cung liền mũi tên không quay đầu lại. Trần Phi hơi nhếch lên khóe miệng lạnh lùng nói, trong lòng đối với hắn hiện nay thân xác rất hài lòng. Như vậy nhìn như, hắn chỉ là dùng quả đấm là có thể đem trước mắt những người này cho đập thành nhân bánh chứ. Nha không đúng, vậy Lưu Kim Thiềm Thử Vương giống như là một duy nhất ngoại lệ. Trung phẩm pháp khí tuy mạnh, nhưng đối với một yêu thú cấp 1-2 trung kỳ đỉnh cấp cao thủ mà nói, vẫn là không có tưởng tượng như vậy lợi hại, bất quá cái này cũng đủ rồi, không phải sao. Dẫu sao hắn cũng không phải là chỉ có thân xác cái này hạng nhất thủ đoạn à. Nghe nói như vậy, vậy Tang Vinh trực tiếp là ngay tức thì sắc mặt lúc trắng lúc xanh, vậy hiện lên lục quang u sâm trong con ngươi, có kinh hãi, chấn động, có thể cũng có giận dữ vẻ. Bởi vì là mặc dù hắn bây giờ đã biết, bằng một mình hắn, chỉ sợ không phải Trần Phi địch thủ, nhưng vấn đề là bọn họ là một người phải không? Cái này nhóc rác rưởi thật lấy là hắn có thể lật được bàn sao? Không khỏi có chút quá ngây thơ rồi đi, tìm chết đồ. Động chủ đại nhân, chúng ta vừa động thủ một cái đi. Sau đó liền gặp hắn lời nói lạnh lẽo nói. Oanh, oanh, oanh. Một khắc sau ngay tức thì nhất thời liền có một đạo kinh khủng yêu khí vọt lên, xuất xứ từ vậy Kim Thiềm Động tám đại thiết vệ, sát khí như nước thủy triều, uy mãnh đầy trời. Cách đó không xa, vậy Lưu Kim Thiềm Thử Vương sắc mặt phiền muộn cực kỳ, bởi vì là hắn tuyệt đối không nghĩ tới.
Trần Phi chỉ dựa vào như vậy rác dưới cảnh giới tu vi, lại có thể đem mình thân xác cường độ rèn luyện tới có thể so với trung phẩm pháp khí trình độ, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa coi như là chính hắn, đường đường yêu thú cấp 2 trung kỳ đỉnh cấp kim thiềm động đứng đầu, bằng một mình hắn, chỉ sợ cũng là không làm gì được đối phương. Mà điều này cũng làm cho trong lòng của hắn manh sinh ra kịch liệt khủng hoảng cùng uy hiếp. Như vậy đổi tai tiểu tử, không hổ là trải qua trong truyền thuyết liền bọn họ nghe cũng chưa có nghe nói qua tầng 4 linh khí lôi kiếp tẩy rửa. Bực này thiên phú cùng tiềm lực, thật sự là quá kinh người, quá đáng sợ à. Nghĩ đến đây, hắn lúc này trong lòng rốt cuộc lại cũng không có biện pháp cố kỵ cái gì cẩn thận, cẩn thận. Chỉ gặp mắt thần chặt chẽ nhìn chằm chằm Trần Phi, cùng lúc đó còn vung tay lên một cái, một cổ như có như không sát ý lạnh như băng, bắt đầu từ hắn cặp kia hiện lên lục quang u sâm trong con ngươi, mãnh liệt hiện ra. Cho ta nhất khởi động. Còn không cùng hắn cuối cùng cái đó, tay, chữ nói xong, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng đã ánh mắt đột nhiên đổi được lăng liệt đứng lên, cướp trước một bước động thủ, trong tay nắm chặt. Vậy đầy trời 36 đạo tam dương chân hỏa kiếm khí liền tựa như là ngọn lửa mưa sao rơi vậy, điên cuồng kinh khủng bạo bắn ra, nhắm vậy gần trong gang tấc kim thiềm động phó động chủ Tàng Vinh. Các người có phải hay không quá đem ta làm là trái hồng mềm, lấy là rất tốt nặn. Trần Phi ánh mắt lạnh như băng, nhàn nhạt nói. Vèo, vèo. Cùng lúc đó, vậy đầy trời tràn ngập khủng bố ngọn lửa năng lượng cùng với kinh người kiếm khí tam dương chân hỏa kiếm khí vậy hình như là ở nơi này ngay tức thì điên rồi. Chỉ gặp vậy từng đạo hừng hực thiêu đốt ngọn lửa lợi kiếm giống như là dương cung đầy tháng bay mũi tên, đột nhiên ở giữa từ ngày đó không trung bạo rủ xuống đi ra ngoài, viết không cách nào hình dung khí tức kinh khủng, trực tiếp là bao phủ vậy kim thiềm động phó động chủ Tàng Vinh tất cả khu vực. Liền tất cả có thể né tránh, lui về phía sau khu vực tất cả đều là. T. Động chủ đại nhân mau cứu ta. Mắt thấy vậy đầy trời ngọn lửa kinh khủng lợi kiếm mưa tên dắt thế dễ như bỡn hướng mình cuốn tới, cảm nhận được cái loại đó căn bản không biện pháp ngăn cản, giống như áp lực hít thở không thông, vậy Tàng Vinh rốt cục thì vào lúc này sắc mặt ngay tức thì liền biến, đổi được tái nhợt, ngược lại hít một hơi khí lạnh, liều mạng hướng vậy Lưu Kim Thiềm Thử Vương cầu cứu điên cuồng hét lên. Bởi vì là hắn hiện vào lúc này đã có thể cảm giác đạt được, nếu là không có người giúp hắn mà nói, sợ rằng chờ lát nữa cùng vậy đầy trời ngọn lửa kinh khủng lợi kiếm mưa tên rơi xuống, hắn thì thật khẳng định chết chắc. Đáng chết à, tại sao vậy nhóc rác rưởi sẽ như thế lợi hại, như thế mạnh mẽ? Hắn không phải cũng chỉ có luyện khí tầng 6 đỉnh cấp, nhưng bây giờ cái này, điều này sao có thể à? Mà ở từ đàng xa cảm nhận được vậy đầy trời tam dương chân hỏa kiếm khí uy thế, may là vậy yêu thú cấp 2 trung kỳ đỉnh cấp Lưu Kim Thiềm Thử Vương cũng là ngay tức thì hơi biến sắc mặt một chút, kinh nghi một tiếng, chợt mới gặp lại hắn thở một hơi thật dài, vậy hiện lên xanh u sâm trong con người ánh sáng vần quanh. Vèo. Một khắc sau, liền gặp tia sáng kia vòng quanh hiện lên xanh lá u sâm trong con người lại chợt bỗng bắn ra một đạo bất quá tấc rất nhiều tả hữu lẫm liệt màu đen hỗn loạn ánh sáng. Lại cẩn thận xem vậy lẫm liệt màu đen hỗn loạn ánh sáng. Mới nhìn rõ đó lại là một đạo phán đoán đầu mũi tên một loại bảo vật. Uy thế vô cùng là kinh người, hắn tản mát ra hơi thở lại trong phảng phất so Trần Phi huyền thạch kính cũng mạnh hơn ra một đường. Phịch, màu đen kia phán đoán đầu mũi tên cùng đầy trời tam dương chân hỏa kiếm khí mưa ngạnh hám, nhất thời bộc phát ra đồ sộ thanh, hai người đều là ở đồng thời ở giữa về phía sau mãnh liệt thối lui. Hừ, bất quá. Sau đó khi đó ở giữa chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại một lần khí huyết phiên trào hừ một tiếng, sắc mặt trong thời gian ngắn nhìn như có chút không bình thường đỏ lên. Mà màu đen kia phán đoán đầu mũi tên cũng đã lại lần nữa trở lại Lưu Kim Thiềm Thử Vương trước mặt, hiện lên u quang, tản ra làm người sợ hãi hơi thở. Vật này ngược lại là một bảo bối tốt à. Trần Phi ngẩng đầu lên, hướng vậy bây giờ lúc này đang trôi lơ lửng ở Lưu Kim Thiềm Thử Vương trước mặt màu đen phán đoán đầu mũi tên liếc mấy lần. Có chút cảm thán lắc đầu một cái, cười nói. Vật kia hẳn là đã tàn phá hư, bất quá, tàn tạ thành như vậy, chỉ còn lại một cái phán đoán đầu mũi tên, cũng vẫn còn có bực này trung phẩm pháp khí cao cấp lực lượng. Xem ra thứ này đời trước coi như có chút lai lịch à. Coi như là thức hải bên trong trận kinh không lúc này cũng có chút hơi giật mình nói. Cũng tàn tạ thành như vậy, lại còn có thể còn lại trung phẩm pháp khí cao cấp lực lượng. Vậy sợ rằng vật này đời trước tối thiểu phải hơn là thượng phẩm pháp khí cao cấp, thậm chí pháp bảo cái loại đó cấp bậc, mới có thể làm được. Nghe vậy, Trần Phi không nói gì,
mà là sắc mặt bình thản nhìn chỗ xa kia sắc mặt đã có chút khó khăn xem cùng phiền muộn Lưu Kim Thiềm Thứ Vương, cười nhạt nói, bên cạnh xem cuộc vui xem đủ rồi. Rốt cuộc không nhìn được nghĩ hướng ta ra tay sao? Hiển nhiên, đối với đối phương loại này cử động hắn căn bản cũng không sao bất ngờ. Thằng nhóc, có chút thời điểm quá hùng hổ dọa người có thể không tốt lắm. Cách đó không xa, vậy Lưu Kim Thiềm Thứ Vương lạnh như băng nhìn Trần Phi, nói. Hùng hổ dọa người, có ý tứ à? Trần Phi nghe vậy, không khỏi cười lên, mặt đầy đều là vẻ trào phúng, nói, vậy theo ngươi ý của lời này, ta bây giờ là không phải hẳn đứng ở nơi này từ buộc hai tay, để cho các người giết, mới tính hợp tình hợp lý. Chẳng lẽ ngươi chỗ này là có chút vậy cái gì? Trần Phi đưa ngón tay ra chỉ đầu mình. Ngươi! Nghe được Trần Phi như vậy giễu cợt, vậy Lưu Kim Thiềm Thứ Vương sắc mặt đột nhiên vừa kéo, lau một cái nồng nặc tức giận xông lên hắn vậy dữ tợn, xấu xí con cóc gương mặt. Chợt lại gặp hắn thở một hơi thật dài, nhìn Trần Phi lạnh lùng nói, thằng nhóc, ta thừa nhận ngươi có lẽ đích xác là một hiếm thấy cao cấp thiên tài, nhưng mà, vậy thì thế nào? Ngày hôm nay, đến bây giờ ngươi cảm thấy chính ngươi sẽ vẫn có thể lật bàn sao? Hoặc là nói ngươi thật lấy là chính ngươi có thể so sánh luyện khí tầng 9 cường giả còn lợi hại hơn. Ha ha! Nói xong lời cuối cùng, liền chính hắn cũng không nhịn được ha ha cười lạnh. Bọn họ ngày hôm nay loại này đội hình, coi như là loài người vậy cái gọi là luyện khí tầng 9 động chủ cấp cường giả tới, nói không được cũng được lật thuyền trong mương, huống chi bây giờ trước mắt hắn loài người này nhóc xác rửa chân thực cảnh giới tu vi mới nhiều ít à. Luyện khí tầng 6 đỉnh cấp. Cái loại đó rác dưới cảnh giới coi là cái gì hà? Luyện khí tầng 9 cường giả. Nghe vậy, Trần Phi yên lặng hồi lâu, đến cuối cùng vì vậy chậm rãi lắc đầu một cái, nhìn vậy mặt đầy nắm chắc phần thắng cùng cười lạnh Lưu Kim Thiềm Thứ Vương, nhẹ giọng nói, ta bây giờ so không hơn được luyện khí tầng 9 cường giả, chính ta cũng không biết, bất quá, bọn ngươi những mặt hàng này muốn giết ta, vậy thì xem các người rốt cuộc có hay không khả năng này đi. Thanh âm này tuy nhẹ, vẫn còn là giống như bình để sấm mùa xuân vậy, dẫn được vậy Lưu Kim Thiềm Thứ Vương các người trong lòng khó hiểu rung động. Cái này nhóc xác rưởi, chẳng lẽ còn thật muốn lấy sức một mình, chống lại bọn họ nhiều như vậy yêu, tất cả lực lượng. Cái này nhóc xác rưởi đến tột cùng là đem chính hắn làm là cái gì? Vẫn là nói, xem thường bọn họ, phải không? Nghĩ đến đây, vậy tính cách nóng nảy Tàng Vinh Thủ không nhìn được trước ánh mắt xâm nhiên phong tỏa ở Trần Phi trên mình. Lạnh như băng quát mắng, thật là một cuồng vọng đồ. Ngươi là muốn lấy sức một mình, khiêu khích chúng ta Kim Thiềm động tất cả mọi người. Ngươi xứng sao? Vậy ngươi lại là thứ gì? Bại tướng dưới tay, rác dưới vậy mặt hàng. Chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu miệng đã rất lâu cũng không có độc như vậy, nhìn vậy Tàng Vinh, thờ ơ nói. Ngươi nói gì? Vậy người sau nghe vậy trực tiếp là sắc mặt cuồng nộ, mí mắt điên cuồng co quắp, hốc mắt đỏ lên, giống như là bị cực lớn làm nhục. Vậy nhìn về Trần Phi ánh mắt, nhất định chính là giống như muốn đem ngàn đao lăng trì, một đao đao đem thịt cắt mảnh xuống như nhau. Dù sao lấy hắn Tàng Vinh ở nơi này ưng giản hạp cánh bắc bên trong khu vực thân phận và địa vị, cho dù không phải cao cấp nhất, nhưng cũng là nhất lưu, chưa từng có người dám cùng hắn nói như vậy nói. Có thể càng làm hắn cảm giác nhục nhã là, cho dù Trần Phi như vậy giễu cợt với hắn, nhưng lại vẫn là không có biện pháp làm ra bất kỳ một chút đáp lại, đánh lại. Bởi vì là trước kia giao phong đã chứng minh, Trần Phi thực lực, hơn xa với hắn, thậm chí còn có năng lực đem hắn giết chết. Được rồi, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Cùng chung động thủ đi, để tránh đêm dài lắm mộng, cái này nhóc xác rưởi không thể lưu. Sau đó liền gặp vậy Lưu Kim Thiềm Thứ Vương phiền muộn nghiêm mặt, âm trầm nói. Lấy hắn thân phận cùng tầng thứ, bây giờ lại có thể thật luân lạc tới lấy nhiều ăn hiếp ít, ỷ lớn hiếp nhỏ đến nước. Đây đối với hắn mà nói, trong lòng vẫn là cảm giác có chút làm nhục. Nhưng mà, hãy cùng hắn tự nói như nhau, cái này nhóc xác rưởi tuyệt không thể lưu, nếu không, vô cùng hậu hoạn. Lệ, mà đang ở thanh âm hắn rơi xuống ngay tức thì, chỉ gặp vậy kinh khủng kia yêu khí liền từ trong cơ thể hắn kinh người cuộn sạch ra, cuốn lên trời cao, uy thế khiếp người, làm người ta nghẹt thở. Kinh khủng hơn là màu đen kia phán đoán đầu mũi tên vậy vào lúc này hiện ra u quang. Kim loại sáng bóng vây quanh, tản ra làm run sợ lòng người chập chờn, vững vàng tập trung vào Trần Phi. Vậy do hai người hợp hai là một khủng bố cảm giác bị áp bách, tựa như là gió bão vậy, từ vậy Lưu Kim Thiềm Thứ Vương bên trong thân thể đã tới đứng thân ở mảnh khu vực kia trong bùng nổ, khuếch tán ra, nhất thời,
chung quanh đây ít nhất hơn 100 gạo trong phạm vi cũng ở vào loại này kinh người chèn ép trong, làm người ta phát ra từ đáy lòng cảm thấy run rẩy, cùng nghẹt thở. Thấy tình cảnh này, cảm nhận được mình động chủ cái này lực lượng kinh khủng uy thế, vậy Tàng Vinh vậy hình như là tìm về lòng tin gì, uy nghiêm ha ha cười lên, sau đó cũng là không chút do dự thúc dục trong cơ thể yêu khí, khủng bố đầy trời, hăng hái vọt lên, vững vàng đem chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu thanh âm cho phong tỏa đứng lên. Nhóc rác rưởi, lần này ta xem ngươi lấy cái gì lật bàn. Lấy cái gì chạy, vậy Tàng Vinh đôi mắt thâm độc nhìn chằm chằm Trần Phi, uy nghiêm nói. Cùng lúc đó, vậy kim thiềm động tám đại thiết vệ vậy bắt đầu động, bóng người như quỷ mị vậy nhanh chóng bay vút đến Trần Phi chung quanh, đem vậy 365 độ góc chết, bát phương xó xỉnh trực tiếp là nghiêm nghiêm thật thật lấp kín. Sau đó vậy tám đại thiết vệ mặt không cảm giác ở giữa, trực tiếp là có một loại cổ quái vận luật lại đem bọn họ lúc này sau lưng lay động linh khí, tất cả đều chậm rãi liên hệ tới nhau, mơ hồ ở giữa, dưới chân bọn họ phảng phất là có một đạo to lớn vòng tròn ánh sáng nếu có nhược hiện. Trận pháp. Không sai, đây chính là một loại trận pháp. Bọn họ tám đại thiết vệ lấy ra như vậy một bộ đè đáy dương thủ đoạn, hợp kích trận pháp sau đó, chỉ sợ cũng coi như là Tàng Vinh vậy trở tay cầm trung phẩm pháp khí cấp 2 trung kỳ yêu thú cũng phải cẩn thận. Mà bây giờ, bọn họ lại là đem cái này các thủ đoạn dùng để vây công Trần Phi một người. Như vậy cảnh tượng dưới, Lưu Kim Thiềm Thứ Vương bọn họ tất cả yêu đều thật vừa động thủ một cái, vậy chờ khủng bố yêu khí chèn ép, thật là làm người ta phát ra từ nội tâm cảm thấy hoảng sợ. Mà ở như vậy khủng bố uy thế vây công dưới, cho dù là một ít luyện khí tầng 9 cường giả, vậy sợ rằng sẽ sợ hãi. Mà bây giờ, Trần Phi hắn, vậy nhóc rác rưởi, coi như sau đó một khắc, làm vậy Lưu Kim Thiềm Thứ Vương ngẩng đầu, muốn hưởng thụ vậy từ vậy Trần Phi trên mặt thấy khủng hoảng hoặc là sợ hãi diễn cảm, nhưng sau đó chợt con ngươi lại bạo co lên tới. Bởi vì là, hắn lại có thể thấy được Trần Phi lại đang cười. Không sai, vậy nhóc rác rưởi rốt cuộc lại cười nữa, hắn rốt cuộc đang cười cái gì? Chẳng lẽ hắn thật còn ngây thơ lấy là, như vậy dưới cục diện, hắn vẫn có thể lật bàn. Nằm mơ sao? Cái này nhóc rác rưởi đem chính hắn làm cái gì liền à? Nhóc rác rưởi, người rốt cuộc đang cười cái gì? Vậy Lưu Kim Thiềm Thứ Vương ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Trần Phi trên mặt, ánh mắt như đao, chau mày, trong lòng đã có một cổ dự cảm bất tường đang dục dịch, mọc rễ nảy mầm đi ra. Nghe vậy, Trần Phi ngẩng đầu lên, khóe miệng hơi câu cười lạnh nhìn vậy đối phương. Yên lặng hồi lâu, đột nhiên lắc đầu một cái, nói về, người thật lấy là ta là tạm thời đầu óc nóng lên, nguyện ý cùng các người ở nơi này chơi lâu như vậy, đem các người dẫn tới cái này người ở ít tới núi hoang dã lâm. Dẫn, người từ vừa mới bắt đầu liền phát hiện chúng ta, vậy Lưu Kim Thiềm Thứ Vương chợt trong mắt co giúp một cái, thần sắc băng hàn nhìn chăm chú Trần Phi. Nếu không thì sao, người cảm thấy chỉ bằng mấy người các ngươi. Thật có thể như vậy tùy tùy tiện tiện liền phát hiện ta. Trần Phi hơi mỉm cười nói. Vậy Lưu Kim Thiềm Thứ Vương nghe vậy con ngươi lại hung hãn co giúp một cái, một cổ bất an cùng khí lạnh phảng phất là từ sâu trong đáy lòng ngay tức thì điên cuồng hiện ra, nếu là đúng như vậy nhóc rác rưởi theo như lời, bọn họ mới là bị dẫn dụ vậy một phương, đây chẳng phải là. Vậy hãy để cho ngươi người giúp cửa đi ra đi, ta đây muốn xem, ở nơi này ưng giản hạp cánh bắc khu vực. Có ai dám mai phục ta Kim Thiềm Động, mai phục ta Lưu Kim Thiềm Thứ Vương? Chợt liền gặp vậy Lưu Kim Thiềm Thứ Vương sắc mặt âm u quá to, cùng lúc đó, linh thức điên cuồng ở chung quanh quét tra được tới. Có thể nghe nói, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu nhưng nhún vai một cái, cười nói, người giúp, ta thật giống như chưa nói ta có mang trợ thủ chứ. Yên tâm đi, ta cũng không cùng một ít mặt dày vô sỉ người như nhau. Không có người giúp. Nghe vậy Lưu Kim Thiềm Thứ Vương chợt ngẩn ra, rồi sau đó cặp mắt lạnh như băng, châm chọc nhìn về Trần Phi, khinh thường nói, không có người giúp ngươi còn dám một người một ngựa đem chúng ta dẫn đến nơi này. Mình cho tự chọn tốt nơi chôn cất. Ha ha, chỉ hoãn lâu như vậy thời gian, cuối cùng là làm xong à. Có thể chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại không trả lời lại hắn câu nói kia, mà phía sau sắc cổ quái ha ha cười lên. Rồi sau đó... Bất đồng vậy Lưu Kim Thiềm Thứ Vương cùng với Tàng Vinh, tám đại thiết vệ cùng yêu có phản ứng, liền gặp hắn đột nhiên hai tay tương hợp, một đạo ấn quyết bị đánh ra. Oanh! Ngay tại Trần Phi vậy ấn quyết đánh ra ngay tức thì, vậy Lưu Kim Thiềm Thứ Vương đột nhiên cảm giác rợn cả tóc gáy, vèo một tiếng nghiêng đầu,
liền phát hiện vậy Tàng Vinh còn có 8 đại thiết vệ dưới chân mặt, lại đột nhiên lại có khủng bố kinh người ngọn lửa tràn ngập bộc phát ra. Thậm chí mơ hồ ở giữa, ngọn lửa kia trong lại còn có loại khó có thể tưởng tượng trận pháp uy năng cuồng liệt dung chuyển. T, cái này, đây là cái gì? Trận pháp, chẳng lẽ hắn còn biết trận pháp sao? Điều này sao có thể? Vậy Tàng Vinh cùng với 8 đại thiết vệ cũng là ngay tức thì hoảng hốt, có chút khó tin nhìn trước mắt một màn này, trước mắt kinh hãi. Oanh! Ầm ầm long! Đi đôi với đinh tai nhức óc tiếng ầm ầm vang lên, dưới chân bọn họ đất đai trực tiếp là nứt ra, ngọn lửa cuồn cuộn xông ra, tràn ngập đất đai, vô số đạo lớn bằng ngón cái diễm quang lẫn nhau giao hội, tản mát ra nhiệt độ kinh khủng, cùng với làm người ra đầu tê dại đáng sợ kiếm khí, hình thành hai tòa trận pháp cường đại. Mà ở đó hai tòa trong đại trận, hai cái ngọn lửa chăn lớn nhanh chóng thành hình, chiếm cứ bây giờ, lại là có kinh khủng trận pháp linh khí chập chờn điên tràn ra. Mà lúc này vậy Tàng Vinh còn có 8 đại thiết vệ, chính là đã bị vậy hai đại trận pháp hoàn toàn bao phủ đi vào. Rào rào, bất thình lình một màn, trực tiếp là làm vậy Lưu Kim Thiềm Thử Vương không nhịn được sắc mặt kinh hãi phát ra xôn xao thanh. Trận pháp, ngươi lại có thể còn biết trận pháp. Hắn thật là không dám tin. Nguyên lai người trước cố ý và chúng ta kéo thời gian dài như vậy, chính là vì âm thầm bố trí ra cái này hai tòa trận pháp. Đem Tàng Vinh còn có ta Kim Thiềm Động 8 đại thiết vệ vây khốn. Sau đó liền gặp hắn giống như là lầm bầm lầu bầu, hoặc như là đang chất vấn Trần Phi. Vậy hiện lên xanh lá u sâm con ngươi chăm chú nhìn Trần Phi, hỏi. Ngươi không đều đã đoán được sao? Còn hỏi nhiều như vậy làm gì? Nghe vậy. Trần Phi cười nói, nguyên lai hắn trước sở dĩ theo như đối phương nói nhảm như thế nửa ngày, thật ra thì chính là vì âm thầm đem vậy hai tòa trận pháp cho bố trí tới, tốt trước đem Tàng Vinh cùng yêu vây khốn nói sau. Nếu không, coi như là lực lượng bây giờ của hắn, lấy quả địch nhiều người, cưỡng ép và đối phương nhiều người như vậy đối với, vậy vẫn là có chút khó giải quyết cùng phiền toái. Mà bây giờ, tình huống liền tự nhiên đã tốt hơn rất nhiều. Nghe vậy. Vậy Lưu Kim Thiềm Thứ Vương trực tiếp là không nói, chỉ có vậy xấu xí trên khuôn mặt hoàn toàn vẻ hoảng sợ, chứng minh hết thảy. Cái này nhỏ tạp, thằng nhóc này không khỏi có chút quá đáng sợ, lại đem bọn họ đùa bỡn xoay quanh, ban đầu liền đem bọn họ hoàn toàn thiết kế xong. Cái này các thủ đoạn cùng tâm trí, còn có biểu diễn kỹ xảo, thật cũng coi là hơi có mấy phần lão gian cự hoạt à. Đáng chết à, lần này thật là xung động khinh thường à. Không chỉ là linh khí tẩy rửa, bây giờ còn lại có thể lại nhô ra một trận pháp sư thân phận, cái này đổi tai tiểu tử đến tột cùng là từ địa phương nào nhô ra. Ta xem trận pháp này cường độ, ít nhất là đạt tới người trận tầng 3 chứ. Vậy Lưu Kim Thiềm Thứ Vương trong lòng rất là kinh hãi cùng chấn động. Người thường ở tuổi tác như vậy, đừng nói là tầng 4 linh khí lôi kiếp tẩy rửa, cái loại đó hoàn toàn hắn nghe cũng chưa nghe nói qua đồ, liền nói người này trận tầng 3 trận pháp sư thân phận. Có thể đạt tới, cũng đã là cũng coi là ngạo thị cùng lứa thiên kiêu. Và luyện đan sư hoặc là đan dược cấp bậc phân chia bất đồng. Trận pháp sư khác vẽ ra trận pháp, dựa theo uy năng, cấp bậc mạnh yếu bị phân làm người trận tầng 9, trận lục trọng, cùng với thiên trận tầng 3. Mà ở nơi này trong, người trận tầng 9 là phân biệt đối ứng luyện khí, trúc cơ chân nhân hai đại cảnh giới. Người trước trận tầng 5 đối ứng luyện khí cảnh, người trận sau tầng 4 đối ứng trúc cơ chân nhân cảnh. Mà người trận tầng 3 thì tương đương với mới vào luyện khí hậu kỳ tả hữu trình độ, có thể vây khốn hoặc là đánh chết luyện khí tầng 8 người hai bên loại tu sĩ. Mà nếu là người trận tầng 4 trận pháp nói, đây cũng là có tư cách khiêu chiến luyện khí tầng 9 động chủ cấp cường giả. Mà người nọ trận tầng 5, thì hiển nhiên lực lượng lại là khoa trương, trên căn bản trúc cơ chân nhân cảnh trở xuống, không mấy người có thể đem dung chuyển. Mà bây giờ tiểu tạp chủng này đâu? Nhưng lại là đồng thời hai người cũng đạt tới, đây tột cùng là cần bực nào thiên tư cùng chó ép vận, mới có thể làm được. Lưu Kim Thiềm Thứ Vương không dám nghĩ, lại không dám đem loại người này thả hổ về rừng, nếu không, hắn đem vô cùng hậu hoạn. Coi như người bây giờ vây khốn ta Kim Thiềm Động phó động chủ, còn có 8 đại thiết vệ, nhưng mà lấy bọn họ thực lực, người này trận tầng 3 trận pháp sợ rằng mệt không liền bọn họ bao lâu. Đến khi bọn họ phá trận ra, người vẫn là chỉ có một con đường chết. Sau đó, vậy Lưu Kim Thiềm Thứ Vương lạnh như băng nói. Quả thật, người trận tầng 3 trận pháp đích xác không có biện pháp đem bọn họ hoàn toàn vây khốn, hoặc là giết chết, nhưng là... Nói đến đây Trần Phi hơi dừng lại một chút,
sau đó liền gặp một mặt mỉm cười nhìn vậy Lưu Kim Thiềm Thử Vương, chậm rãi nói, nhưng là, cái này không đơn giản sao? Ta chỉ cần dám ở bọn họ phá trận ra trước, đem ngươi giết chết, vậy không liền xong chuyện sao? Đem ta giết chết. Nghe vậy vậy Lưu Kim Thiềm Thử Vương chợt con ngươi co giúp một cái. Chợt âm hàn cười nói, ai, quả nhiên à, giống như ngươi như vậy nhóc xác rưởi vậy đều điên. Ta thừa nhận ta bây giờ là có chút hối hận, nếu là sớm biết sẽ diễn biến thành ngày hôm nay loại cục diện này, ta đến lượt. Sớm đem ngươi làm thịt. Ông, ngay tại hắn tiếng nói vừa dứt, chỉ gặp vậy đầy trời kinh khủng yêu khí trực tiếp là biến thành một đạo trăng lưỡi liềm, xanh sẫm tối mở một mảnh, tản ra vừa dày vừa nặng hôi thối hơi thở, từ vậy Lưu Kim Thiềm Thử Vương trong miệng trực tiếp là hướng Trần Phi nổ bắn ra tới, mang theo cuốn ý định giết người. Rất khủng bố. Thấy tình cảnh này Trần Phi cũng là ánh mắt tinh mang chớp mắt, vậy cường hãn huyết khí, toàn bộ hội tụ đến nắm đấm của hắn trong, một quyền đánh ra, trực tiếp là đem vậy tản ra hôi thối khủng bố yêu khí trăng lưỡi liềm cho đánh nát. Không chỉ có như vậy, hắn cũng sẽ không nói nhảm, một khắc sau liền gặp trong cơ thể Tam Dương Chân Hỏa kiếm khí lại lần nữa làm người ta hoảng sợ xông ra, tràn ngập vân không, nhiệt độ làm người ta cảm thấy nghẹt thở, kiếm khí kia sắc bén. Sau đó trong nháy mắt liền giống như là chiến tranh bay mũi tên mưa tên vậy hướng vậy Lưu Kim Thiềm Thử Vương kinh khủng rơi xuống đi, uy thế vô biên chi hung mãnh. Cái gì? Vậy Lưu Kim Thiềm Thử Vương sắc mặt ngay tức thì thay đổi, không nghĩ tới Trần Phi lại có thể một quyền đánh nát hắn công kích, càng không có nghĩ tới Trần Phi thủ đoạn này và kiếm khí thế công, lại có thể mạnh mẽ đến loại này, ước chừng chẳng qua là trong một cái chớp mắt này, thì có loại làm hắn cảm giác hít thở không thông xuất hiện. Thật là không có biện pháp tin tưởng. Thẳng đến lúc này, hắn mới thật sự ý thức được, nguyên trước khi tới Trần Phi cùng Tàng Vinh đối thủ lúc này lại có thể cũng còn chưa dùng tới toàn lực, khi đó là ở tê liệt bọn họ. Loại này mưu tính cùng thủ đoạn thật là quá làm người ta cảm thấy sợ. Coi như người có thể có loại này thực lực, có thể ta Lưu Kim Thiềm Thử Vương lại là ăn chay. Cho ta chết, nhưng sau đó liền gặp mắt thần trầm xuống. Cả người trên dưới kinh khủng yêu khí hoàn toàn rơi vào màu đen kia phán đoán đầu mũi tên chính giữa, khí thế kinh người gào thét nói. Cái này đủ để có thể so với trung phẩm pháp khí cao cấp màu đen phán đoán đầu mũi tên mới là hắn Lưu Kim Thiềm Thử Vương chân chính lá bài tẩy, cùng sức. Dùng vật này, hắn từng để cho một tôn luyện khí tầng 9 động chủ cấp cường giả cũng cắt mất một cánh tay, cho nên hắn không thể, Trần Phi tiểu tạp chủng này có thể đỡ nổi. Ngay tại hắn vừa dứt lời. Màu đen kia phán đoán đầu mũi tên liền tựa như là bổ sung năng lượng song đáng sợ màu đen vẫn thạch vậy, ở đó giữa không trung hóa là một đạo bay nhanh ánh sáng hướng Trần Phi ám sát đi, vô cùng hung mãnh, vô cùng mãnh liệt, vậy trợ uy thế thậm chí chỉ sợ cũng liền luyện khí tầng 9 cường giả thấy cũng được nhà kho hoảng hốt chạy trốn. Quả thật đáng sợ. Cẩn thận một chút, lấy người bây giờ thân xác cường độ có thể không có biện pháp ngăn trở mũi tên kia đầu một chút, hơn nữa. Ta cảm giác vật kia phía trên thật giống như còn có chút vật đáng ghét. Thức hải bên trong, Trận Kinh không có chút sắc mặt hơi chăm chú nhắc nhở. Bởi vì là ở màu đen kia phán đoán trên đầu tên mặt, lúc này hắn lại cảm thấy dày đặc đến làm người ra đầu tê dại thi khí. Xem ra mũi tên này đầu hẳn là từ lòng đất trong mộ bị người đào đi ra ngoài, không biết ở đâu cái kinh khủng lớn mộ trong bị u ám thi khí xâm nhiễm liền nhiều ít năm. Mà loại đồ vật này nếu là một khi ô nhiễm đến trên mình, vấn đề nhưng chính là thật lớn. Cho nên nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận mới được. Vật đáng ghét, là thi khí đi, yên tâm đi, đây chính là ta không sợ nhất đồ. Có thể nghe nói chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu khóe miệng nhưng buộc vòng quanh nụ cười. Chợt liền gặp trong cơ thể hắn tiên môn công pháp tọa vong kinh vận chuyển, lau một cái nhu ánh sáng màu trắng, trực tiếp là từ hắn bên trong thân thể xuất hiện. Cái này vậy là cái gì đồ? Làm vậy nhu ánh sáng màu trắng xuất hiện sau đó, Trận Kinh không lại quỷ dị phát hiện, vậy quanh quẩn ở giữa không trung Tam Dương Chân Hỏa kiếm khí lại có thể hơi thở khó hiểu đổi được càng thêm lợi hại. Nghe vậy Trần Phi không có trả lời, bởi vì là hắn luôn không khả năng nói đây mới là hắn chủ tu công pháp chứ. Nếu là thật nói như vậy, coi như là Trận Kinh không sợ rằng cũng phải bị hù lăng thật lâu. Dẫu sao ở hắn trong mắt. Tam Dương kiếm điển cái loại đó luyện khí cảnh công pháp cũng đã là rất hiếm thấy, rất lợi hại, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ cái này Tam Dương kiếm điển bất quá là hắn phụ tu công pháp mà thôi, mà tọa vong kinh, đó mới là hắn nội tình và căn cơ sở tại. Oanh! Ầm ầm long!
Từ vậy nhu ánh sáng màu trắng trong đạt được lực lượng gia trì tam dương chân hỏa kiếm khí lại lần nữa hướng vậy lưu kim thiềm thứ vương hủy diệt vậy cuộn sạch đi, đầy trời khủng bố nhiệt độ cao. Mà ở nơi này cùng lúc đó, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại còn thân hình một lần, sau đó trực tiếp bóng người nhảy lên, một cái tát hung hăng hướng vậy tới đánh màu đen phán đoán đầu mũi tên quạt tới. Một màn này trực tiếp là làm thức hải bên trong trận kinh không ngây ngẩn, không khỏi lo lắng nói, ngươi làm gì? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Có thể hắn lời nói này cũng vẫn chưa nói hết, hắn cặp mắt nhưng đột nhiên co rúm một cái, giống như là gặp được cái gì chuyện không thể tưởng tượng nổi. Sau đó liền gặp vậy Trần Phi bàn tay lại có thể thật hung hăng phiến đến màu đen kia phán đoán trên đầu tên mặt, máu tươi vẩy ra, nhuộm đỏ bầu trời mênh mông, ánh sáng trắng hỗn loạn. Vậy vây quanh ở đoạn trên đầu tên mặt thi khí nhưng thật giống như là đụng phải khắc tinh vậy, trong nháy mắt run rẩy, điên cuồng, nhanh chóng rút về mũi tên thể bên trong. Mà chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu mặc dù vì vậy bị thương, hơn nữa còn là bàn tay kia trực tiếp là đoạn đầu mũi tên sắc bén tột đỉnh cho xuyên thủng ra một cái lỗ thủng. Nhưng vấn đề là, vậy phán đoán đầu mũi tên hiện nay nhất bản lãnh lợi hại, kinh khủng kia thi khí, cũng đã là trực tiếp mất hiệu lực. Vèo! Cho ta đàng hoàng tới đây. Sau đó liền gặp chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cặp mắt tinh mang chớp mắt, hét lớn một tiếng, lại trực tiếp vung tay lên, màu ngà linh quang lăn, sau đó lại là trực tiếp đem vậy phán đoán đầu mũi tên cho đoạt lại. Mà ở thấy một màn này vậy Lưu Kim Thiềm Thứ Vương dĩ nhiên là ngay tức thì nán lại, rồi sau đó mất khống chế, kinh giận lên. Nhóc rác rưởi ngươi dám, còn ta bảo vật, hắn giận dữ hét, cả người yêu khí đầy trời, đã mất khống chế. Ta trả lại ngươi một cái mạng muốn không muốn, mà chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lúc này vậy bởi vì là đổ máu, mà có chút nói chuyện hung ác đứng lên. Vậy gương mặt mang nồng đậm kiệt như vậy cùng lạnh như băng, đi theo trực tiếp lại lần nữa động thủ. Cho ta chết. Không gặp vậy Lưu Kim Thiềm Thứ Vương có trả lời công phu, vậy đầy trời 36 đạo tam dương chân hỏa kiếm khí cũng đã là khoách tán ra, khủng bố nhiệt độ cao hướng trên mặt đất Lưu Kim Thiềm Thứ Vương hung hăng đấu đá, nghiền ép xuống. Cái loại đó uy thế thật là đủ để được gọi làm là hoảng sợ, chân thực thật lợi hại. Cho dù là luyện khí tầng 9 cường giả đích thân tới sợ rằng cũng được ngay tức thì sợ hãi, ra đầu tê dại. Mà vậy Lưu Kim Thiềm Thứ Vương bây giờ ngày đầu thật ra thì cũng chỉ là yêu thú cấp 1-2 trung kỳ đỉnh cấp, tương đương với loài người tu sĩ luyện khí tầng 8 đỉnh cấp hơi mạnh một ít. Hơn nữa hiện vào lúc này hắn liền mình cường đại nhất lá bài tẩy, vậy đủ để sánh bằng trung phẩm pháp khí cao cấp màu đen phán đoán đầu mũi tên đều bị đoạt, vẫn có thể lấy cái gì để ngăn cản. Làm sao có thể chống đỡ được? Oanh! Sau đó liền gặp vậy đầy trời tam dương chân hỏa kiếm khí giống như là ngọn lửa tai nạn vậy rơi xuống, ở đó Lưu Kim Thiềm Thứ Vương tái nhợt, ánh mắt tuyệt vọng trong, trực tiếp là đem triệt để, hoàn toàn cũng cho che mất. Sau một đạo kinh khủng nổ bị chê. Vậy nổ uy năng cùng tình cảnh đơn giản là quá làm người ta rung động, tựa như là lưỡi đao giống vậy sóng trùng kích hướng bốn phương tám hướng cuộn sạch, đếm không hết chọc trời cổ mộc sụp đổ, đá lớn bị phá hủy. Một mảnh hỗn độn. Vèo. Mà ở đó kinh khủng như vậy nổ tình cảnh trong, đột nhiên, có một đạo màu xanh đậm, bên ngoài quanh quẩn huyết quang bóng người tốc độ bay mau từ vậy chìm ngập trời cao khói báo động trong lao ra, cũng không quay đầu lại điên cuồng hướng một phương hướng phá vòng vây, chạy trốn. Vậy tốc độ nhanh như tia chớp, làm người ta kinh hãi. Ngươi thật lấy là ngươi có thể từ ta trong tay chạy mất. Vậy ta há chẳng phải là quá vô dụng. Có thể vậy đạo chạy trốn bóng người mặc dù tốc độ nhanh. Có thể chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu tốc độ so với hắn nhanh hơn. Hơn nữa rất hiển nhiên, Trần Phi hắn là cũng sớm đã đề phòng món này. Vèo. Cơ hồ là trước chân sau khởi bước, cơ hồ là trong chớp mắt, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu thì đã giống như chạy băng băng báo săn mồi vậy, ở đó không tới 10 hô hấp thời gian, liền xuất hiện ở vậy màu xanh đậm, bề ngoài quanh quẩn huyết quang bóng người sau lưng, một cái tay thật cao nâng lên. Một cổ kinh khủng huyết khí cuồn cuộn chập chờn sau đó hoảng sợ hiện ra. Hiển nhiên, vậy màu xanh đậm, bề ngoài quanh quẩn huyết quang bóng người không phải người khác, chính là vậy Lưu Kim Thiềm Thứ Vương. Chẳng qua là hắn bây giờ cũng đã cả người là tổn thương, hơn nữa còn thật giống như bị sợ vỡ mật, không chỉ muốn chạy trốn, không dám lại tiếp tục hợp lại đi xuống. Nhưng bây giờ, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu nhưng đuổi giết đi lên, giống như hắn ngày đó đuổi giết Trần Phi thời điểm như nhau. Chẳng qua là nhân vật hoán đổi mà thôi, còn nữa, ngày đó Trần Phi có thể chạy mất, bây giờ,
hắn nhưng thật giống như không chạy khỏi. Nhóc rác rưởi, ngươi chớ quá mức, chớ ép ta ngọc đá cùng vỡ. Cảm nhận được khí tức tử vong, vậy Lưu Kim Thiềm Thử Vương trong đôi mắt dần dần tràn ra điên hơi thở, gào thét nói. Ngọc đá cùng vỡ, ta đây muốn xem, ngươi có thể như thế nào ngọc đá cùng vỡ. Trần Phi không có động tĩnh, cả người khí thế cuồng trào, vô cùng kinh người, chuẩn bị một chút sát thủ. Nhóc rác rưởi đây là ép ta. Đã như vậy, vậy chúng ta thì cùng chết đi. Từ vậy Lưu Kim Thiềm Thử Vương trong cơ thể đột nhiên hiện ra một cổ cuồng liệt đến làm người ta tứ chi như nhũn ra khí tức đáng sợ, hơn nữa còn là mất khống chế cái loại đó, thậm chí so với trước đó Trần Phi một kích toàn lực còn cường đại hơn gấp mấy lần. Như vậy cảnh tượng trực tiếp là làm chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu đều có chút chố mắt nhìn, sắc mặt ngưng nhiên đứng lên. Ngươi muốn tự bảo, hắn giọng lạnh như băng nói. Ngươi không phải muốn ta chết sao? Tốt lắm, có thể kéo ngươi như vậy một thiên tài xuống nước, cũng coi là ta Lưu Kim Thiềm Thử Vương vinh hạnh. Nhóc rác rưởi, chúng ta cùng chết đi, ha ha, ha ha ha. Vậy Lưu Kim Thiềm Thử Vương điên cười như điên. Trong cơ thể vậy càng phát ra mất khống chế khí tức đáng sợ cũng ở đây ngay tức thì bay tăng cực kỳ điểm. Rồi sau đó, oanh một tiếng điếc tai nhức óc vang lớn, ngày đó biến đổi lớn. Thảm thiết tự bạo, kinh khủng tự bạo đánh vào, làm vậy một yêu thú cấp 1-2 trung kỳ đỉnh cấp cao thủ lựa chọn tự bạo sau đó. Bực này tình cảnh, uy thế bực này, quả thật thật là làm ra đầu nổ tung, khí lạnh phát ra từ nội tâm điên cuồng hiện ra. Vậy giữa không trung trực tiếp là nhấc lên không cách nào hình dung gió bão, thậm chí liền liền không gian đều có chút hơi dao động, chớ nói chi là vậy trên mặt đất chọc trời cổ mộc, đá lớn. Tất cả hết thảy tất cả đều bị giống như là quét ngang vậy. Nhưng mà lại xem chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu, lúc này lại có thể an an hơi đứng cách vậy Lưu Kim Thiềm Thử Vương tự bạo ngoài mấy dặm khu vực, dám chuyện không có. Có thể. Nhưng vấn đề là hắn không phải mới vừa vẫn còn ở vậy tự bạo khu vực chính giữa sao? Tại sao bây giờ? Tại sao bây giờ hắn ngay tức thì liền xuất hiện ở ngoài mấy dặm? Coi như là trúc cơ chân nhân cảnh cường giả tới, cũng không khả năng ở ngay tức thì làm được loại chuyện này chứ. Đây tột cùng là, chuyện gì xảy ra? Ngươi mới vừa rồi đó là, thức hải bên trong, vậy trận kinh không cũng là một hồi đờ đẫn nói. Một cái linh khí hóa thân mà thôi. Tên kia đã tinh thần phân liệt, liền cái này cũng không có cảm giác đi ra. Nghe vậy, Trần Phi cười hắc hắc nói. Nguyên lai, trước vậy Lưu Kim Thiềm Thử Vương muốn chạy trốn thời gian, bản thể hắn căn bản cũng không có đuổi theo, mà là hóa ra một cái linh khí phân thân đuổi theo. Mà vậy Lưu Kim Thiềm Thử Vương cũng không biết là không phải bởi vì là người đang ở hiểm cảnh, mất đi tỉnh táo, lại liền loại này thủ đoạn nhỏ cũng không có cảm giác đi ra. Cho nên à... Hắn mới vừa rồi vậy tự bạo mặc dù là có chút dọa người, bất quá, nhưng cũng chỉ là đem hắn linh khí hóa thân cho nổ không có mà thôi, không bị thương đại nhã. Linh khí hóa thân, nghe vậy, vậy trận kinh không cũng có chút bỗng nhiên. Không nghĩ tới liền hắn đều bị Trần Phi lừa, linh khí hóa thân, loại thủ đoạn này mặc dù rất đơn giản, nhưng vấn đề là có thể dùng như thế vừa đúng lúc, đó cũng coi là một loại bản lãnh à. Thằng nhóc này... Thật là so với trước đó ở đó thành tiên cốc thời điểm lớn lên rất nhiều à. Tốt lắm, nên đi sắp xếp vậy còn lại mấy cái cá nhỏ tôm nhỏ. Mà nhưng vào lúc này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại xoay người lại. Hắn dĩ nhiên còn không có quên, vậy hai tòa trong đại trận vậy đang đóng tàng vinh cùng vậy mấy con cá nhỏ tôm nhỏ đây. Ta đề nghị ngươi thật ra thì có thể không đem bọn họ giết chết. Nhưng cũng là vào lúc này, thức hải bên trong, trận kinh không lại đột nhiên nói. Không đem bọn họ giết chết. Nghe vậy Trần Phi sững sốt một chút, chợt hỏi, tại sao? Giữ lại bọn họ làm gì vân, tiền bối ngươi là muốn ta đem bọn họ lưu lại, sau đó đi điều khiển vậy kim thiềm động. Ngươi nghĩ ra, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trình độ cao nhất lại một lần nữa kinh động trận kinh không nghĩ tới tiểu tử này lại có thể phản ứng nhanh như vậy. Sau đó liền gặp hắn gật đầu một cái. Phân tích nói, ngươi bây giờ mục tiêu là muốn nhất thống cái này cái gì ưng giản hạp, như vậy đầu tiên liền cần một đám người là ngươi bán mạng, một thế lực là ngươi làm việc, nếu không, ngươi không thể nào chuyện gì cũng hôn lực hôn là chứ. Nói đến đây, vậy trận kinh không hơi dừng lại một chút, lại nói sau nói, mà bây giờ, đây chính là một cơ hội tốt. Vậy yêu thú cấp 2 trung kỳ con cóc yêu không cần phải giữ lại, tiềm lực không lớn. Bất quá vậy 8 chỉ yêu thú cấp 2 sơ kỳ đỉnh cấp con cóc yêu cũng có thể lưu lại, thử thu phục một chút, không được,
rồi hãy nói. Vậy 8 yêu thú cấp 1-2 sơ kỳ đỉnh cấp con cóc yêu. Nghe vậy Trần Phi hơi ngẩn ra, chợt rõ ràng trận kinh không đây cũng là nói vậy kim thiềm động 8 đại thiết vệ. Quả thật, vậy 8 cái con cóc yêu cũng đích xác có thể lưu lại thử thu phục một chút, hơn nữa bọn họ ở đó kim thiềm động bên trong cũng hẳn địa vị không thấp, cứ như vậy, thật muốn nắm trong tay vậy kim thiềm động mà nói, có chút phức tạp chuyện vụn vặt thì sẽ đổi được đơn giản rất nhiều. Trần Phi lẩm bẩm nói. Cảm ơn tiền bối, ta biết nên làm gì bây giờ. Nghĩ đến đây, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu liền giống như là có quyết định, mở miệng nói. Tiếng nói rơi xuống sau đó, liền gặp hắn xoay người hướng vậy hai tòa đại trận bố trí khu vực chạy tới. Âm âm. Mà ở vào giờ phút này, vậy hai tòa đại trận đều đã có chút không nhìn được dáng vẻ, âm âm điếc tai thanh âm ngất trời, toàn bộ trận pháp bản thể đều rung động đong đưa. Linh quang văng khắp nơi, dị thường kinh người. Mà dưới tình huống này, coi như là một người ngu tới thấy được, vậy khẳng định rõ ràng chỉ sợ là không lâu sau nữa, vậy trong trận pháp người liền có thể phá trận ra. Mà ở thấy tình cảnh này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lắc đầu một cái, có chút bất mãn đủ thở dài nói, xem ra ta trận pháp tu vi hay yếu liền chút, nếu không nếu có thể bố trí ra người trận tầng 4 trận pháp nói, ngày hôm nay làm sao sẽ như thế phiền toái. Từ trận kinh không vào ở hắn thức hải sau đó, hắn liền bắt đầu cầu học, học tập trận pháp con đường. Một là bởi vì là hứng thú, hắn quả thật đối với trận pháp này thật cảm thấy hứng thú, có một loại trưởng khống lực, đến mức tận cùng, một hồi phong trời động địa, đó là bực nào sảng khoái. Thứ hai là bởi vì là hắn cảm giác mình chiến đấu thủ đoạn có chút quá đơn độc, cũng chỉ có tam dương kiếm điển cái này một đường. Tuy nói sở trường cũng không gặp phải là chuyện gì xấu. Làm người hài lòng mà, tổng vẫn sẽ không thỏa mãn. Cho nên nếu có thể nhiều trận pháp sư, trận pháp nói, vậy vẫn rất có cần thiết đi học. Mà trên thực tế đâu, hắn trận pháp thiên phú vậy quả thật không có phụ lòng hắn hứng thú cùng kỳ vọng. Người thường đừng nói là ở hắn từng tuổi này đạt tới người trận tầng 3, thành làm người trận tầng 3 trận pháp sư, coi như là người trận tầng 2, thành làm người trận tầng 2 trận pháp sư, sợ rằng đều có chút mơ hồ. Cho nên từ trận kinh không ở chân chính thấy được Trần Phi trận pháp thiên phú sau đó, liền lại cũng không đề cập tới mình trận pháp dị bẩm thiên phú đề tài, bởi vì là, hắn năm đó là thật kém hơn bây giờ Trần Phi à. Kinh khủng hơn là, Trần Phi trừ trận pháp thiên phú như thế lợi hại ra, còn có sao chịu được gọi kinh người vượt cấp mà chiến năng lực, ảo mộng tầng 4 lôi kiếp tẩy rửa, trong cơ thể thần bí kia kim huyết, có thể nói thủ pháp hết sức cao minh kỹ thuật luyện đan. Đây quả thực làm người ta nhìn mà sợ à. Dưới so sánh, hắn trận pháp kia thiên phú đều giống như nhìn như không lợi hại như vậy. Ngược lại là hắn nhiều như vậy nội tình trong yếu nhất vậy một cái. Ngươi nếu có thể đạt tới người trận 4 nặng, bắt lại vậy kim thiềm động chu vi vài trăm dặm phạm vi, cũng không thành vấn đề. Trận kinh không cũng sẽ không cân nhắc Trần Phi trận pháp thiên phú đến tột cùng là có nhiều yêu nghiệt, bởi vì là đã chết lặng, nhàn nhạt nói. Người trận tầng 4, ta bây giờ sợ rằng còn không được chứ. Liền đầu mối cũng không có, dưới so sánh, mau sớm tăng lên cảnh giới tu vi, ngược lại thành là đơn giản nhất, trực tiếp nhất phương pháp. Hơn nữa ta phát hiện, từ thịt của ta thân cường độ đạt tới đủ để sánh bằng trung phẩm pháp khí sau đó, liền cảnh giới tu vi đều tựa hồ lập tức đổi được vững chắc đứng lên, hoàn toàn không có mới vừa đột phá thời điểm phù phiếm, giống như là hỗ trợ lẫn nhau như nhau. Trần Phi sờ một cái cảm của mình, như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói. Cái này phát hiện như là chân thực nói, vậy hắn tu luyện về sau con đường hoạch định liền hẳn thật tốt sửa đổi và hoạch định một chút. Linh thể song tu, từ xưa tới nay đây đều là vô cùng khó khăn một chuyện, hơn nữa càng đến phía sau, vậy khó khăn liền càng thể hiện rõ ràng hơn. Chuyện này ta quả thật không có biện pháp cho ngươi tốt hơn đề nghị, bởi vì phải ta mà nói, thật ra thì, thật không dám đi linh thể song tu con đường này, nhưng là... Tiềm lực của ngươi cùng thiên phú so với ta ưu tú quá nhiều. Nghe vậy Trần Phi hơi ngẩn ra, không nghĩ tới từ vậy trận kinh không trong miệng lại có thể nghe được cái này loại nói. Chợt liền gặp hắn khẽ mỉm cười, nói thiên phú loại vật này ta từ trước đến giờ cũng là không tin, hoặc là chính là vận khí, hoặc là chính là cố gắng. Bất quá, bây giờ ta cũng không cần phải lo nghĩ bậy bạ những cái kia, trước đem trước mắt chuyện này giải quyết đi. Vèo, vèo, vèo. Tiếng nói vừa dứt, liền gặp hắn chợt vung tay lên, hợp chung một chỗ,
Từng đạo huyền diệu trận pháp ấn quyết chính là từ trong tay của hắn mặt bị bóp đi ra, giải rác chói mắt diễm quang, hướng vậy trên mặt đất sắp hỏng mất trận pháp xông lên bắn tới. Khiếu! Mà là chính là nghe được vậy trong đó một tòa trận pháp trong truyền tới một đạo chăn lớn điên cuồng gào thét thanh. Động triệt trời đất. Sau đó thì có hừng hực thiêu đốt ngọn lửa chăn lớn thân thể phóng lên cao, nhảy vọt giữa không trung trong ít nhất mấy chục thước cao độ, cả người ngọn lửa hừng hực cháy, vô cùng kinh người, cuối cùng dương ra nó vậy hừng hực thiêu đốt miệng to như chậu máu, hướng về phía đại trận chỗ ở phương vị rơi xuống, cắn nuốt. Cái loại đó tình cảnh không khỏi là có chút quá dọa người. Một cái hơn 10 trượng to lớn hỏa mãng từ giữa không trung đáp xuống, hừng hực ngọn lửa cháy mạnh cháy, ở rơi xuống đất sau đó, nhấc lên chấn động đánh vào. Sóng trùng kích trực tiếp là phơi bày bốn phương tám hướng cuộn sạch. T, mới vừa rồi vậy tiếng huýt sáo là cái gì? Còn có bây giờ kinh khủng này chập chờn. Ta làm sao cảm giác Tàng Vinh giấu phó động chủ hơi thở biến mất, còn có động chủ đại nhân, là ta ảo giác sao? Không, không thể nào đâu. Ồ. Trận pháp biến mất. Bên kia vậy tòa trong trận pháp, Kim Thiềm Động tám đại thiết vệ cảm nhận được cái này cổ kinh khủng đánh vào, mỗi một người đều sắc mặt hoảng sợ kinh hô lên. Nhưng mà, càng làm bọn họ kinh ngạc sự việc là, sau đó, vậy phong tỏa vây khốn bọn họ trận pháp, lại có thể tự động bắt đầu biến mất. Đều không bị thương, xem ra ta trận pháp này thật đúng là không tới nhà à. Sau đó, làm vậy ngoại giới ánh sáng rốt cục thì rơi tới bọn họ trên mình. Một đạo có chút chưa hài lòng xúc động thanh, vậy là theo chân vang lên, làm bọn họ tám yêu hết thảy cả người run rẩy. Ngươi, ngươi còn chưa có chết. Vậy tám đại thiết vệ ở giữa đầu lĩnh ánh mắt run rẩy nhìn Trần Phi, nói. Ta còn chưa có chết, ta dĩ nhiên còn chưa có chết, tại sao ta phải chết? Trần Phi lật một cái liếc mắt, nhàn nhạt nói. Động chủ đại nhân đâu? Còn có Tàng Vinh phó động chủ đâu? Ngươi, ngươi đem bọn họ thế nào? Nghe vậy vậy tám đại thiết vệ ở giữa một đầu khác con cóc yêu lại rung giọng nói. Động chủ đại nhân, các người hẳn biết cái này chứ. Nghe vậy, Trần Phi trực tiếp là đem màu đen kia phán đoán đầu mũi tên lấy ra, cười híp mắt nói. T. Đây không phải là động chủ đại nhân bí bảo sao? Là, tại sao cái này hắc mũi tên sẽ ở trong tay ngươi, động chủ đại nhân hắn đi đâu? Vậy tám đại thiết vệ trực tiếp là hù được thiếu chút nữa không lập tức quỳ xuống. Không dám tin. Ở nơi này tu chân giới chính giữa, người nào không biết pháp khí, pháp bảo nhất lưu cũng chính là người tu luyện vận mệnh. Nếu không phải bỏ mình đạo tiêu, hoặc là bị người cho làm thịt, mình vũ khí mạnh nhất lại làm sao sẽ xuất hiện ở người khác trong tay. Chờ cùng, khó khăn, chẳng lẽ. Ngươi chẳng lẽ đem động chủ đại nhân hắn cho. Sau đó liền gặp vậy tám đại thiết vệ ở giữa đầu lĩnh hai chân tê dần, thiếu chút nữa quỳ sụp xuống đất, dùng một loại hoang đường giọng gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, nói. Các người có thể thấy được vật này, tên kia kết cục cũng không nên dùng ta nói nhảm nhiều liền chứ. Còn có miệng kia không sạch sẽ người, cũng đã bị ta thuận tay tiêu diệt, bây giờ chỉ còn lại các người. Chúng ta tới nói một chút tránh sự như thế nào. Trần Phi sau đó đem màu đen kia phán đoán đầu mũi tên thu vào. Ánh mắt híp nhìn vậy tám đại thiết vệ, nói. Đang, tránh sự gì, nghe vậy vậy tám đại thiết vệ đều là cả người run lên, có chút đờ đẫn ngây ngẩn nói. Không có biện pháp, phải biết bọn họ Kim Thiềm động chủ Lưu Kim Thiềm Thứ Vương cùng với phó động chủ Tàng Vinh đây chính là hoặc chân thật, yêu thú cấp 2 trung kỳ đỉnh cấp cùng với yêu thú cấp 2 trung kỳ cao thủ. Coi như là ở nơi này ưng giản hạp cánh bắc bên trong khu vực, vậy tuyệt đối coi như là xếp hàng trên. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ không chỉ có Tàng Vinh giấu phó động chủ chết, thậm chí liền bọn họ Kim Thiềm Động người tâm phúc, Lưu Kim Thiềm Thứ Vương đều chết hết, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa chẳng lẽ thằng nhóc kia lực lượng chân chính, đã có thể sánh bằng luyện khí tầng 9 động chủ cấp cường giả 2? Có thể, nhưng vấn đề là, điều này sao có thể à? Hắn trước ở bọn họ Kim Thiềm Động trên địa bàn vượt qua linh khí tẩy rửa lôi kiếp lúc này không phải mới chỉ có luyện khí tầng 6 đỉnh cấp sao? Luyện khí tầng 6 đỉnh cấp cảnh giới tu vi, sức chiến đấu lại có thể sánh bằng luyện khí tầng 9 động chủ cấp cường giả, đây không phải là nằm mơ, chính là điên rồi còn không sai biệt lắm. Có thể, nhưng bây giờ hết thảy các thứ này sự thật liền đặt ở bọn họ trước mắt, do không được bọn họ không thể à. Mà càng như vậy. Trong lòng bọn họ mặt phần kia run run cùng sợ hãi liền càng nồng nặc. Bởi vì là như sự thật là bọn họ nghĩ như vậy,
đây chẳng phải là... Thằng nhóc này đến tột cùng là từ đâu chạy ra đổi tai à? Thật có như thế khủng bố sao? Thật ra thì rất đơn giản, ta xem các người tám cái cũng coi là có chút tiềm lực, vừa vặn ta cũng có một cái kế hoạch có thể dùng được cho các người, như thế nào? Các người có bằng lòng hay không thần phục với ta, ít nhất làm thủ hạ ta, muốn so với vậy Lưu Kim Thiềm Thử Vương mạnh hơn nhiều chứ? Trần Phi cũng không nói nhảm, trực tiếp là nói ngay vào điểm chính. Thần phục với ngươi. Nghe vậy vậy tám đại thiết vệ ngẩn người một chút, rồi sau đó lập tức không chút do dự lựa chọn quỳ sát xuống, vô cùng cung kính nói, bái kiến chủ nhân, chúng ta nguyện ý thần phục với ngươi. Tu đạo đường mờ mịt, trải qua nhiều ít cướp giết, nhiều ít tịch mịch tu luyện, mới tu luyện đến ngày hôm nay cảnh giới bực này, cho nên có thể không người nào nguyện ý như vậy hồ lý hồ đồ thì tùy chết. Huống chi cường giả thế giới, thực lực phi tôn, trước trận chiến ấy. Trần Phi đã hoàn toàn đem kinh khủng kia sức chiến đấu cùng với tiềm lực cũng triển hiện ra, có thể đi theo bực này tiềm lực cùng thiên phú cũng kinh khủng cao cấp thiên tài, quả thật so bọn họ đi theo Lưu Kim Thiềm Thử Vương muốn có tiền đồ nhiều. Bọn họ lại không phải người ngu, dĩ nhiên có thể nghĩ thông suốt đạo lý này. Rất tốt, nếu các người nguyện ý, vậy chuyện kế tiếp thì dễ làm hơn nhiều. Cũng đến đây đi, ta muốn ở các người yêu đan lên loại một đạo trận pháp cấm chế, nếu là các người ngày đó không nghĩ ra. Dám phản bội ta mà nói, vật này nhưng là sẽ muốn các ngươi số mệnh nha. Sau đó liền gặp Trần Phi cười nói, lời nói quả thật rất tàn nhẫn một loại thực tế. Thần phục loại chuyện này, dĩ nhiên không thể nào là trên miệng mặt tùy tiện nói một chút, mà là cần phải bỏ ra hành động. Lấy hắn thủ đoạn cùng năng lực, chỉ cần ở đó tám đại thiết vệ yêu đan lên trồng trận pháp cấm chế, bọn họ coi như là ngất trời, cũng khó làm ra loạn gì, sống chết toàn bằng hắn thời gian vừa niệm. Vậy tám đại thiết vệ nghe vậy mặc dù có chút đắng chát cùng không dám, nhưng ở cái này tu chân giới đều đã sở bỏ lăn lộn đến bọn họ phân thượng này, lại làm sao không hiểu loại này thực tế. Tín nhiệm, đồ chơi kia hữu dụng không, chỉ có chân chính bị đối phương nắm giữ, sợ rằng đối với mới có thể an tâm. Mà muốn chân chính nắm giữ bọn họ, ở bọn họ yêu đan lên trồng trận pháp cấm chế không thể nghi ngờ là đơn giản nhất, cũng là trực tiếp nhất, phương pháp hữu hiệu nhất. Dù sao đối với bọn họ yêu tộc mà nói, không có yêu đan, vậy sợ rằng cả người bản lãnh 7-8 phần cũng đều sẽ đi theo không có. Mặc dù không chết được, thế nhưng lại có ý nghĩa gì? Sau đó, liền gặp bọn họ ngoan ngoãn buông ra chống cự, mặc cho Trần Phi ở bọn họ yêu đan lên gieo trận pháp cấm chế. Tốt lắm, giải quyết. Khi cuối cùng một người kim thiềm động tám đại thiết vệ bị Trần Phi ở yêu đan phía trên gieo trận pháp cấm chế. Chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cuối cùng là gật đầu một cái, hài lòng vỗ tay một cái, cười nói. Bái kiến chủ nhân, mắt nhìn mình tánh mạng đều đã bị Trần Phi nắm giữ, vậy tám đại thiết vệ hiện vào lúc này coi như là lại buồn rầu, vậy được chỉ có thể là đàng hoàng, quỳ xuống đất cung kính hô lớn. Được rồi, đứng lên đi, ta không thích cái này một bộ. Có thể ở thấy tình cảnh này chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu nhưng lắc đầu một cái, nói, ta không biết các người tên gọi cái gì. Nhưng các người tu vi hình như là không sai biệt lắm, vậy đã như vậy, liền từ trái sang phải sau này phân biệt gọi là thiết 1, thiết 2, thiết 3. Thiết 8 đi, có vấn đề sao? Không thành vấn đề, vậy tám đại thiết vệ dĩ nhiên không dám có phản bác ý kiến. Thấy tình cảnh này Trần Phi lại gật một cái, rồi sau đó nghiêm sắc mặt nói cho ta nói các người kim thiềm động tình huống cụ thể, còn có cùng Tử Viêm cung là quan hệ như thế nào? Chủ nhân, là như vậy. Vậy bị Trần Phi đổi lại là, thiết 1, thiết vệ lập tức đứng dậy, giải thích, nói, chúng ta kim thiềm động chiếm cứ ở đảo Thương Lam 4 ngoài trăm dặm, chiếm cứ địa bàn có chừng 200-300 dặm cỡ đó, thuộc về là Tử Viêm cung phụ thuộc, cách mỗi 3 năm đều phải hướng vậy Tử Viêm cung nộp lên tài nguyên cống phẩm, để cầu che chở cùng bình an. Nộp lên tài nguyên cống phẩm, nghe vậy Trần Phi khẽ cau mày, nếu như do hắn tới nắm trong tay kim thiềm động, dĩ nhiên không chịu nổi như vậy sự việc. Không phải cái gì có đáng giá hay không được, mà là tính cách cùng cốt khí. Đúng vậy, chủ nhân. Vậy thiết 1 dè đặt quét Trần Phi một cái, lại giải thích, nói chúng ta kim thiềm động trước mặc dù có Lưu Kim Thiềm Thử Vương chấn giữ, còn có hai vị yêu thú cấp 2 trung kỳ phó động chủ, nhưng đối với cùng chúng ta kim thiềm động tiếp giáp mấy nhà kia thế lực mà nói, nhưng vẫn là có chút yếu. Đúng vậy. Nếu không phải bởi vì là chúng ta kim thiềm động trên đầu chĩa vào Tử Viêm cung dưới quyền 13 động phủ một trong danh phận, sợ là chúng ta bây giờ cũng sớm đã không tồn tại nữa. Một bên,
Vậy tám đại thiết vệ ở giữa thiết ba cũng là thở dài nói. Đây là thốt ra lời này Hoàn, liền gặp hắn đột nhiên hồi tưởng lại mình thân phận đã cùng trước kia bất đồng, là của người khác nô bộc, hiện vào lúc này lại dám qua loa chen miệng, há chẳng phải là rối loạn thân phận. Nghĩ đến đây, lúc này liền gặp hắn sắc mặt có chút tái nhợt, hướng Trần Phi chiến chiến nguy nguy, nói chủ nhân, ta không phải cố ý. Nghe vậy Trần Phi lúc này lười được quan tâm loại chuyện nhỏ này, tùy tiện phất phất tay, liền lại gặp hắn mở miệng hỏi, nói như vậy, cùng các người Kim Thiềm Động chung quanh tiếp giáp thế lực rất lợi hại. Liền vậy Lưu Kim Thiềm Thừa Vương cũng không thể để cho bọn họ kiêng kỵ sao? Đúng vậy. Vậy Thiết Một gật đầu một cái, nói cùng chúng ta Kim Thiềm Động tiếp giáp thế lực tổng cộng là có hai nhà, theo thứ tự là Hồng Sư Động, còn có Vân Long Sơn. Vậy Vân Long Sơn cũng không nói. Chính là chúng ta Ưng Giản Hạp cánh bắc bên trong khu vực đứng sau Tử Viêm Cung siêu cường tông môn thế lực, có trúc cơ chân nhân cường giả cảnh giới chấn giữ. Nói đến đây, liền gặp hắn hơi dừng lại một chút, rồi sau đó lại mở miệng tiếp tục nói, còn như vậy Hồng Sư Động, thì đồng dạng cũng là Tử Viêm Cung dưới quyền 13 động phủ một trong, hơn nữa hạng rất là gần trước, ít nhất là ở vị trí trước năm, vô luận là quy mô thực lực hoặc giả là bàn diện tích lớn nhỏ, cũng so chúng ta Kim Thiềm Động lợi hại hơn. Vậy Hồng Sư Động tổng cộng có chánh phó hai lỗ lớn chủ, theo thứ tự là đang động chủ Hồng Sư Đạo Nhân, cùng với phó động chủ Mây Sư Đạo Nhân, tất cả có yêu thú cấp 2 hậu kỳ thực lực. Không chỉ có như vậy, vậy Hồng Sư Động còn có 4 đại hộ pháp, chính là yêu thú cấp 2 trung kỳ đỉnh cấp, cùng chúng ta động chủ, không đúng. Là cùng Lưu Kim Thiềm Thừa Vương một cái cấp bậc, tầng thứ. Cho nên nói nếu là không có Tử Viêm Cung dưới quyền 13 động phủ tên này phân bảo vệ. Sợ rằng Kim Thiềm Động đã sớm bị vậy Vân Long Sơn, hoặc là Hồng Sư Động tiêu diệt. Nhưng coi như là như vậy, trên thực tế cho tới nay, Kim Thiềm Động cuộc sống cũng không tốt lắm. Nói đến đây, vậy Thiết một lần lập tức ngừng miệng. Vân Long Sơn, Hồng Sư Động. Nghe vậy, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu híp một cái, tự lẩm bẩm đứng lên, nói như vậy đứng lên, các người cái này Kim Thiềm Động tình cảnh là có chút đáng thương. Dẫu sao những vật khác tạm thời không nói, nhưng cái này bây giờ chỉ là trên giấy đồ, cũng đã là kém quá nhiều. Vô luận là vậy có trúc cơ chân nhân cảnh cường giả chấn giữ Vân Long Sơn, hoặc giả là vậy hai lớn đang phó động chủ đều là cấp 2 hậu kỳ cấp bậc yêu thú Hồng Sư Động, thật nếu là đánh, sợ rằng bọn họ điểm nhỏ này xương nhỏ thì tùy tùy tiện tiện cũng có thể bị diệt hết. Bất quá, nếu có thể đem cái này hai phiền toái cũng diệt trừ nói. Vậy trong lòng của hắn kế hoạch ngược lại có thể dễ dàng làm được đi. Nghĩ đến đây, liền gặp hắn trực tiếp nhìn về vậy Thiết Một, sắc mặt chính thức hỏi, vậy các ngươi cảm thấy, nếu là ta muốn vào ở cái này Kim Thiềm Động mà nói, vấn đề lớn sao? Chủ nhân ngươi muốn Kim Thiềm Động, nghe vậy vậy tám đại thiết vệ đều là sững sốt một chút cùng cả kinh, chợt lúc này mới hiểu Trần Phi tại sao phải đơn độc đem bọn họ lưu lại, nguyên lai cái này Trần Phi là muốn Kim Thiềm Động địa bàn này cùng cơ nghiệp à? Quả thật, tuy nói bọn họ Kim Thiềm Động trước kia kẹp ở Vân Long Sơn cùng Hồng Sư Động ở giữa, cuộc sống là có như vậy một ít khổ sở ép, nhưng vấn đề là, mặc dù lời là nói như vậy, thế nhưng có chừng 200-300 dặm địa bàn khu vực, và hắn ẩn chứa cùng nắm trong tay tài nguyên, ai không đỏ con mắt. Những cái kia đỏ con mắt người nếu không phải bởi vì là thật lực không đủ, ai không muốn làm lão đại, khai cương thác thổ. Đó không phải chỉ là một loại tư nguyên cướp đoạt. Lại là tượng trưng một loại thân phận à. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, nếu là Trần Phi thật có thể vào ở bọn họ Kim Thiềm Động mà nói, đây đối với bọn họ Kim Thiềm Động mà nói có thể coi như là một thiên đại tin tức tốt. Dẫu sao, Trần Phi mới có thể có tư cách cùng năng lực lấy sức một mình đối kháng bọn họ nhiều người như vậy, còn nghĩ Lưu Kim Thiềm Thừa Vương cùng với Tàng Vinh giết tất cả, cái này ý cái gì? Ý nghĩa Trần Phi chân thực sức chiến đấu. Ít nhất cũng là vượt qua đến luyện khí tầng 8 đỉnh cấp, đạt tới luyện khí tầng 9. Mà thực lực bực này coi như cũ ở Vân Long Sơn cái loại đó siêu cường thế lực trong mắt không đủ xem, nhưng mà Hồng Sư Động bên này, tổng nên sẽ hơi một chút chứ. Dẫu sao nếu không phải sanh tử quyết chiến nói, một vị yêu thú cấp 2 hậu kỳ, hoặc là luyện khí tầng 9, cùng hai vị yêu thú cấp 2 hậu kỳ, hoặc luyện khí tầng 9, chênh lệch cũng không có tưởng tượng lớn như vậy. Nghĩ đến đây. Vậy Thiết Một trực tiếp là không chút do dự mở miệng nói, Lưu Kim Thiềm Thừa Vương còn có Tàng Vinh sau khi chết, Kim Thiềm Động cao tầng bây giờ cũng chỉ còn lại có cái khung không. Những thứ khác, cũng chỉ còn lại có phó động chủ Mông Nhất vẫn có thể hơi chấn được cục diện.
có thể như là như vậy cục diện, thời gian một dài, bị vậy Vân Long Sơn hoặc là Hồng Sư Động phát giác, chỉ sợ cũng khó thoát tiêu diệt một đường. Cho nên ta dám cam đoan, chủ nhân ngươi nếu là muốn làm chủ Kim Thiềm Động mà nói, hẳn hoàn toàn có thể không phí nhiều sức. Tới một cái, ta tin tưởng vậy phó động chủ Mông Nhất vậy không phải người ngu, thứ hai, chúng ta tám cái ở nơi này Kim Thiềm Động bên trong vậy coi như có chút căn cơ, nguyện toàn lực giúp chủ nhân ngài được việc. Nguyện toàn lực giúp chủ nhân ngài được việc, tám đại thiết vệ ở giữa còn sót lại bảy yêu cũng là không chút do dự mở miệng, không hẹn mà cùng đồng loạt lớn tiếng nói. Ừ, vậy bây giờ liền lên đường đi, đi các người Kim Thiềm Động ổ. Trần Phi hài lòng gật đầu một cái, mở miệng cười nói. Sau đó liền gặp bọn họ một nhóm một người tám yêu rời đi nơi đây, hướng vậy Kim Thiềm Động ổ lao đi. Ngay tại Trần Phi cùng tám đại thiết vệ chạy tới Kim Thiềm Động lúc đó. Thành U Lang, Ưng Giản Hạp cánh bắc bên trong khu vực, Kim Thiềm Động động phủ đại điện. Ở đó trong đại điện, không thiếu cả người tản ra mạnh mẽ yêu khí các loại yêu thú hội tụ nơi này. Thành tựu cái này Ưng Giản Hạp cánh bắc bên trong khu vực nhất thế lực cường đại Tử Viêm cung dưới quyền nổi danh có họ 13 động phủ một trong, cái này Kim Thiềm Động mặc dù cũng không như vậy Vân Long Sơn, cùng với Hồng Sư Động, có thể so với những thứ khác thế lực bình thường hoặc tán tu đoàn thể mà nói, vẫn là vô cùng là cường hãn, cao cao tại thượng. Nếu không, cái này Kim Thiềm Động vậy chưa đến nỗi có thể thành là phạm vi này 200-300 dặm bên trong khu vực bá chủ, chấp trưởng hết thảy. Càng không thể nào bị vậy Tử Viêm cung nhìn lên, thu nạp và tổ chức nhập dưới quyền. Bất quá lúc này, đại điện này bên trong mặc dù hội tụ Kim Thiềm Động đông đảo cao thủ, thậm chí liền liền vậy có yêu thú cấp 2 trung kỳ cảnh giới phó động chủ Mông Nhất lúc này đều ở đây, mặt không cảm giác ngồi ngay ngắn ở đó cao vị trên. Thế nhưng bầu không khí, nhưng là khác thường hết sức kiềm chế. Tất cả yêu thú trên mặt thần sắc cũng thật không tốt xem. Ở đó cao vị trên, phó động chủ Mông Nhất mặc một bộ hắc huyền mỏ đồng nổi danh khôi giáp, cả người nhìn như khôi ngô cao lớn, khí thế uy vũ, thành tựu hôm nay cái này Lưu Kim Thiềm Thử Vương không có ở đây lúc động phủ người quản lý người. Hắn uy vọng, ngược lại cũng là cơ hồ không có người có thể dung chuyển. Mà ở nơi này Mông Nhất thủ hạ phía dưới, chính là cái này Kim Thiềm Động các loại yêu thú cấp 2 sơ kỳ trừng tầng thứ cao thủ, sơ lược một đếm, lại có mấy chục, cũng coi là số lượng vô cùng là kinh người. Sau đó, ở đó cao vị trên, vậy người mặc hắc huyền mỏ đồng làm bằng thành khôi giáp phó động chủ Mông Nhất, khô lục xoát, chói tai ngón tay dùng sức gõ chỗ ngồi tay vịn, phát ra vang 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 thanh âm chói tai. Mặt đầy lạnh lùng cùng nghiêm túc. Như vậy một lát sau, mới gặp hắn hàm chứa lãnh quang ánh mắt nhìn vòng quanh toàn trường, giọng có chút giống là nín giận khí, chậm rãi nói, vậy Hồng Sư Động một trong tứ đại hộ pháp sẽ tới. Còn trước hết để cho người đưa tới một phong thơ, muốn cho chúng ta Kim Thiềm Động đưa lên lễ thọ, thật ra thì chính là cho lão kia sư tử dâng cúng. Trong đại điện yên tĩnh lại, không thiếu Kim Thiềm Động cao thủ nghe được Hồng Sư Động. Nghe được một trong tứ đại hộ pháp loại này chữ lúc này ánh mắt đều có chút biến hóa, tựa như là có sợ hãi. Nhưng trên thực tế, loại này tâm trạng biểu hiện nhưng cũng là chuyện không có cách nào khác. Bởi vì là, tuy nói bọn họ Kim Thiềm Động chiếm cứ chung quanh đây bên trong phương viên gần 200-300 dặm địa bàn, xưng bá là vương, theo lý thuyết chắc cũng là nội tình cùng thực lực vô cùng là hùng hậu và lợi hại. Có thể trên thực tế tình huống. Nhưng là bọn họ Kim Thiềm Động mặc dù là phạm vi này gần 200-300 dặm địa bàn bên trong bá chủ, nhưng nếu là đặt ở càng khu vực khổng lồ bên trong, tỉ như phạm vi này gần 500 dặm, gần 1.000 dặm trong phạm vi, vậy cũng chỉ có thể tính là một loại. Không nói khác, chỉ là cái này Vân Long Sơn, chỉ là vậy đảo Thương Lam, liền chính là bọn họ ngưỡng vọng tồn tại. Mà lúc trước vậy Mông Nhất trong miệng, Hồng Sư Động, tuy không có hai người trước như vậy lợi hại, nhưng cũng đủ để gọi là bao trùm ở bọn họ Kim Thiềm Động trên thế lực cường đại. Lại bởi vì là hai người địa bàn đất đai tiếp giáp, bọn họ Kim Thiềm Động trước kia ngày thường vậy không thiếu bị đối phương lấn áp. Về phần tại sao sẽ là như vậy, tổng thể là bởi vì là vậy Hồng Sư Động chánh phụ hai vị động chủ tất cả đều là cấp 2 hậu kỳ yêu thú cường đại, tương đương với loài người tu sĩ luyện khí tầng 9 cảnh giới. Không chỉ có như vậy, thậm chí liền liền vậy Hồng Sư Động bốn đại hộ pháp, mỗi một vị đều là có yêu thú cấp 2 trung kỳ đỉnh cấp thực lực, cùng bọn họ Kim Thiềm Động động chủ, Lưu Kim Thiềm Thử Vương tương đương. Vậy chờ nội tình, chẳng lẽ còn không lợi hại, còn không đáng sợ sao? Cùng này dưới so sánh, cũng chỉ có bọn họ động chủ một yêu khó khăn lắm độc mộc chống đỡ bọn họ Kim Thiềm Động,
đúng là giống như đom đóm ánh sáng. Như vậy xem ra cái này Ưng Giản Hạp khu vực mặc dù so sánh toàn bộ tu chân giới, so sánh Kiềm Nam cổ quốc, so sánh cổ quốc ngoại vực, thậm chí so sánh vậy thành U Lang cũng lộ vẻ được quá nhỏ, nhưng có người ở địa phương thì có giang hồ, thì có lục đục với nhau, nước này à, thủy chung là cạn không được. Cho nên cho dù là bọn họ Kim Thiềm Động đầu trên đỉnh vậy giống vậy chĩa vào có Tử Viêm Cung dưới quyền 13 động phủ một trong danh tiếng, nhưng mà, cùng những cái kia xếp ở hàng đầu uy tín lâu năm mạnh mẽ động phủ thế lực so với, vẫn có chênh lệch. Không đủ xem à. Cho nên, làm Kim Thiềm Động đông đảo cường giả nghe được vậy, Hồng Sư Động, ba chữ, mới có thể bị hắn khí thế chấn nhiếp. Lừa gạt phó động chủ, vậy Hồng Sư Động muốn làm gì? Bọn họ hộ pháp đến chúng ta Kim Thiềm Động tới làm gì? Còn có cái gì đưa lễ thọ, cái gì dâng cúng? Một lúc sau, rốt cuộc có người không nhịn được lên tiếng. Làm gì, hừ. Vậy Mông Nhất hừ lạnh một tiếng, nói, những tên kia còn có thể muốn làm gì? Không phải là cảm thấy chúng ta Kim Thiềm Động thực lực so bọn họ Hồng Sư Động yếu, cảm thấy chúng ta dễ khi dễ. Hồng Sư Động vậy Hỏa Sư Tử lần này 150 tuổi đại thọ, lại có thể chỉ mặt gọi tên muốn cho chúng ta Kim Thiềm Động đưa đi 1.500 hạ phẩm linh thạch chúc thọ lễ, còn muốn Hắc Huyền mỏ đồng động và vậy hầm mỏ chỗ ở 30 dặm khu vực địa bàn, đây coi là cái gì? Khi chúng ta Kim Thiềm Động là trái hồng mềm, dễ khi dễ. Càng nói, vậy Mông Nhất trong đôi mắt lửa giận liền vượt thịnh. Bởi vì là trước kia coi như là vậy Hồng Sư Động sẽ lấn áp bọn họ, nhưng cũng sẽ không giống hôm nay lần này làm như vậy được quá đáng như vậy. 1.500 hạ phẩm linh thạch, một nơi hầm mỏ cùng 30 dặm khu vực địa bàn. Lớn như vậy một khoản mức hạ phẩm linh thạch thấy rằng Hồng Sư Động thế lớn, đều có thể thôi, khẽ cắn răng bọn họ Kim Thiềm Động vậy là có thể lấy ra, dẫu sao tình thế so người mạnh. Cái này tu chân giới thủy chung là người mạnh là vua, quả đấm lớn mới là thật lý. Nhưng vấn đề là hầm mỏ cùng địa bàn đó là cái gì? Đây chính là bất kỳ một nhà thế lực vận mệnh. Bọn họ Kim Thiềm Động địa bàn bên trong cũng chỉ có vậy một nơi hầm mỏ loại tài nguyên, sản xuất Hắc Huyền mỏ đồng thạch, có thể ở mấy chục năm thậm chí hơn trăm năm bên trong cuồn cuộn không ngừng là bọn họ động phủ cung cấp quý báu luyện khí tài nguyên. Mà những tư nguyên này có thể là có thể cầm đi đổi linh thạch, tương đương với một tòa máy in. Nhưng bây giờ, vậy Hồng Sư Động lại muốn đánh bọn họ Kim Thiềm Động, máy in, chú ý, loại chuyện này mà coi là cái gì? Không phải đem bọn họ vào chỗ chết ép. Không phải không khỏi có chút thật là quá đáng. Hả, cái gì, 1.500 hạ phẩm linh thạch, còn muốn Hắc Huyền mỏ đồng động. Hồng Sư Động những tên kia có phải điên rồi hay không, lại dám đánh chúng ta hầm mỏ chủ ý. Lũ yêu nghe vậy, trên mặt thần sắc càng ngay tức thì đổi được vô cùng là khó xem. Vậy Hắc Huyền mỏ đồng động nhưng mà bọn họ Kim Thiềm Động vận mệnh, mới vừa bị khám phá ra, nhiều nhất chỉ khai thác không tới 10 năm thời gian. Còn không có bưng bít nóng hổi, kết quả bây giờ liền bị theo dõi. Đây quả thực lẽ nào lại như vậy, gạt yêu quá đáng. Động này phủ giữa đánh cờ, tàn nhẫn vô cùng, huống chi vậy Hồng Sư Động vô luận là thực lực hoặc giả là bối cảnh, cũng so chúng ta Kim Thiềm Động mạnh, bọn họ chỉ cần không động tâm muốn đem chúng ta Kim Thiềm Động hoàn toàn tiêu diệt, phía trên, Tử Viêm Cung bên trong những người lớn sợ rằng cũng sẽ không quản. Có người trầm giọng nói. Vậy thì như thế nào? Chúng ta Kim Thiềm Động cùng hắn Hồng Sư Động cùng là Tử Viêm Cung dưới quyền 13 động phủ một trong, chẳng lẽ bọn họ còn dám trực tiếp cướp trắng trợn? Bọn họ bây giờ không phải là ở trực tiếp cướp trắng trợn sao? Chúng ta nếu như cự tuyệt, chính là không cho vậy Hồng Sư Động mặt mũi, huống chi bọn họ lần này vẫn là mượn Hồng Sư Đạo Nhân đại thọ danh nghĩa. Bọn họ thế mạnh, chúng ta Kim Thiềm Động thế yếu, có tư cách cự tuyệt sao? Cũng có người than thở, bất đắc dĩ nói. Vậy cũng không thể sắp tối Huyền mỏ đồng động cũng chắp tay nhường nhịn à. Trong đại điện, đông đảo cao thủ bắt đầu cãi vả. Hiển nhiên, cái này Hồng Sư Động hộ pháp sứ giả cũng còn chưa tới, vậy Kim Thiềm Động trong cũng đã là lòng người bàng hoàng. Vậy lừa gạt vừa thấy được một màn này, cũng là không nhịn được có chút quả đấm nắm chặt, cùng trong mắt hiện ra cái này tức giận. Nói cho cùng, cái này Hồng Sư Động chính là khi dễ bọn họ Kim Thiềm Động thế yếu. Nếu không, hầm mỏ tài nguyên loại tồn tại há lại là như vậy tùy tiện muốn. Bây giờ cũng chỉ có thể đến khi động chủ đại nhân trở lại, làm tiếp quyết nghị. Hơn nữa, nếu là động chủ đại nhân hắn có thể cố gắng đột phá đến yêu thú cấp 2 hậu kỳ,
tin vậy Hồng Sư Động cũng không dám lại đánh chúng ta Hắc Huyền Mỏ Đồng Đồng chú ý. Vậy Mông Nhất trong lòng âm thầm suy nghĩ. Trước bọn họ Kim Thiềm Động Động Chủ, Lưu Kim Thiềm Thứ Vương cũng đã nói chính hắn sắp có thể đột phá đến yêu thú cấp 2 hậu kỳ, nếu có thể thành công, một vị yêu thú cấp 2 hậu kỳ cường giả lực uy hiếp, tin vậy Hồng Sư Động cũng không dám không suy nghĩ. Ừ, mà nhưng vào lúc này, vậy Mông Nhất nhưng ánh mắt đột nhiên giật giật, trong miệng nhẹ ồ, chợt vậy hiện lên lục quang u sâm con ngươi đổi được lạnh lùng quét về đại điện ra, trầm giọng nói, tới liền đừng đoá đoá tàng tàng, chẳng lẽ các người Hồng Sư Động chính là cái này bức đức hạnh, không dám hiện thân. Ha ha, Mông Nhất, ngươi cái miệng này thật đúng là thúi à. Ngươi có tin hay không chờ ta lát nữa trực tiếp giúp ngươi xé, tỉnh được ngươi ngày nào không biết trời cao đất rộng, đường đột đắc tội đến người không nên đắc tội, tự tìm đường chết, chết không có chỗ chôn. Sẽ ở đó Mông Nhất cái này lạnh lùng vừa dứt lời xong, bên ngoài đại điện, liền là có một đạo khí thế mạnh mẽ lạnh lùng hí ngược tiếng vang lên. Mà ở nghe nói như vậy giọng nói, vậy trong đại điện đông đảo Kim Thiềm Động cường giả đều là mặt liền biến sắc, trong mắt lửa giận phun trào, cái này người đến không chỉ có dám xông vào bọn họ Kim Thiềm Động đại điện cấm địa, còn lại dám lối ra người uy hiếp. Nhưng mà ngay tại một khắc sau, vậy cửa đại điện cũng đã có hai món khí thế kinh khủng bóng người chậm rãi bước vào. Vậy ba đạo thân ảnh người cầm đầu là một người, ăn mặc rộng thùng thình trường bào màu tím, tóc bạc hoa râm, trên mặt tràn đầy nếp nhăn cùng hạt ban lắng đọng, híp mắt, lạnh lùng cười híp mắt hình dáng, người diễn một đầu tiếu diện hổ. Không chỉ có như vậy, hắn cả người nơi bộc lộ ra ngoài hơi thở vẫn là hết sức đáng sợ, cuối cùng đạt tới luyện khí tầng 8 đỉnh cấp trình độ. Mà ở sau lưng hắn, khác có hai đầu hai vai chĩa vào đầu cọp lô yêu thú một trái một phải đi theo, thần sắc kiêu căng thêm lạnh lùng. Lại bọn họ cả người tán phát hơi thở còn bất ngờ đạt tới yêu thú cấp 2 trung kỳ trình độ, cường hãn đáng sợ. Bọn họ một xuất hiện ở đây trong đại điện, thì có đáng sợ, cường hãn yêu khí, linh khí càn quét ra, khiến cho vậy hơi kháo đắc cận một chút Kim Thiềm Động cao thủ, lúc này liền bị đánh bay mở, chật vật cực kỳ. Nhất thời tại chỗ đông đảo Kim Thiềm Động cao thủ sắc mặt liền lập tức thay đổi, một là bởi vì là đối phương người tới thực lực cường đại, hai là bởi vì là đối phương hiện vào lúc này loại này cử động. Đơn giản là quá bá đạo, quá coi bọn họ với vô vật. Là La Quyền, còn có Hổ Giang, Hổ Sơn hai huynh đệ. Nhất thời, tại chỗ đông đảo Kim Thiềm Động cao thủ sắc mặt kịch biến, hiển nhiên là không nghĩ tới, cái này Hồng Sư Động lại là đem La Quyền còn có Hổ Giang, Hổ Sơn hai huynh đệ cũng phái tới. Cái này La Quyền, chính là Hồng Sư Động một trong tứ đại hộ pháp, với 7 năm trước chính thức bước vào luyện khí tầng 8 đỉnh cấp cảnh, thực lực mặc dù xa không bằng cùng cấp yêu thú Lưu Kim Thiềm Thứ Vương mạnh mẽ như vậy, thật là nếu nói, cũng coi là vô cùng là đứng đầu. Tại chỗ chỉ sợ cũng chỉ có Kim Thiềm Động phó động chủ Mông Nhất khó khăn lắm có thể địch. Cái này còn là bởi vì là cùng cấp yêu thú tiên thiên mạnh hơn cùng cấp loài người tu sĩ duyên cớ. Mà vậy Hổ Giang Hổ Sơn hai huynh đệ, thì lại là Hồng Sư Động tiếng tăm lừng lẫy yêu thú cường đại, lại bản thể vô cùng là cường hãn, là vua bách thú con hổ, lần nữa tiên thiên mạnh hơn cùng cấp bậc phổ thông yêu thú. Hai người đồng thời ra tay dưới, chỉ sợ cũng coi như là phổ thông luyện khí tầng 8 cường giả đỉnh phong, vậy được chật vật mà chạy, thậm chí đền tội. La Quyền, còn có Hổ Giang Hổ Sơn, các người lần này tới, kết quả muốn làm gì? Mà ở thấy tình cảnh này, liền liền vậy Mông Nhất đều có chút lòng bàn tay đổ mồ hôi, sắc mặt âm trầm hỏi. Cái này người tới ba người, nếu như trong tùy tiện một cái, hắn còn có nắm chắc có thể đối phó. Nhưng bây giờ đây chính là ước chừng ba người, hắn căn bản bất lực không có sức. Làm gì, ha ha. Vậy La Quyền nghe vậy ha ha cười một tiếng, nhàn nhạt nói, trước đưa tới vậy tấm lễ thiếp lên không phải là nói rất hắn biết không? Ta Hồng Sư Động Động chủ Hồng Sư Đạo Nhân 150 tuổi đại thọ sắp tới, các người những thứ này làm hàng xóm, chẳng lẽ không nên có chút bày tỏ. Chúng ta hôm nay tới, dĩ nhiên là vì thu lấy quà tặng. Vừa nói, hắn hai tay lấy ra một quyển hồng sán sán ngọc thiếp, trên đó linh quang phun trào, mơ hồ tản ra một cổ uy nghiêm khí, ngay mặt còn viết một cái rất là khoe khoang thọ chữ, chính là yêu văn, rồng bay phượng múa, thiết bút ngân câu. Hắn cong ngón tay bắn ra. Vậy Ngọc Thiếp liền là đối Mông Nhất bắn tới. Nghe vậy thấy vậy, vậy Mông Nhất sắc mặt đột nhiên biến đổi, chợt đưa tay nhanh chóng vung lên, một cổ vô hình yêu khí chặn lại vậy Ngọc Thiếp đi về phía trước quỹ tích, chậm rãi nói, chúng ta động chủ không có ở đây, cái này thiệp, ta cũng không có tư cách thu lấy,
nếu không các người vẫn là đi về trước đi. Nghe vậy vậy La Quyền ha ha cười nói, trong mắt lướt qua một tia tinh mang, nói, đi về trước há chẳng phải là còn muốn chúng ta chạy thứ hai chuyến. Coi như là các người Kim Thiềm Động động chủ, Lưu Kim Thiềm Thừa Vương, cũng không có tư cách làm chúng ta làm như vậy chứ. Trong đại điện đông đảo yêu thú nghe vậy sắc mặt biến đứng lên, rất là tức giận, có thể vậy La Quyền vẫn còn hình như là không có thấy vậy, tiếp tục nói, còn nữa, mông nhất, đến các người cái này Kim Thiềm Động trước khi tới, chúng ta đều đã liên tục chạy ba nhà, có thể không ai dám không thu chúng ta Hồng Sư Động lễ thọ ngọc thiếp, cho nên, ngươi cần phải hiểu rõ, thận trọng à. Hắn mặc dù nở nụ cười, nhưng lời kia ở giữa, nhưng là tràn đầy nồng đậm ý uy hiếp. Mông nhất mặt đầy băng hàn, trong mắt tức giận phun trào. Mông nhất, mà nhưng vào lúc này, vậy đứng ở ông cụ áo bào tím sau lưng, một mực không lên tiếng Hổ Giang Hổ Sơn hai huynh đệ, người sau đột nhiên lên tiếng, ồm ồm, lạnh nhạt nói, đây chính là chúng ta hai huynh đệ lần đầu tiên đi ra thi hành nhiệm vụ, nếu là không hoàn thành, chỉ sợ cũng tâm tình sẽ không tốt lắm. Đến lúc đó, ở các người cái này Kim Thiềm Động có chút gì xung động cử động, cũng sẽ không phụ trách. Hắn mặc dù chỉ có yêu thú cấp 2 trung kỳ tu vi, nhưng chân chính đánh, coi như là La Quyền cũng không nhất định có thể làm gì được hắn. Huống chi, hắn còn có một ca ca Hổ Giang, vô luận là cảnh giới hoặc giả là sức chiến đấu cũng cùng hắn tương đương. Cho nên, như vậy dưới tình huống, đừng nói là đối mặt chính là một cái mông nhất, coi như là vậy Lưu Kim Thiềm Thừa Vương tự mình ở nơi này. Lời giống vậy, hắn vậy như cũ vẫn là dám nói. Lưu Kim Thiềm Thừa Vương một người thật đúng là không gặp được có thể đem bọn họ huynh đệ hai như thế nào. Mà đây, cũng chính là bọn họ yêu tộc bản thể lợi hại mang đến tiên thiên chỗ tốt, sẽ có vượt qua cùng cấp phổ thông yêu thú thực lực. Nghe được đối phương lời nói này, trong đại điện đông đảo Kim Thiềm Động cao thủ cũng là một cái đổi sắc mặt, ánh mắt vô cùng tức giận, lại có chút khủng hoảng, không nghĩ tới cái này Hồng Sư Động. Hổ này Giang Hổ Sơn hai huynh đệ lại có thể thật dám bá đạo, cậy mạnh đến loại trình độ này, hoàn toàn là muốn ỷ thế hiếp người. Hổ Sơn ngươi, nghe vậy vậy mông nhất mặc dù cũng là bị tất cả người lay động, đôi mắt phun lửa, hai tròng mắt gắt gao, tức giận nhìn chằm chằm đối phương, sắc mặt biến đổi, có thể đến cuối cùng trong lòng của hắn nhưng vẫn là có lau một cái cảm giác vô lực dần dần thăng lên. Bởi vì là, bây giờ bên trong động phủ cũng chỉ có một mình hắn chấn giữ. Đối phương thật muốn ồn ào, hắn vậy đúng là không ngăn được à. Nghĩ thông suốt liền vội vàng đem ngọc thiếp thu cất đi, ta cũng không thời gian cùng các người ở nơi này trì hoãn, chờ lát nữa, chúng ta còn muốn đi Vân Long Sơn đưa thiệp mời đây. Thấy vậy vậy La Quyền ha ha cười lạnh cười, lại vung tay lên một cái, đem vậy ngọc thiếp hướng về phía mông nhất chỗ ở vị trí đánh. Mà vật này một khi nếu như bị tiếp mà nói. Liền đại biểu bọn họ Kim Thiềm Động phải trả ra 1.500 hạ phẩm linh thạch, cùng một tòa hắc huyền mỏ đồng động giá cao, nếu không, vậy Hồng Sư Động liền có thể sư ra nổi danh đối phó bọn họ. Đều là tính toán à. Trong đại điện, Kim Thiềm Động các cao thủ nhìn vậy chậm rãi rơi xuống ngọc thiếp, trong lòng đều có một loại vô cùng bực bội cảm thụ. Hành động này, bọn họ Kim Thiềm Động không chỉ biết tổn thương nguyên khí nặng nề, còn biết mặt mũi quét sân, hoàn toàn mất mặt vứt xuống nhà. Vèo. Có thể nhưng vào lúc này, làm trong đại điện tất cả Kim Thiềm Động cao thủ đều là hoàn toàn yên tĩnh, sắc mặt tức giận, cùng vậy Hồng Sư Động hộ pháp La Quyền, Hổ Giang Hổ Sơn hai huynh đệ trên mặt ngạo nghễ cùng cười nhạt, tạo thành so sánh rõ ràng, một đạo xích diễm linh quang lại đột nhiên xuất hiện, đem vậy dần dần rơi xuống ngọc thiếp một quyển, bay ra ngoài. Ai, vậy Hổ Giang Hổ Sơn hai huynh đệ chợt sắc mặt trầm xuống. Vậy Hồng Sư Động hộ pháp La Quyền lại là sắc mặt chợt biến đổi, rồi sau đó thanh âm lạnh run nói. Sau đó thì có ba đạo kinh khủng linh khí cùng yêu khí chảy ra, làm người ta ánh mắt cuồng chấn. Sau đó, từ vậy bên ngoài đại điện truyền tới nhỏ nhẹ tiếng bước chân, càng ngày càng vang, càng ngày càng gần, vô cùng vững vàng, sát theo liền có một đạo thon dài trẻ tuổi bóng người dẫn Kim Thiềm Động tám đại thiết vệ, tại đại điện bên trong đông đảo Kim Thiềm Động những cao thủ kinh ngạc trong ánh mắt xuất hiện. Chậm rãi bước đi vào đại điện. Lục kinh các người trở lại. T, tại sao là hắn? Mà vậy mông nhất đang cảm thụ đến tám đại thiết vệ yêu khí hơi thở, vốn đang là một mặt ngạc nhiên mừng rỡ, bởi vì làm cho này tám đại thiết vệ hợp ở chung với nhau sức chiến đấu cũng không kém hơn hắn, thậm chí cũng còn muốn so với hắn mạnh ra một đường. Cứ như vậy, coi như là động chủ đại nhân cùng Tàng Vinh còn chưa có trở lại, bọn họ bên này đều có thể ổn định lại một ít cục diện.
thậm chí cự thu vậy không đạo lý chút nào lễ thọ ngọc thiếp. Có thể trong lòng của hắn những ý nghĩ này, nhưng ở Trần Phi xuất hiện sau đó, ngay tức thì đổi được tan tành, thậm chí cả người cũng có chút không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tám đại thiết vệ không phải đi theo động chủ đại nhân đi ra ngoài, cha tìm đuổi giết thằng nhóc kia sao? Nhưng bây giờ, cái này, tại sao dường như vậy thằng nhóc loài người ngược lại thành chính giữa tựa như được, tám đại thiết vệ mỗi một người đều đi theo ở sau lưng hắn, giống như là tùy tùng. Lục Kinh, nguyên lai là các người. Mà vậy La Quyền, Hổ Giang Hổ Sơn hai huynh đệ ở thấy tám đại thiết vệ xuất hiện, cũng là sắc mặt, ánh mắt hơi kiêng kỵ một chút, sau đó ánh mắt quét về phía Trần Phi vậy tấm gương mặt trẻ tuổi trên, thân sắc trầm xuống, lời nói lạnh như băng nói thằng nhóc, ngươi là không phải là không muốn muốn chết. Ngọc thiếp cho ta lấy tới. Phải biết cái này lễ thọ ngọc thiếp rơi vào mông nhất trong tay, cùng rơi vào một cái hoàn toàn không biết lai lịch thằng nhóc loài người trong tay, đây có thể hoàn toàn là hai chuyện khác nhau tình. Cái trước là kim thiềm động phó động chủ, có thể đem cưỡng ép cột vào kim thiềm động vị trí, mà người sau đâu? Trẻ tuổi như vậy, là thứ gì? Mà vậy cái gọi là lục kinh, thì chính là tám đại thiết vệ trong vốn là thống lĩnh tên chữ, bất quá hắn bây giờ, cũng là để cho làm thiết một. Ngươi nói cái này, muốn vậy thì cầm đi. Thân ảnh thon dài kia dĩ nhiên là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu. Chỉ gặp hắn nghe vậy hơi câu khóe miệng cười lạnh cười, sau đó, liền gặp đem vậy tượng trưng cho Hồng Sư Động động chủ Hồng Sư Đạo Nhân lễ thọ ngọc thiếp, nhẹ nhàng về phía trước ném đi, ở đó từng đạo ánh mắt kinh hãi trong, phịch một tiếng, bị ngọn lửa hoàn toàn đốt thành cho tàn. Tiểu tạp chủng ngươi muốn tìm cái chết. Thấy tình cảnh này vậy La Quyền ngay tức thì cả người linh khí bạo tăng, ánh mắt như đao phong, sát khí kia lại là giống như thực chất giống vậy điên cuồng hiện ra. Tiểu tạp chủng này lại dám thiêu hủy bọn họ Hồng Sư Động ngọc thiếp. Cho ta chết. Mà vậy Hổ Giang Hổ Sơn hai huynh đệ lại là trực tiếp, người sau thống lĩnh vậy lớn nhỏ uy nghiêm trong con ngươi trực tiếp là hiện ra cuồng như vậy sát khí, còn có cuồn cuộn yêu khí, hỗn loạn kinh người, ở đó yêu khí trong. Một đạo lông xù móng hổ mang theo cuốn đủ để dung chuyển thép dòng cự lực hung hăng hướng Trần Phi đầu đập xuống. Đây quả thực là muốn lập tức muốn cho Trần Phi bể đầu mà. Muốn mạng hắn. Rào rào. Thằng nhóc này điên rồi sao? Hắn lại có thể dám làm như vậy? Ta làm sao cảm giác thằng nhóc kia có chút quen mắt? Tê, hắn không phải ngày đó cái đó. Tuy nói thằng nhóc này loại này cử động có chút giúp chúng ta hả giận, bất quá. Hắn thật đúng là vô cùng gan dạ à. Lại dám ở Hồng Sư Động đầu trên đỉnh đầu động thổ, đây quả thực là ăn gan hùm mật gấu à. Ai nói phải không, tê, đợi một chút, các người mau xem. Lục Kinh đại nhân bọn họ làm sao? Có người đột nhiên kinh hô. Bởi vì là sẽ ở đó Hổ Sơn hướng chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu động thủ trong nháy mắt, vậy đứng ở sau lưng tám đại thiết vệ, lại có thể cũng là ở một chớp mắt kia không chút do dự lập tức động. Vèo, vèo, vèo. Chỉ gặp bọn họ tám yêu tốc độ bay mau ngăn ở Trần Phi trước mắt, ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm vậy Hổ Sơn, một khắc sau, vậy tám hai hiện lên lục quang u sâm con ngươi trong, lạnh như băng yêu khí còn có sát ý cuồn cuộn phun trào. Hóa là một đạo kinh khủng đánh vào, trực tiếp là hướng vậy cái trước đánh tới. Phịch. Khi một đạo đinh tai nhức óc cuồng tiếng vang tung lên, vậy bất ngờ không kịp đề phòng. Vậy đúng là không nghĩ tới Hổ Sơn trực tiếp là bị cái này đánh vào cho dung chuyển đến ngực, sau đó cả người thân thể trực tiếp là bị đánh bay ra ngoài, giống như diều đứt dây, làm người ta ánh mắt đều có chút thử ra. Sau đó, sầm một tiếng, vậy Hổ Sơn có chừng cao hơn 2 mét thân hình khổng lồ trùng trùng đụng tại đại điện ranh giới trên vách tường, chấn cả tòa đại điện trực tiếp là cuồng chấn, đùng đùng, rậm rạp chằng chịt vết nứt tựa như là mạng nhện vậy hiện lên. Xì. Sau đó vậy Hổ Sơn còn trùng trùng ói một cái máu đen đi ra, sắc mặt hơi trắng bệch, ánh mắt kinh dị thêm giận dữ gắt gao nhìn chằm chằm tám đại thiết vệ. Hiển nhiên, hắn căn bản là không có nghĩ tới đây tám người lại có thể lại đột nhiên hướng hắn ra tay. Mà sự thật vậy chứng minh, hắn một người, cũng không phải là tám đại thiết vệ địch thủ. Oanh! Bất quá, liền sau đó một khắc nhưng có một đạo cuồng bạo yêu khí tựa như là núi lửa phún trào vậy. Vô cùng là kinh người cuồn cuộn xông ra. Vô cùng kinh người. Như vậy uy thế cho dù là mông nhất bực này yêu thú cấp 2 trung kỳ cao thủ cũng ngay tức thì sắc mặt thay đổi, bởi vì là, quả thật quá mạnh mẽ. Sau đó liền gặp vậy Hổ Giang thân thể như núi nhỏ vậy khí thế hung mãnh đứng ở tám đại thiết vệ trước mặt, ánh mắt kia giá rét cực kỳ, yêu khí cuồng trào, vô cùng đáng sợ,
thậm chí trong tay đều đã chẳng biết lúc nào xuất hiện một chuôi tám cạnh đồng đấm, tản ra trung phẩm pháp khí cấp bậc uy thế, ánh mắt kia gắt gao đem thiết cả người thân thể tập trung vào. Lục Kinh, các người mấy cái này bốn chân trùng xấu có phải hay không chán sống, muốn tìm cái chết. Vậy Hổ Giang lời nói lạnh như băng nói, mang sát ý. Tuy nói tám đại thiết vệ chung vào một chỗ, hắn sức chiến đấu quả thật đã có thể cùng bọn họ hai huynh đệ sánh vai, nhưng vấn đề là... bọn họ hai huynh đệ là thân phận gì? Mà vậy những cái kia bốn chân trùng xấu, lại là thân phận gì, lại dám trêu chọc bọn hắn, lại dám phạm thượng? Hừ! Nghe vậy, vậy Lục Kinh, cũng chính là thiết một lạnh lùng hừ lạnh một tiếng. Muốn nếu đổi lại là trước kia hắn khẳng định cũng nói xấu phản bác trở về, nhưng mà hôm nay... chỉ gặp bọn họ lại yên lặng trở lại Trần Phi sau lưng, không nói một lời, chẳng qua là ánh mắt kia nhưng ở gắt gao nhìn chằm chằm La Quyền, cùng với Hổ Giang Hổ Sơn hai huynh đệ. Giống như bọn họ nếu ai còn dám hướng Trần Phi, hướng bọn họ chủ nhân động thủ, bọn họ nhất định sẽ không chút do dự thời gian đầu tiên ra tay, trước cùng đối phương liều mạng nói sau. Mà ở thấy một màn này tất cả mọi người tại chỗ, vô luận là Kim Thiềm Động một phương hoặc giả là La Quyền bọn họ, đều có chút sắc mặt thay đổi. Bởi vì là cho tới bây giờ lúc này, bọn họ lại làm sao có thể không nhìn ra, vậy tám đại thiết vệ, lại là lấy nhựa trước bọn họ hoàn toàn không coi vào đâu, trực tiếp là bỏ quên tiểu tử làm trung tâm. Mà vậy Hổ Sơn sở dĩ sẽ bị tám đại thiết vệ đột nhiên ra tay đả thương, cũng tốt giống như chính là bởi vì là hắn muốn hướng Trần Phi ra tay. Nghĩ đến đây, mọi người tại đây nhất thời lại không nhìn được sắc mặt tái biến. Bởi vì là... bọn họ Kim Thiềm Động tám đại thiết vệ đó là bực nào tầng thứ thân phận bực nào. Thứ tám người hợp ở chung với nhau sức chiến đấu ít nhất có thể sánh bằng phổ thông luyện khí tầng 8 cường giả đỉnh phong, coi như Tàng Vinh, coi như là Mông Nhất, mặc dù địa vị là Kim Thiềm Động phó động chủ, cũng không gặp được có thể so bọn họ lợi hại. Một điểm này từ trước vậy Hồng Sư Động hung danh hiển hách Hổ Sơn, một chút liền bị tám đại thiết vệ đả thương, liền có thể nhìn ra đầu mối, nhưng bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ bọn họ lại có thể sẽ như vậy đàng hoàng, cung kính đứng ở một người trẻ tuổi sau lưng. Giống như là tùy tùng, người làm, thậm chí nô bộc vậy, cái này, loại chuyện này mà, coi là cái gì? Đây quả thực hãy cùng trên trái đất một vị tỷ phú, một vị phó thị trưởng, thành một cái tuổi còn trẻ người làm công gia nô vậy tức cười, vậy buồn cười. Nhưng là, loại chuyện này mà nếu thật xuất hiện, sẽ buồn cười không? Chỉ là hiện trường này trên mặt tất cả mọi người sợ hãi cùng rung động, liền hoàn toàn đủ để chứng minh, đây tuyệt không tức cười, tuyệt không thể cười. Ngược lại, còn sẽ cho người cảm giác được phát ra từ nội tâm chấn động, cùng với thật khó có thể tưởng tượng. Thấy tình cảnh này, coi như là vậy Hồng Sư Động một trong tứ đại hộ pháp luyện khí tầng 8 cường giả đỉnh phong La Quyền, cũng là trên mặt thần sắc liên tục không ngừng biến ảo mấy cái, cuối cùng mới ngẩng đầu lên, hướng Trần Phi giơ tay lên, trơ cháo không cười. Nói, bần đạo thêm là Hồng Sư Động một trong tứ đại hộ pháp, tên là La Quyền, không biết tiểu hữu xưng hô như thế nào. Cùng vậy Lưu Kim Thiềm Thừa Vương, có quan hệ gì? Lưu Kim Thiềm Thừa Vương, ta cùng hắn không có quan hệ gì. Nghe vậy, Trần Phi khẽ mỉm cười, sau đó một đạo lãnh đạm lệnh đuổi khách, liền trực tiếp là hạ, bất quá, cái này Kim Thiềm Động bây giờ cũng không hoan nghênh các người mấy vị, cho nên, mời rời đi đi. Lời vừa nói ra. Vậy La Quyền ra trên mặt cười thịt không cười vẻ ngay tức thì lập tức biến, trở thành thật sâu lạnh như băng và tàn nhẫn. Hiển nhiên, hắn là thật không nghĩ tới, mình đều đã như vậy hạ thấp thân phận cùng cái giá, nhưng mà tiểu tạp chủng này nhưng lại còn dám ở bọn họ trước mặt như vậy càn rỡ phách lối, còn nói gì, không hoan nghênh bọn họ. Để cho bọn họ đi. Lúc này, hắn vậy nếp nhăn chất đống trong hai tròng mắt, liền là có xâm nhiên dùng mình xuất hiện. Cái này tám đại thiết vệ mặc dù khó giải quyết, có thể bọn họ, nhưng cũng không phải là không có biện pháp ứng đối. Ha ha, được a, thật là tốt vô cùng. Từ lão phu lên làm cái này Hồng Sư Động hộ pháp sau đó, ngươi là cái đầu tiên dám ở trước mặt lão phu như vậy người nói chuyện, còn dám bóp vỡ đại biểu ta Hồng Sư Động động chủ Hồng Sư đạo nhân lễ thọ ngọc thiếp. Vậy La Quyền giọng dày đặc, ánh mắt nhưng là giống như lưỡi đao giống vậy, gắt gao rơi vào Trần Phi trên mình. Vậy bây giờ ngươi không phải gặp được. Nghe vậy, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu thản nhiên nói, sau đó tiện tay đem một đầu ngón tay đưa ra ngoài, so với năm ngón tay, nhàn nhạt nói, bây giờ, cho các người 5 giây thời gian, từ nơi này lăn ra ngoài, nếu không, ta tự mình động thủ. Ngươi,
Ngươi nói gì? Ngươi tự mình động thủ. Ha ha, ha ha ha. Nghe vậy, vậy Hồng Sư Động hộ pháp La Quyền đầu tiên là ngẩn ra, chợt giống như là nghe được cái gì chợt thiên hạ lớn kê cười nhạo vậy, da mặt lay động ngửa mặt lên trời cười như điên, tiếng cười như sấm. Thậm chí, cũng không chỉ là hắn, coi như là vậy bây giờ lúc này trong đại điện Kim Thiềm Động những cao thủ, cũng không nhịn được sắc mặt cổ quái, thậm chí ánh mắt có chút giống là xem ngu si giống vậy nhìn Trần Phi. Bọn họ chân thực không nghĩ ra, thằng nhóc này đến tột cùng là đầu óc có vấn đề, bị cửa kẹp, hoặc là cái gì khác. Nếu không, hắn làm sao có thể sẽ nói ra như vậy tức cười, như vậy buồn cười nói. Phải biết, chỉ là cái này Hồng Sư Động hộ pháp La Quyền một người, liền không thể so với bọn họ Kim Thiềm Động động chủ Lưu Kim Thiềm Thứ Vương yếu nhiều ít, huống chi, vậy Hổ Sơn Hổ Giang hai huynh đệ vậy đều còn ở, cái này ba người chung vào một chỗ, coi như là bọn họ động chủ đích thân tới, vậy sợ rằng không làm gì được đi. Cho nên thằng nhóc kia, hắn dựa vào cái gì có tư cách nói như vậy à? Ý nghĩ hảo huyền, hay là làm mộng sao? Năm, có thể nhưng vào lúc này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng đã đưa tay ra chỉ, bắt đầu đếm một chút. Nghe vậy, tất cả mọi người tại chỗ đều là sững sốt một chút. Mà vậy La Quyền chính là già nua gương mặt trực tiếp nổi lên vẻ châm chọc, lập tại chỗ, yên tĩnh nhìn Trần Phi, nghe hắn đếm một chút. Hắn ngược lại muốn xem, thằng nhóc này đếm xong đếm sau đó, thì có thể làm gì? Như thế nào xuống đài? Ha ha, ha ha ha, thật là một không biết trời cao đất rộng đồ. 4, 3, 2, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu mặt không cảm giác, cũng chỉ là miệng kia giác phác họa nụ cười nhàn nhạt, tiếp tục đếm, cuối cùng, từ hắn trong miệng yên tĩnh ói ra một cái, một chữ. Đếm xong đến lượt đổi chúng ta chứ. Tiểu tử, vậy đừng nói chúng ta ỷ lớn hiếp nhỏ, ta cũng đếm năm đếm bên trong, ngươi từ ta dưới háng chui qua, sau đó sẽ ở trên mặt đất dập đầu 36 cái vang đầu. Ngày hôm nay chuyện này ta nới lỏng hàng loạt, không nhắc chuyện cũ, nếu không. Đến khi Trần Phi đem vậy con số cho đếm xong sau đó, vậy La Quyền mặt đầy giễu cợt cực kỳ, nhìn Trần Phi chậm rãi nói. Sau lại bổ sung, nếu không, ta cảm thấy ngươi loại này ngu xuẩn đồ số mệnh, vậy không cần thiết tồn tại, ngươi nói sao? Và tiểu tạp chủng kia phế nhiều lời như vậy làm gì? Trực tiếp động thủ giết, mà vào lúc này... Vậy Hổ Giang Hổ Sơn hai huynh đệ ở giữa đại ca, vậy Hổ Giang tựa hồ trực tiếp là có chút không có kiên nhẫn, lời nói đằng đằng sát khí, yêu khí cuồn cuộn, sau đó lại lập tức ra tay. Oanh! Ngay tại hắn một chữ cuối cùng tiếng nói rơi xuống lại tới sau đó, trong tay hắn vậy tám cạnh đồng đấm trực tiếp là bộc phát ra kinh khủng hơi thở, yêu quang cuồn cuộn, khí thế ngất trời, dễ như bớn. Như vậy khủng bố, uy thế kinh người nhất định chính là giống như có thể đem người xé. Hoặc là chấn áp thành hư vô, cho tàn, vậy. Sau đó liền gặp vậy Hổ Giang bước chân một bước, cả người cao hơn 2 mét thân thể cao lớn trực tiếp là khí thế mãnh liệt xuất hiện ở Trần Phi trước mặt, trong tay hai chuôi tựa như là có thể rác rưởi ngọn núi nhỏ đồng đấm, trực tiếp là đón Trần Phi đầu đánh xuống. Trước, hắn đệ đệ bởi vì là muốn hướng Trần Phi động thủ, mà dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị vậy tám đại thiết vệ đả thương, bây giờ, hắn ngược lại muốn xem, hắn tự mình động thủ. Vậy tám cái bốn chân trùng xấu vừa có thể cầm thủ đoạn gì ngăn cản hắn Hổ Giang? Hừ, không tự lượng sức, tìm chết đồ. Ha ha, có thể nhưng vào lúc này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu nhưng nhẹ nhàng cười, cùng lúc đó, lau một cái hàm chứa năng lượng kinh khủng hắc quang ở hắn trưởng trái tim thoáng một cái đã qua, nhưng là vậy Lưu Kim Thiềm Thứ Vương màu đen phán đoán đầu mũi tên. Hổ Giang cẩn thận. Mà ở cảm giác được màu đen kia phán đoán đầu mũi tên kinh khủng khí tức âm trầm, vậy La Quyền trước nhất cảm thụ, kịp phản ứng, sắc mặt ngay tức thì liền biến, hét lớn một tiếng nói. Cẩn thận, vậy Hổ Giang tự nhiên không rõ cho nên, hơn nữa coi như là hắn bây giờ rõ ràng, vậy vẫn là trễ. T. Đây là cái gì? Một khắc sau, chỉ gặp hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, cảm nhận được một cổ kinh khủng tới cực điểm khí tức âm hàn cứ như vậy từ hắn chính diện bộc phát ra. Cuộn sạch ra, một màn màu đen ánh sáng sau đó trực tiếp là xuyên thủng tới, hung hăng đụng vào trong tay hắn vậy nhà kho hoảng hốt đón đỡ đi ra ngoài tám cạnh đồng đấm lên. Sau đó, rắc rắc tiếng rắc rắc vô cùng chói tai nổ tung vang lên. Vậy trung phẩm pháp khí cấp bậc tám cạnh đồng đấm, trực tiếp là ngay tức thì nứt ra gần nửa đoạn, hướng trên mặt đất rơi xuống. Xì,
rồi sau đó liền thấy Hổ Giang cơ hồ là lấy cùng hắn đệ đệ phương thức giống nhau, bị màu đen kia phán đoán đầu mũi tên hung hăng đánh vào trên lồng ngực, máu thịt nổ tung, máu tươi bắn tung tóe, đúng cổ thân thể trực tiếp là bị hất bay. Không chỉ có như vậy, vậy Hổ Giang lúc này nơi ngực, còn bất ngờ đã nhiều hơn cỡ quả đấm, đen thui lỗ máu, tản ra âm thi vậy hôi thối, tàn nhẫn đụng vào cách đó không xa trên vách tường, trực tiếp hôn mê. Rào rào. Hiện trường tất cả mọi người vào thời khắc này hoàn toàn là ngay tức thì sắc mặt đờ đẫn, cứng, rồi sau đó trong miệng mặt đồng loạt không hẹn mà cùng bộc phát ra một hồi xôn xao. Hổ Giang là ai? Đây chính là Hồng Sư Động hung danh hiển hách Hổ Thị huynh đệ lão đại, bàn về hắn chân chính sức chiến đấu, chỉ sợ cũng coi như là La Quyền như vậy luyện khí tầng 8 đỉnh cấp, cũng không gặp được có thể làm gì được hắn, nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể như bây giờ một cái cường đại người, bản thể là vạn thú chi vương lão hổ cấp 2 trung kỳ yêu thú, bây giờ nhưng lại có thể bị một cái xem ra tuổi tác chỉ có 20-30 tuổi người tuổi trẻ, trực tiếp là một kích bị thương nặng thành trọng thương, trực tiếp hôn mê, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa tên kia lực lượng, chẳng lẽ đều đã vượt xa vượt qua Hổ Giang liền sao? Nếu không phải như vậy, hắn lại làm sao có thể làm được một kích bị thương nặng, để cho nó trực tiếp hôn mê? Mà đây, cái này, như vậy tình huống không khỏi chân thực có chút quá không chân thật. Để cho bọn họ cảm giác giống như là đang nằm mơ. Cho nên, bọn họ lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt, tràn đầy sợ hãi cùng đờ đẫn, run rẩy khó tin. T, vậy, vật kia phải không? Cùng lúc đó, duy nhất tại chỗ cùng mọi người độ chú ý có chỗ bất đồng mông nhất, lúc này đang cặp mắt khát khao nhìn chằm chằm Trần Phi trong tay màu đen kia phán đoán trên đầu tên mặt, trong ánh mắt mặt đều là hoang đường, còn có khó tin. Màu đen kia phán đoán đầu mũi tên là cái gì? Hắn dĩ nhiên rõ ràng, đây chính là bọn họ động chủ, Lưu Kim Thiềm Thử Vương trước đoạn thời gian vừa mới ở nơi nào đó bí cảnh lớn mộ trong khai thác ra, thần bí vừa kinh khủng cường đại đồ sắc bén, bị hắn coi là giá trị vô cùng chân bảo. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ vật này nhưng tại sao, vậy mà sẽ xuất hiện ở Trần Phi trong tay? Nghĩ đến đây, vậy mông nhất sắc mặt lại thay đổi nửa đổi, rồi sau đó ánh mắt không kềm hãm được quét về vậy lúc này vẫn còn ở Trần Phi sau lưng. Giống như là người làm, thậm chí người làm vậy cung kính đứng thẳng tám đại thiết vệ cùng yêu. Một cổ khó mà hình dung hoang đường phỏng đoán cùng sợ hãi ý niệm, sau đó, liền giống như là ác ma hạt giống vậy, cản cũng cản không phải nhanh chóng mọc rễ nảy mầm. Cả tòa đại điện, yên lặng như tờ, cơ hồ tất cả mọi người đều ở trước mắt cái này một màn kinh người dọa cho được trợn mắt hốc mồm, sắc mặt đờ đẫn, mồ hôi lạnh tràn ra. Vô luận là vậy Kim Thiềm Động đông đảo cao thủ, hay hoặc là Hồng Sư Động sứ giả La Quyền các người, đều là như vậy. Nhất là vậy Hổ Sơn, Hồng Sư Động hộ pháp La Quyền hai người, lại là thần sắc từ đầu đến cuối thuộc về một mảnh đờ đẫn, hiển nhiên căn bản cũng không có biện pháp từ nơi này trước mắt kinh người một màn trong tránh thoát được.